Không phải vậy lời nói, chính mình cùng tàn bào pháp sư đồng loạt ra tay, còn để ra hỏa này đào tẩu. Truyền đi quá mất mặt. Cái kia 30 tên quỷ binh nghe lệnh về sau, đao kiếm ra khỏi vỏ, sát khí hãi nhiên. Trong chớp mắt, bóng người đông đảo, hành động cấp tốc. La quân trong nháy mắt liền bị vây quanh ở chính giữa. Cùng lúc đó, tàn bào pháp sư từ trong tay áo lấy ra một đầu thần tiên. Này thần tiên toàn thân đen nhánh, nhỏ nhắn vô cùng. Cái này thần tiên cũng là để cho làm ngự mã quỷ thần roi, trong truyền thuyết, chính là hiên viên hoàng đế dùng roi này thúc đẩy trăm vạn thiên mã. Đương nhiên, đây đều là truyền thuyết. Nhưng cũng đủ để chứng minh, cái này thần tiên lợi hại. Cái kia ngự mã quỷ thần roi tại tàn bào pháp sư trong tay cấp tốc biến lớn, thành dài. Tiếp lấy ngự mã quỷ thần roi bay ra ngoài, giống như một đạo hắc quang đồng dạng đem cái kia 30 tên quỷ binh cùng la quân đều bao phủ ở chính giữa. Ngự mã quỷ thần roi càng chuyển càng nhanh, sau cùng hình thành một đạo cự đại tấm màn đen, đây là hoàn toàn mưa gió không lọt tấm màn đen. Này thần tiên tại cấp tốc vận chuyển bên trong, đã phát huy ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành uy lực, lại dung hợp âm dương từ trường lực lượng, sau cùng tạo thành cái này đạo cự đại tấm màn đen, đã có kinh thiên thần lực. Loại lực lượng này, đã không phải là vật lý lực lượng đủ khả năng phá. Duy vừa đột phá ngự mã quỷ thần roi biện pháp, chính là tại ngự mã quỷ thần roi uy lực không có hoàn toàn triển khai là, tìm tới lỗ hổng đâm vào qua. Nhưng cho dù là như thế, ngự mã quỷ thần roi một khi thi triển đi ra, nó roi thân thể giống như thiên đao vạn trượng, vô cùng sắc bén. Tại đột phá quá trình bên trong, hơi không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan. Giờ này khắc này, tàn bào pháp sư toàn lực thôi động pháp thuật, đem ngự mã quỷ thần roi thôi vận đến cực hạn. Cái kia 30 tên quỷ binh chỉ cần đụng ở trên tấm màn đen, lập tức dòng huyết mà chết. Cái kia tấm màn đen thực cũng là vô cùng đau nhận, va chạm không được. Hiện trường bên trong, quỷ binh bị cái kia vô cùng đau nhận bức bách, đã không ngừng thu nạp. Tiếp theo, quỷ binh bên trong, không biết là người nào trước hét lên một tiếng, tiếp lấy quỷ binh đại loạn. Sở hữu quỷ binh liền ở trong chớp mắt bị cái kia ngự mã quỷ thần roi giết đến phân mảnh. Trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, máu chảy thành sông. Ai, vốn là đồng căn sinh, tương thiên hà thái gấp A. Đúng lúc này, La Quân chậm rãi thanh âm truyền đến. Tàn bào pháp sư bị kinh ngạc, hắn lập tức thu hồi ngự mã quỷ thần roi. Nhưng là cái kia 30 tên quỷ binh cũng đã đều chết. Mà La Quân mang theo Kim Tuấn Võ liền hảo hảo đứng ở cửa thành bên cạnh. Nguyên lai tại quỷ binh xông lại một cái chớp mắt. La Quân liền biết tàn bào pháp sư muốn xuất yêu thiêu thân. La Quân lập tức liền thần không biết quỷ không hay mang theo Kim Tuấn Võ đi vào đằng sau. Cái kia tấm màn đen vừa vặn liền không có bao lại La Quân. Lúc này, hiện trường chi bên trong lập tức dậy biến hóa vi diệu. Chủ yếu là tàn bào pháp sư quá thủ đoạn độc ác, tự mình xuất thủ đem huynh đệ mình nhóm toàn bộ tru sát. La Quân vỗ vỗ Kim Tuấn Võ bả vai, nói ra, tính toán. Tàn nhẫn như vậy giết người sự tình ta làm không được. Xem ra nắm lấy ngươi cũng không có chứng dùng, sẽ chỉ hại chết ngươi, ta tha cho ngươi một cái mạng. Hắn nói thì đẩy ra Kim Tuấn Võ. Đây là Trần Trụi đang giễu cợt tàn bào pháp sư A. Tàn bào pháp sư nhất thời sắc mặt tái xanh. La Quân mỉm cười, nói ra, vô luận là pháp sư đại nhân ngươi, vẫn là hồ ti trưởng, ta thừa nhận các ngươi đều là pháp lực cao thâm. Nhưng là, các ngươi pháp lực thi triển. Tốc độ cuối cùng không đủ nhanh. Cho nên, ta nếu muốn chạy đi, các người thật chưa chắc có biện pháp ngăn cản ta. Hắn đón đến, nói ra, hiện tại, hoặc là các người trực tiếp thả ta rời đi, mọi người tất cả đều vui vẻ. Hoặc là thì quyết chiến một trận, lấy thực lực đến nói chuyện. Tàn bào pháp sư sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn nhìn về phía Hồ Thiên Hùng, nói ra, Hồ Ti Trưởng, ngươi là chúng ta Minh Đô Thành tuyệt đỉnh đại cao thủ. Cái kia mặt khác hai cái tiểu ni tử cũng còn chưa bắt được, chúng ta hôm nay nếu là lại để cho gia hỏa này đào tẩu, cái này nếu là truyền đến thành chủ đại nhân trong tai, ngươi muốn thành chủ đại nhân hội nghĩ như thế nào ngươi, lại thế nào muốn ta? Hắn đón đến, nói ra, nếu là cái kia hai cái tiểu ni tử bên trong, thật có một cái là không chết băng hoàng chuyển thế chi thân, như vậy tương lai thành chủ đại nhân chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình A. Đây là người ta đều không chịu đựng nổi. Hồ Thiên Hùng hận không thể một chân đá chết tàn bào pháp sư, con chó, đem hết nan để hướng lão tử trên thân đẩy. Thả không cho đổ, đánh ngươi lại phải lão tử qua đánh.
hợp lấy ngươi đồ chó hoang mãi mãi cũng đứng ở thế bất bại a. Hồ Thiên Hùng hít sâu một hơi, hắn biết dưới mắt loại tình huống này là không có khác biện pháp. Cũng chỉ có chính mình ra mặt, không phải vậy lời nói, nếu là y theo Tàn Bảo Pháp Sư nói, nếu thật bởi vậy thả đi không chết băng hoàng chuyển thế chi thân. Như vậy thành chủ đại nhân đến lúc đó khẳng định hội tự trách mình. Và lại, dù cho La Quân cùng không chết băng hoàng không quan hệ. Hôm nay nơi này, nhiều như vậy quỷ binh tại. Phía bên mình thật làm cho La Quân đào tẩu, như vậy chính mình danh tiếng cũng sẽ nhận tổn thất rất lớn thương tổn. Kể từ đó, Hồ Thiên Hùng phát hiện mình cư nhưng đã không có khác đường có thể đi. Đến nước này, Hồ Thiên Hùng thì càng ngày càng phát hiện trước mắt cái này La Quân không đơn giản chỗ. Lúc đầu lần này hãng giết tới, Hồ Thiên Hùng cảm thấy mình là nắm chắc thắng lợi trong tay, không cần động đại não một sự kiện. Hiện tại xem ra, lại là đem chính mình khó xử đến nước này. Tốt, Hồ Thiên Hùng nói với La Quân, ta lấy thành chủ đại nhân Tư Mã danh nghĩa phát thệ, hôm nay cùng ngươi quyết chiến, tuyệt đối cam đoan công bình, công chính. Nếu là có người nhúng tay ngươi ta chi chiến, chính là đối thành chủ đại nhân bất kính, nên thụ ngàn đao bầm thây. Ta Hồ Thiên Hùng ở đây thề, thiên địa nhân thần trung dám. La Quân cười một tiếng, nói ra, tốt, Hồ Ti trưởng thề, ta tin được. Nơi này nhiều người như vậy chứng kiến, nếu là Pháp Sư Đại Nhân đến thời điểm vẫn là muốn đánh lén, đây cũng là nói rõ, chúng ta Pháp Sư Đại Nhân hoàn toàn không có đem thành chủ Đại Nhân để vào mắt. Tàn Bào Pháp Sư ở một bên không nói một lời, hắn hiện tại cũng xác thực là có chút tiến thối lưỡng nan, nhiều người như vậy chứng kiến Hồ Thiên Hùng thề. Nếu như mình đến lúc đó còn muốn xuất thủ, đến một lần mọi người cảm thấy mình là tiểu nhân hèn hạ. Thứ hai hội cảm thấy mình thật không có đem thành chủ đại nhân để vào mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Minh Đô Thành chính là thành chủ đại nhân Tư Mã Thiên Hạ, nơi này là tuyệt đối chế độ quân chủ. Tư Mã đại nhân trưởng quản tất cả mọi người sinh tử. Như vậy, nơi này chính trị cũng là rất lợi hại coi trọng. Nếu như Tàn Bào Pháp Sư thật ở trước mặt mọi người dám có loại này đối thành chủ đại nhân bất kính. Như vậy truyền đến thành chủ đại nhân trong tai, đây tuyệt đối là chí mạng. Riêng là Tàn Bào Pháp Sư còn có nhiều như vậy chính địch, nếu như hắn chính địch tại làm chút bài văn, hắn liền càng thêm nguy hiểm. Mà lại, coi như thành chủ đại nhân lúc ấy nghe không được tốt lắm, về sau một có cơ hội, vẫn là sẽ không bỏ qua Tàn Bào Pháp Sư. Cho nên nói dưới mắt. Tàn Bào Pháp Sư là có chút nhức cả trứng. Lúc này, chúng quỷ binh đã thối lui. Mọi người cho Hồ Thiên Hùng cùng La Quân nhường ra đầy đủ sân bãi. La Quân lúc này đã từ giới tu di bên trong lấy ra Phược Long bao tay. Hôm nay, La Quân liền muốn kiểm nghiệm một chút chính mình tu vi, đến vẫn là không chịu nổi một kích như vậy, vẫn là đã đến độ cao nhất định. Trần Diệc Hàn loại kia biến thái là không thể tính toán. Cái này Hồ Thiên Hùng tu vi theo mình tại một cái cấp bậc bên trên. Vậy liền nhìn chính mình có thể hay không đột phá hắn pháp lực. Hồ Thiên Hùng lúc này cũng từ trong tay áo lấy ra một vật, cái kia lại là một cái tứ phương hai lỗ tai màu đen khói ấm. Này ấm gọi là thần nha hỏa hồ. La Quân vừa nhìn thấy bảo bối này đi ra, hắn lập tức liền động thủ. La Quân tuy nhiên không biết cái này thần nha hỏa hồ đến là pháp bảo gì, nhưng cũng biết mình theo dạng này người chiến đấu. Chính mình nhất định phải tiên phát chế nhân, không phải vậy lời nói, những bảo bối này đều có thần thông, đến lúc đó, chính mình thì sẽ đặc biệt bị động. La Quân hướng Hồ Thiên Hùng bổ nhào về phía trước, một tay vồ một cái, chính là chụp vào Hồ Thiên Hùng trong tay thần nha hỏa hồ. Hồ Thiên Hùng cũng là thân thể đỉnh phong cao thủ, La Quân cái này nhất động, hắn liền đã phát giác. Hồ Thiên Hùng hư lui một bước, đồng thời đá ra một chân muốn đem La Quân bước lui. La Quân một cái linh dương móc sừng tránh đi Hồ Thiên Hùng hung ác cước lực. Đồng thời, La Quân nhất chảo chụp vào Hồ Thiên Hùng eo sườn. Hồ Thiên Hùng cổ tay khẽ đảo, phản chụp vào La Quân thủ đoạn. La Quân thân thể hướng phía trước vào tới, đột nhiên cả thân thể như mãng xà một dạng quấn lên tới. La Quân biến hóa cực lôi đình mau lẹ, mà lại khiến người ta khó lòng phòng bị. Lúc này mới ngủ La Quân đắc ý nhất đấu pháp. Hồ Thiên Hùng bị kinh ngạc. Hắn cũng ý thức được La Quân đáng sợ. Hắn tại trong nguy cấp, thân thể nhất chuyển, như mũi tên chạy đi. La Quân bạo giống một tiếng, nhất thời sóng âm chấn động. Hắn đại thánh đạo tràng bạo phát đi ra. Hiện trường bên trong, chỗ có khí thế đều là tới từ hắn, bên trong thiên địa phảng phất cũng chỉ có La Quân một người,
La Quân thiểm điện tiến lên, một chiêu đại thành ấn oanh sát hướng Hồ Thiên Hùng mặt. Nhất thời, sơn hà thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Chiêu này đại thành ấn, hung mãnh cùng cực. Hồ Thiên Hùng tại cái này một cái chớp mắt, thế mà ngay cả khởi động thần nha hỏa hồ cơ hội đều không có. Hắn liên tục lui lại, La Quân một chiêu thất bại, từng bước ép sát. Hồ Thiên Hùng nhất tâm muốn phát động pháp bảo, nhưng là La Quân lại không cho Hồ Thiên Hùng cơ hội này. Nếu như Hồ Thiên Hùng nghĩ đến theo La Quân lấy thân thể đọ sức, hắn không bị thua trận nhanh như vậy. Hồ Thiên Hùng rất nhanh liền đến các quỷ binh trước mặt, hắn đã tránh cũng không thể tránh. Đúng vào lúc này, Hồ Thiên Hùng dứt khoát trực tiếp trốn vào quỷ binh bên trong. Lần này, chúng quỷ binh liền trở thành Hồ Thiên Hùng tấm mộc. La Quân đã ngờ tới cái này một gốc dạ, hắn đã khóa chặt Hồ Thiên Hùng, lập tức bước nhanh truy sát tới. Đúng vào lúc này, Hồ Thiên Hùng thôi động pháp lực, lấy sóng tinh thần khống chế lại bốn tên quỷ binh. Cái này bốn tên quỷ binh lập tức ngăn lại La Quân đường đi. Cái này có thể không tính là Hồ Thiên Hùng tìm trợ thủ, hắn là vận dụng bốn phía hoàn cảnh cùng pháp lực mình. Cái này bốn tên quỷ binh không tính là gì, nhưng là cuối cùng vẫn là giúp Hồ Thiên Hùng tranh thủ đến thời gian. La Quân liền biết hết thảy trễ, hắn dứt khoát cũng không tiếp tục đuổi giết, mà chính là nhanh chóng lùi về phía sau. Cái này nhất hậu lui, cái kia thần nha hỏa hồ lập tức phát động. Trong nháy mắt, ước chừng có 20000 con hỏa nha lao ra. Lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Hỏa nha rất nhanh liền trên không trung hình thành đáng sợ màu đen quả chiều. Những này quả chiều đem La Quân bao vây vào giữa, từ trên xuống dưới, giống như cuồng mãnh long quyển phong một dạng, đem La Quân kiện hàng đến cực kỳ chặt chẽ. Sau đó, hỏa nha đột nhiên bốc cháy lên, trở thành thiêu đốt hỏa diễm. Đáng sợ hỏa diễm, nhiệt độ nóng bỏng đốt bốc cháy. La Quân hãi nhiên thất sắc, thân thể của hắn cường đại tới đâu, nhưng là đối mặt dạng này hỏa diễm, đó cũng là vài phút sẽ bị đốt cháy thành cho bụi a. La Quân lần nữa cảm nhận được pháp bảo đáng sợ. Cái này trong nháy mắt, La Quân không lo được hắn, hắn đột nhiên trong mắt tinh quang bùng lên. Liền đem ngọn lửa kia xem như là địch nhân một dạng đánh giết tới. La Quân trong nháy mắt đánh ra 100 quyền đến. Khẩn thiết đánh nổ không khí, khẩn thiết mang theo không gì sánh kịp võ đạo tinh thần khí thế. Phanh 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 phanh. Trong nháy mắt, cái kia bốn phía từ trường toàn bộ bị đánh tan. Những hỏa diễm đó là dựa vào hỏa diễm từ trường cùng hỏa nha tinh khí ngưng tụ, bây giờ La Quân quyền lực cùng tinh thần, trực tiếp đem đánh sơ xác. Không đến một lát, sở hữu hỏa nha lại lần nữa trở thành hỏa nha, đồng thời bốn phía bay ra. La Quân không ngừng lại. Lại lần nữa hướng Hồ Thiên Hùng bổ nhào qua. Hồ Thiên Hùng không nghĩ tới La Quân có thể đem thần nha hỏa hồ đại trận phá vỡ, lúc này, hắn không thể trông cậy vào món pháp bảo này. Tại trong nguy cơ, Hồ Thiên Hùng trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn vung tay lên, trong tay tiếp lấy liên tục kết ấn. Cái kia sở hữu hỏa nha toàn bộ hướng phía La Quân cắn quá khứ. La Quân bị quần nha vây quanh, hắn cũng không làm hắn nghĩ. Liên tục huy động mạnh mẽ quyền lực đánh giết. Từng quyền, mỗi một quyền đều là mang theo không gì sánh kịp võ đạo tinh thần. Tinh thần hắn là chính trực, là oanh sát hết thảy ngăn cản tinh thần. Loại tinh thần này cùng quyền lực là đáng sợ. La Quân trong nháy mắt đem trước mắt đánh ra một lỗ hổng, tiếp lấy hắn liền rời đi hỏa nha vây quanh, lần nữa hướng Hồ Thiên Hùng tới gần. Hồ Thiên Hùng đã sớm từ quỷ binh bên trong đi tới, tại La Quân hạng giết tới thời điểm. Hồ Thiên Hùng lần nữa bắn ra một vật. Lần này, La Quân trước mặt đột nhiên xuất hiện Nhất Tôn Vương giả. Bàn Nhược Nguyệt Quang Minh Vương Thân. Nhất Tôn Bàn Nhược Nguyệt Quang Minh Vương Thân xuất hiện. Đây là Nhất Tôn khủng bố nguyên thần. Chính là Hồ Thiên Hùng hấp thu Bàn Nhược Nguyệt Quang Minh Vương tín ngưỡng thần linh, lại hấp thu ánh trăng chi tinh khí, lại ngưng tụ từ trường phần tử chi lực. Tôn này khủng bố nguyên thần cũng là đại biểu Hồ Thiên Hùng. Giờ này khắc này. Bàn Nhược Nguyệt Quang Minh Vương diện mục mơ hồ, hắn chiếu vào La Quân cũng là nhất quyền đánh giết tới. Một quyền này phát ra, quyền đầu đột nhiên thì hóa thành cực lớn quyền ấn, hướng phía La Quân kiểm môn, khuôn mặt đánh giết tới. La Quân cảm nhận được Bàn Nhược Nguyệt Quang Minh Vương quyền ấn chi lợi hại, hắn tâm thần nhất động, thân thể bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp tránh ra Bàn Nhược Nguyệt Quang Minh Vương công kích. Sau đó, La Quân bổ nhào Bàn Nhược Nguyệt Quang Minh Vương thân về sau. Tận lực bồi tiếp một chiêu cổn lôi quyền ấn đánh giết tới. Ầm ầm, La Quân nhất quyền đâm vào ánh trăng Minh Vương thân bên trên,
Bàn Nhược Nguyệt Quang Minh Vương thân hình không nhúc nhích tí nào. La Quân quyền đầu tựa như là đụng vào cứng rắn đá hoa cương phía trên. Nhưng là rất nhanh, Bàn Nhược Nguyệt Quang Minh Vương cả thân thể cải biến, vốn là bộ mặt đột nhiên biến thành cái ót. Cái kia hai tay là ở phía trước, đột nhiên lại xuất hiện ở phía sau. Bàn Nhược Nguyệt Quang Minh Vương vung tay lên, cự đại thủ ấn lại là hướng La Quân phần eo bắt đánh tới. Chính là muốn như đại nhật Như Lai, trực tiếp đem La Quân chộp vào trong lòng bàn tay. La Quân lập tức lui lại, cái kia cự đại thủ ấn đột nhiên thành dài, đi theo đuổi theo. La Quân đột nhiên mèo dưới lưng qua, nhưng vào lúc này, toàn bộ Bàn Nhược Nguyệt Quang Minh Vương đột nhiên hóa thành hai đạo cự đại thủ ấn đem La Quân vây quanh, sau đó, La Quân muốn tránh cũng không được, liền bị chộp vào thủ ấn trung gian. La Quân bị sinh sinh nhấc lên. La Quân hãi nhiên, phải làm sao mới ổn đây, vô luận hắn làm sao giãy giụa, đều là giãy giụa không ra tay này ấn giam cầm. Trong một chớp mắt, La Quân đã là nguy cơ sớm tối. Đúng lúc này, La Quân cắn chót lưỡi, hướng phía đại thủ ấn kia phun ra một ngụm máu tươi. Đại thủ ấn bản chất tựa như là lục sắc phỉ thúy một dạng, trong suốt bên trong lộ ra bích lục, nhưng cũng so đá hoa cương kiên cố. Khi máu tươi vẩy vào đại thủ ấn bên trên lúc, La Quân tụ tập toàn thân chi lực, đột nhiên bạo giống một tiếng, thân thể chấn động. Một tiếng ầm vang, La Quân đem đại thủ ấn kia trực tiếp đánh sơ xác. Người khác cũng rơi trên mặt đất, La Quân lăn khỏi chỗ, trong nháy mắt liền đến Hồ Thiên Hùng trước mặt. La Quân hoàn toàn thể sẽ tới pháp lực sự khủng bố, hôm nay có thể trở về từ cõi chết, quả nhiên là không dễ dàng. La Quân lúc này không có chút nào lưu tình, nhất quyền tấn mãnh đánh giết hướng Hồ Thiên Hùng ngực bụng. Hồ Thiên Hùng lập tức lấy uất ức quyền tới. Phanh một tiếng, Hồ Thiên Hùng bạch 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 rời khỏi ba bước. Dưới chân hắn, mặt đất rạn nứt. La Quân lần nữa vồ giết tới, lại là nhất quyền quá khứ, đồng thời đem Hồ Thiên Hùng trong tay áo thần nha hỏa hồ đoạt lại. Hồ Thiên Hùng rốt cuộc chịu đựng không được La Quân quyền lực, bay thẳng ra ngoài, sau cùng ngã trên mặt đất. La Quân vừa sải bước trước, liền đem vị này cao cao tại thượng thi trưởng đại nhân bắt lại, hắn bóp lấy Hồ Thiên Hùng cổ. Tàn Bào pháp sư sắc mặt lần nữa tái nhợt đứng lên, chung quanh quỷ binh tự nhiên cũng không dám có bất kỳ động tác gì. La Quân hơi hơi thở phào, nương, trận chiến này đánh cho quá mạo hiểm. Muốn là mình dương cương chi huyết vô pháp buông lỏng Bàn Nhược Nguyệt Quang Minh Vương nguyên thần đại thủ ấn, hôm nay cũng là như thế chết ở chỗ này. Đây mới thực là sinh tử trong chớp mắt a. Còn có cái kia thần nha hỏa hồ, cũng là hung hiểm vô cùng. Nếu không phải là mình bây giờ quyền lực hung mãnh, mà lại ỷ vào Phược Long bao tay lợi hại, loạn đánh một hơi, đó cũng là không được a. La Quân lần nữa cảm nhận được thân thể lực lượng cùng pháp lực ở giữa khác nhau. Cái này giống như là quốc thuật cùng hỏa khí ở giữa đọ sức, kia thực lực này cách xa, quá lớn. Chính mình tu luyện nhục thân đến nước này, gian nan dường nào. Nhưng là đối phương tùy tiện một cái pháp bảo liền có thể muốn chính mình nửa cái mạng. La Quân minh bạch, mình nếu là không ủng có pháp lực, như vậy vĩnh viễn đều khó có khả năng giết Trần Diệc Hàn, không có khả năng tìm Trần Thiên Nhai báo thù. Đem thành cửa mở ra, La Quân đối cái kia Tàn Bào pháp sư quát. Tàn Bào pháp sư không nói một lời. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ty trưởng đại nhân, xem ra ngươi vị pháp sư này bằng hữu hoàn toàn không có đem ngươi sinh tử để vào mắt a. Đã như vậy, vậy ta thì giết ngươi, lại đào tẩu. Nghĩ rằng các ngươi cũng bắt không được ta. Mở cửa, Tàn Bào pháp sư giật mình, Thiết Thành Tư cục trưởng Hồ Thiên Hùng, đây chính là thành chủ đại nhân trước mặt tâm phúc đại tướng a. Tàn Bào pháp sư cũng sợ La Quân thật đem Hồ Thiên Hùng xử lý, Hồ Thiên Hùng chết, hắn cũng không có một ngày tốt lành qua. Hồ Thiên Hùng tâm cũng là nhấc lên, hắn nghe vậy hơi hơi thở phào, sau đó, hắn nói ra, này môn nhất định phải ta lấy pháp lực đem cấm chế mở ra. Tốt, người đến lái môn, La Quân nói với Hồ Thiên Hùng. Hồ Thiên Hùng bị La Quân cưỡng ép lấy đi vào trước cửa thành, sau đó, Hồ Thiên Hùng liên tục thi triển mấy lần pháp thuật, sau cùng, cổng thành thiết tác băng một chút, rốt cục mở. Tiếp theo, liền có quỷ binh đến đây đem cổng thành từ từ mở ra. Cổng thành từ từ mở ra. Ngoài cửa thành, âm khí vần quanh, vũ khí không rời. Trước đó phương đen kịt một màu, tựa như thật sự là muốn đi vào U Minh chi địa. Tàn Bào pháp sư đối mặt La Quân, lạnh giọng nói ra, cổng thành đã mở ra, ngươi bây giờ có thể thả Hồ Ti trưởng, sau đó rời đi. Không có người hội ngăn lại ngươi,
cũng không ai có thể ngăn lại ngươi. La Quân cười lạnh, nói ra, Pháp Sư Đại Nhân, ta cũng không quá không tin được ngươi. Hiện tại ta muốn ngươi mang theo sở hữu quỷ binh rời khỏi 3.000 mét bên ngoài. Tàn Bào Pháp Sư trong mắt hàn quang lóe lên, nói ra, ngươi muốn mang ngươi đồng bạn ra khỏi thành. La Quân nói ra, tùy ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ngươi nếu là không rút đi, ta thì giết Hồ Ti Trưởng, sau đó vừa đi chi. Hiện tại La Quân thật đúng là có thể như thế tùy hứng, cổng thành đã mở ra, không thể đồng ý, giết người đi chi, Tàn Bào Pháp Sư bọn họ cũng chỉ có thể không làm gì được. Tàn Bào Pháp Sư trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Sau đó, hắn liền mệnh lệnh chúng quỷ binh lui lại. Tàn Bào Pháp Sư cũng đi theo lui lại. Chỉ một lúc sau, đám người này thì toàn bộ biến mất tại La Quân trong tầm mắt. Thật đúng là rút đi. La Quân nói thầm một tiếng, hắn trực giác bên trong đã cảm thấy Tàn Bào Pháp Sư cái kia hàng khó đối phó. Rút đi chỉ sợ cũng muốn đem Lâm Băng các nàng dẫn ra. Như vậy hiện tại Lâm Băng cùng Lam Tử Y các nàng đến ở nơi nào, La Quân cũng là một điểm phổ đều không có. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lâm Băng trí tuệ. Hy vọng Lâm Băng có thể có một cái thích đáng biện pháp. Hồ Thiên Hùng một mực bị La Quân cưỡng ép lấy, hắn hiện tại là không thể động đậy. Dù sao mệnh môn là bị La Quân nắm trong tay, mà lại, hắn cũng đừng hòng La Quân hội có phân thần thời điểm. La Quân tâm cùng tay đều là vững như bàn thạch. Ngươi đến muốn như thế nào? Hồ Thiên Hùng hỏi, hắn đón đến, nói ra, chúng ta đã tuân thủ lời hứa, thả ngươi rời đi, ngươi làm như thế, tựa hồ không quá hào quang a. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, Hồ Ti Trưởng, ngươi là đại nhân vật. Ta biết, ta hôm nay bắt ngươi, đối với ngươi mà nói là vô cùng nhục nhã. Như vậy chúng ta cũng chính là tử địch, cho nên, ta tuyệt sẽ không cho ngươi lại xoay người cơ hội. Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta? Hồ Thiên Hùng bị kinh ngạc. La Quân mỉm cười, nói ra, không phải là không có khả năng này, nhưng ngươi cũng có sống sót cơ hội. Vậy phải xem ngươi làm người như thế nào? Hồ Thiên Hùng nói ra, ngươi nếu dám gây bất lợi cho ta, chính là tại khiêu chiến thành chủ đại nhân tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. La Quân nói ra, dù cho không giết ngươi, cho tới hôm nay tình trạng này, các ngươi Minh Đô Thành cũng sẽ không bỏ qua ta. Cho nên, ta còn có cái gì rất sợ hãi cùng kiêng kỵ. Hồ Thiên Hùng nhất thời một câu cũng nói không nên lời. La Quân cũng không để ý nữa Hồ Thiên Hùng, hắn hơi hơi nôn nóng nhìn lấy xa như vậy chỗ. La Quân tự nhiên không thể cứ như vậy rời khỏi, một khi chính mình sau khi đi, thì lưu lại Lâm Băng cùng Lam Tử Y ở bên trong. Như vậy hai nữ nhân này khẳng định là hung hiểm vạn phần. Có thể La Quân cũng biết, chuyện này liên lụy thời gian càng dài thì càng không ổn. Vạn nhất kinh động thành chủ Tư Mã, kia đối chính mình tới nói cũng là một tràng tai nạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, La Quân cũng không nhúc nhích đứng ở cửa thành chỗ, hắn cũng không rời đi. Hồ Thiên Hùng cũng đã biết La Quân là đang đợi cái kia hai người đồng bạn. Hắn liền nói ra, người không có hy vọng, Tàn Bào Pháp Sư quỷ kế đa đoan, hắn sở dĩ chịu thối lui, vì cũng là mượn cơ hội này đưa các nàng dẫn ra, sau đó bắt lấy. La Quân nói ra, đây chẳng phải là ngươi muốn nhìn nhất đến. Hắn như bắt lấy các nàng, liền có thể dùng các nàng đến đổi tính mệnh của ngươi. Lời nói vừa ra âm, bên kia quỷ binh liền tuôn đi qua. Tiếp lấy Tàn Bào Pháp Sư một ngựa đi đầu đi tới. La Quân xa xa đã nhìn thấy Lâm Băng cùng Lam Tử Y bị Tàn Bào Pháp Sư dùng ngự mã quỷ thần roi trói chặt lại, không thể động đậy. La Quân trong lòng trầm xuống, quả nhiên là nhất không diệu sự tình vẫn là phát sinh. Lúc này, La Quân sắc mặt vẫn là bình tĩnh vô cùng. Tàn Bào Pháp Sư thúc đẩy trong tay ngự mã quỷ thần roi, tùy tiện đem Lam Tử Y cùng Lâm Băng xách trên không trung. Sau đó, cả đám rốt cục đi vào La Quân trước mặt. Đem Hồ Ti Trưởng thả, Tàn Bào Pháp Sư lạnh lùng vô cùng nói ra, nếu không bản Pháp Sư liền đem cái này hai tiểu nữ giết. Trong mắt của hắn tách ra lãnh khốc chi sắc. La Quân nhìn về phía Tàn Bào Pháp Sư, hắn cười lạnh, nói ra, ngươi là đầu bị lửa đá đi. Ngươi không thả các nàng, ta há sẽ bỏ qua Hồ Ti Trưởng. Ngươi cho ta ngốc. Lâm Băng cùng Lam Tử Y cũng liền nhìn về phía La Quân. Hai người biểu lộ thống khổ. Riêng là Lâm Băng tại cùng La Quân ánh mắt tiếp xúc lúc, trong mắt tràn đầy hổ thẹn. La Quân hướng Lâm Băng thiện ý cười một tiếng, sau đó thì lại cùng Tàn Bào Pháp Sư giằng co.
Tàn Bào pháp sư lại bị La Quân nhục mạ, hắn phẫn nộ tới cực điểm, sau đó thì thi triển pháp thuật. Cái kia ngự mã quỷ thần roi lập tức nắm chặt, Lâm Băng cùng Lam Tử Y trong mắt lóe lên vô cùng thống khổ thần sắc, hai nữ nhịn không được rên rỉ đi ra. La Quân nhìn ở trong mắt, hắn lại như cũ bất vi sở động. Hắn chỉ là nói với Hồ Thiên Hùng, Hồ Ti Trưởng, ngươi nhìn vị pháp sư này đại nhân lại phải tra tấn ngươi. Bất quá ta người này tương đối thẳng thắn, không nghĩ tới nói nhảm nhiều. Hắn sau đó lại hướng Tàn Bào pháp sư nhìn lại, nói ra, như vậy đi, chúng ta chơi cái trò chơi, ta dưới Hồ Ti Trưởng một cái tay, ngươi dưới các nàng một cái tay. Chúng ta xem ai chơi trước không đi xuống. Hắn nói xong cũng bắt lấy Hồ Thiên Hùng tay, sau đó bắt đầu vận kình lôi kéo. A, à, Hồ Thiên Hùng hét dầm lên, La Quân thế nhưng là tại từng phần vận kình, tuyệt đối không phải nói đùa. Hồ Thiên Hùng có thể cảm giác được chính mình thịt răng ở giữa đều đang bị xé rách tách rời, đây mới thực là tê tâm liệt phế thống khổ a. Tàn Bào, mà mẹ nó mẹ ngươi a. Hồ Thiên Hùng không khỏi hướng Tàn Bào pháp sư giận mắng lên. Tàn Bào pháp sư sắc mặt lần nữa tái nhợt đứng lên, hắn hiện tại cũng rất nhức cả trứng. Bởi vì hắn còn không thể xác định Lam Tử Y cùng Lâm Băng đến có phải hay không không chết băng hoàng chuyển thế chi thân. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không có thời gian qua tìm thành chủ. Nếu như Lam Tử Y cùng Lâm Băng ở giữa, có một cái là không chết băng hoàng chuyển thế chi thân. Như vậy lần này hy sinh Hồ Thiên Hùng, vậy mình tại thành chủ trước mặt còn có lời có thể nói. Có thể vạn nhất hai cái này nữ oa đều không phải là đâu. Chính mình vì hai cái không liên quan nữ oa hy sinh thiết thành tư cục trưởng mệnh, cái tội danh này, Tàn Bào pháp sư như thế nào cũng không đảm đương nổi a. Tàn Bào cũng không phải dễ dàng người. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, đồ chó con, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lão tử hiện tại liền đem hai cái này nữ oa tử y phục đào, tìm nam nhân hưởng dụng bọn họ. Sau đó, Tàn Bào pháp sư đối sau lưng quỷ binh nói ra, các ngươi đến, đem hai cái này nữ oa xử lý, muốn làm cho các nàng dễ chịu. Trong mắt của hắn tràn đầy tàn khốc. Hừ, lão tử cũng không phải người ngu. Lâm Băng cùng Lam Tử Y đều là sắc mặt trắng bệch, hãi nhiên thất sắc. Ai nha, La Quân cười, hắn nói với Hồ Thiên Hùng, người có phải hay không theo cái này não tàn có thù a? Ta nhìn hắn là yếu hại chết ngươi a. Nếu là như thế lời nói, vậy ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy bằng hữu của mình bị người gian sát. Mẹ chứng, ta cũng là nam nhân, ta cũng phải tôn nghiêm a. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi cho giết, sau đó đào tẩu, mắt không thấy, tâm không phiền mà. Hồ Thiên Hùng không khỏi mắt trợn tròn, hóa ra ngươi nha không thể trơ mắt nhìn lấy, kết quả là dự định từ từ nhắm hai mắt a. La Quân cũng không nói nhảm, trực tiếp răng rắc một chút, liền đem Hồ Thiên Hùng cánh tay kéo đứt. Đau thấu tim gan đau nhức a. Máu tươi vẩy ra. Hồ Thiên Hùng tê tâm liệt phế kêu thảm một tiếng, thống khổ như vậy, là không thể tưởng tượng. Cái kia chỗ cụt tay, bạch cốt âm u, thịt răng giao thoa. Quá vô cùng thê thảm. La Quân lại đem Hồ Thiên Hùng vị trí hiểm yếu hung hăng bóp lấy, hắn dùng sức mạnh mãnh liệt khí lực, liền là muốn đem Hồ Thiên Hùng bóp chết. La Quân ở lúc mấu chốt, tuyệt đối là thủ đoạn độc ác người. Hiện tại tình huống này, chỉ cần Tàn Bào pháp sư dám đem sự tình làm tuyệt, hắn cũng sẽ đem sự tình làm tuyệt. Muốn hắn thỏa hiệp trước thả người, cửa nhỏ đều không có. La Quân dứt khoát huyết hồng hai mắt, nhất chỉ Tàn Bào pháp sư, nói ra, Tàn Bào, người dám vũ nhục các nàng, lão tử thì giết Hồ Ti Trưởng. Còn có, lão tử nhớ kỹ ngươi, về sau ngươi sau cùng mãi mãi cũng thời khắc cảnh giác, không phải vậy lão tử để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Dừng tay, Tàn Bào cái này thật bị La Quân chơi liều cho hù sợ. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua giống La Quân điên cuồng như vậy người trẻ tuổi. Chúng ta cùng một chỗ thả người, Tàn Bào pháp sư nói với La Quân. La Quân cười lạnh nói, không có khả năng, người trước thả người. Hắn làm sao có thể theo Tàn Bào pháp sư đồng thời thả người. Tàn Bào pháp sư cũng là giận, nói ra, người không nên quá phận. Quá phận em gái ngươi a, La Quân nói ra, người hoặc là thì đem các nàng giết, hoặc là thì đem các nàng thả, rông dài cái gì. Tàn Bào pháp sư nói ra, ta làm sao biết đạo ta thả người có thể hay không thả. La Quân nói ra, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta có thể mang theo nhiều như vậy vướng víu đảo mệnh sao? Hắn đón đến, nói ra, ngươi có thể không tin ta, không tin ta ngươi thì giết nha.
Tàn bào pháp sư thật đúng là lần đầu tiên gặp phách lối như vậy ra hỏa, hắn thật là có chút thúc thủ vô sách. Hồ Thiên Hùng cái này lúc sau đã chính mình cầm máu, cánh tay hắn tuy nhiên đoạn, nhưng đây không phải vấn đề lớn. Hắn có thể tay cụt mọc lại, cũng có thể đem tay cụt kết lên tới. Trọng yếu là, hắn lần này có thể sống sót, chỉ cần có thể sống sót bên trong, hắn hết thảy đều không là vấn đề. Tàn bào pháp sư hung dữ nói ra, ta trước tiên có thể thả người, nhưng là ngươi nếu dám đùa nghịch bất luận cái gì hoa văn, ta thề, liền xem như chân trời góc biển đều sẽ không bỏ qua ngươi. La Quân nói ra, ta đã nói là làm, chỉ cần ngươi thả người, ta tuyệt đối thả người. Tàn bào pháp sư ngay sau đó thì giải khai ngự mã quỷ thần roi. Sau đó, Lâm Băng cùng Lam Tử Y được từ từ. La Quân nhân tiện nói, chờ một chút. Lâm Băng cùng Lam Tử Y đều là sững sờ. La Quân nói ra, các ngươi cố gắng kiểm tra dưới thân thể của mình tình huống, gia hỏa này vô cùng giàu hoạt, không chừng hội trên người các ngươi làm chút tay chân. Lâm Băng nghe vậy chính là run lên, nàng lập tức triển khai nội thị. Chỉ một lúc sau, Lâm Băng thì hoảng sợ phát hiện, tại trong cơ thể nàng không biết lúc nào nhiều một đạo như có như không khí tức. Cỗ khí tức này là u ám chi khí. Cái này âm diện thế giới bên trong, khắp nơi đều là u ám chi khí, Lâm Băng hô hấp nhiều, thì không có để ý. Có thể là cố ý tới kiểm tra, còn có thể phát hiện ra không giống nhau. Lâm Băng lập tức lại kiểm tra Lam Tử Y thân thể, nàng dựng ở Lam Tử Y thủ mạch, lập tức phát sinh trong cơ thể nàng cũng có cái kia một tia u ám chi khí. Lâm Băng lập tức nói với La Quân, người này không biết lúc nào tại thân thể chúng ta bên trong rót vào một đạo không khỏi khí tức. La Quân nhìn về phía tàn bào pháp sư, hắn lạnh cười nói, người điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng muốn giấu giếm được ta. Tàn bào pháp sư thủ đoạn bị La Quân xem thấu, trên mặt hắn nhất thời có chút không nhịn được. La Quân nói ra, người cũng đừng đi lêu lỏng, tranh thủ thời gian giải. Tàn bào pháp sư không nói một lời, hắn đột nhiên hướng phía Lâm Băng cùng Lam Tử Y vung tay lên. Lam Tử Y cùng Lâm Băng nhất thời cảm thấy gió mát quất vào mặt, sau đó, cái kia thể nội u ám chi khí liền hoàn toàn biến mất. Trên thực tế, tàn bào pháp sư là tại Lam Tử Y cùng Lâm Băng trên thân trồng vào nhập một hạt pháp lực hạt giống. Hạt giống này đi vào thời điểm, vô cùng nhỏ yếu, bởi vậy cũng vô cùng bí ẩn. Về sau, hạt giống lại ở Lam Tử Y cùng Lâm Băng trong thân thể chậm rãi tẩm bổ lớn lên. Tàn bào pháp sư có thể dựa vào tự thân pháp lực cùng hạt giống liên hệ, trưởng khống Lam Tử Y cùng Lâm Băng sinh tử. Tự nhiên, cũng có thể dễ như trở bàn tay biết các nàng tại cái gì định vị. Cái đồ chơi này, so cái kia tiên tiến nghe trộm máy theo dõi còn tốt hơn dùng. Đây cũng là tàn bào pháp sư vì cái gì chịu đáp ứng La Quân nguyên nhân. Chỉ tiếc, La Quân cũng là đầy bụng quỷ kế ra hỏa. Là hắn biết cái này tàn bào pháp sư là cái không an phận ra hỏa, cho nên mới để Lâm Băng lưu ý thêm. Sau đó, Lâm Băng cùng Lam Tử Y liền đến La Quân bên người. Tàn bào pháp sư đè nén lửa giận, nói ra, hiện tại ngươi dù sao cũng nên có thể thả người a. La Quân nói ra, các ngươi lùi ra phía sau 3.000 mét, ta tự nhiên sẽ thả người. Ngươi không muốn ép người quá đáng, tàn bào pháp sư nổi giận nói ra. La Quân nói ra, đây không phải ép người quá đáng, lại chính là ta có thành ý địa phương. Ta hiện tại nếu như muốn không thuận theo ngươi, liền mang theo hồ ti trưởng trực tiếp đi. Nhưng là ta không, ta chỉ muốn một cái khoảng cách an toàn, cái này hoàn toàn đã nói lên ta thành ý. Lam Tử Y cùng Lâm Băng ở một bên nghe La Quân đường đường chính chính nói vớ nói vẩn, hai người đều là cảm thấy có chút buồn cười. Sự tình phát triển đến bây giờ một bước này, thật sự là quá vượt quá hai nữ dự kiến. Các nàng trước đó bị tàn bào pháp sư bắt lấy, đã cảm thấy bầu trời đều u ám, nhân sinh đều tuyệt vọng được không? Có thể là La Quân lại luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Tàn bào pháp sư đến nước này, trên tay hắn đã không có thẻ đánh bạc. Lúc này, hắn chả thật chỉ có thể lựa chọn tin tưởng La Quân. Gia hỏa này mặt âm trầm, sau đó lựa chọn dẫn người lui ra phía sau. Đám người này rất nhanh liền thối lui đến La Quân nhìn không thấy địa phương, toàn bộ chỗ cửa thành ánh đèn huyễn bạch, nhưng lại một mảnh trống trải. Ngươi sẽ không bỏ qua ta đúng hay không? Hồ Thiên Hùng mỗi chữ mỗi câu hỏi La Quân. Hắn hiện tại có chút giải La Quân, gia hỏa này đã cùng chính mình kết xuống tử thù, cho nên hắn không thể có thể làm cho mình còn sống. La Quân trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, hắn nói ra, ta hiện tại giết ngươi cùng thả ngươi, đều tại ta một ý niệm.
Giết ngươi, ta cũng như thế sẽ bị các ngươi truy sát. Mà giết ngươi, ta chí ít có thể lấy thiếu ngươi một kẻ địch như vậy. Cho nên, ta lý trí nói cho ta biết, ta hẳn là giết ngươi. Hồ Thiên Hùng trầm giọng nói ra, có lẽ, còn có con đường thứ ba có thể đi. La Quân nói ra, ồ. Hồ Thiên Hùng nói ra, các người ba người này ở giữa, vị này áo trắng nữ sĩ là thần thông ngũ trọng tu vi, nàng ủng có pháp lực. Cho nên, người có thể cho nàng đem pháp lực rót vào ta não hạch bên trong. Chỉ cần nàng pháp lực dẫn động, cho dù ở ngoài trăm dặm, cũng có thể muốn tính mạng của ta. Thật có chức năng này. La Quân nhãn tình sáng lên, hắn lập tức hỏi Lâm Băng. Lâm Băng gật đầu, nói ra, trừ phi hắn nguyện ý buông ra não vực phòng thủ, không phải vậy ta là không có cách nào làm đến. La Quân mỉm cười, nói ra, xem ra Hồ Ti trưởng ngươi vẫn là thật rất có thành ý. Hắn đón đến, nói ra, đã dạng này, cái kia sư tỷ ngươi cũng nhanh chút đến làm chuyện này đi. Hồ Thiên Hùng cũng nói, ngươi một mực đưa vào cú pháp lực, ta sẽ không kháng cự. Lâm Băng ngay sau đó liền ngưng thần thi triển pháp lực. La Quân cùng Lam Tử Y thì nhìn lấy hai người đều không nhúc nhích, sau đó, Lâm Băng mở mắt ra nói ra, được. La Quân hỏi, tốt. Lâm Băng nói ra, không sai. La Quân nói, hắn có khả năng hay không hội luyện hóa ngươi pháp lực. Lâm Băng nói ra, ta đưa vào là ta tinh thần pháp lực ý niệm, mà lại tại hắn não vực chỗ cốt lõi. Chỉ cần hắn có ý tưởng luyện hóa, ta có thể lập tức dẫn bạo đạo ý niệm này. Vậy là tốt rồi. La Quân cười một tiếng, hắn ngay sau đó buông ra Hồ Thiên Hùng, theo rồi nói ra, Hồ Ti trưởng, đắc tội, tay ngươi cánh tay mặc dù là bị ta kéo đứt. Nhưng ngươi hẳn là minh bạch, ta là bị vị đại pháp sư kia bức, hy vọng ngươi không nên hận ta. Mà lại, lấy ngươi tu vi, nối liền tay cụt không là vấn đề. Hồ Thiên Hùng tiến đến đem tay cụt nhặt lên, hắn lần này đã là nguyên khí đại thương. Hắn thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, hy vọng chúng ta lại không muốn gặp nhau. La Quân cười ha ha, nói ra, ta cũng hy vọng là như thế. Không gặp nhau nữa, vậy liền La Quân sẽ an toàn đào tẩu. La Quân sau đó nói, chúng ta đi. Chờ một chút, Hồ Thiên Hùng nói ra, ngươi có thể hay không đem ta thần nha hỏa hồ trả lại. Khó mà làm được, La Quân còn thật không nỡ cái này tốt pháp bảo, bất quá hắn trên mặt vẫn là chính nghĩa lẫm nhiên, hắn nói ra. Không phải ta không nỡ, muốn chiếm ngươi pháp bảo. Chỉ bất quá, ta cướp đoạt ngươi thần nha hỏa hồ chính là vị đại pháp sư kia cùng tất cả mọi người nhìn tận mắt, ta nếu trả cho ngươi, quỷ đều biết ngươi có vấn đề. La Quân lại nói tốt có đạo lý. Trong lúc nhất thời, Hồ Thiên Hùng là không phản bác được a. Sau đó, La Quân cùng Lâm Băng còn có Lam Tử Y nhanh chóng nhanh rời đi Minh Đô Thành. Ba người xâm nhập đến vô biên trong đêm tối. La Quân cõng Lam Tử Y, sau đó cùng Lâm Băng cấp tốc mở ra cước trình nhanh chóng chạy hùng hục. Ba người một hơi chạy ra 50 dặm lộ viễn, sau đó Phương mới dừng lại, thở phào. Cái này Minh Đô Thành bên ngoài cũng là bao la bát ngát tồn tại, khắp nơi đều là âm khí vần quanh, đi theo tiên cảnh bên trong một dạng. Nếu như là người bình thường đến, lẫn nhau gặp mặt đều nhìn không rõ lắm. Mà lại, cái này Minh Đô Thành bên ngoài chỉ có một đầu rộng lớn quan đạo. Chỗ trống phương đều là hoang vu khu vực. Khắp nơi đều là mấp mô đầm lầy địa. Không cẩn thận liền sẽ rơi vào trong vùng đầm lầy qua. La Quân cùng Lâm Băng đối nguy hiểm có một tầng mẫn cảm, cho nên cũng sẽ không dẫm vào trong vùng đầm lầy qua. Ba người đoạn đường này tự nhiên là không đi quan đạo, mà chính là đi hoang tàn vắng vẻ đầm lầy địa. Chủ yếu là sợ tàn bào pháp sư bọn họ nhanh chóng đuổi tới. Đi những này không ai đi hoang vu khu vực. Như vậy tàn bào pháp sư bọn họ cũng vô pháp xác định La Quân bọn họ đi là bên kia, dạng này hệ số an toàn hội cao rất nhiều. Các ngươi làm sao lại bị tên pháp sư kia bắt lấy? La Quân lúc này mới có rảnh đến hỏi Lâm Băng. Lâm Băng nói ra, việc này, hẳn là đều lại ta. Lam Tử Y nói ra, sao có thể lại ngươi, là chủ công mở đầu muốn trở về tìm La Quân. La Quân cười một tiếng, nói ra, các ngươi cũng đừng lẫn nhau ôm trách nhiệm. Ta lại không có muốn trách người nào. Chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Dù cho lúc này tình huống phức tạp, mà lại gian nan không ổn. Nhưng La Quân vẫn là đàm tiếu thong dong, không có chút nào cảm xúc tiêu cực. Điểm này là để Lâm Băng cùng Lam Tử Y kính nể. Hắn nhẹ nhõm tâm tình, có thể làm cho Lam Tử Y cùng Lâm Băng cũng không có khẩn trương như vậy.
Lâm Băng liền nói ra, chúng ta vốn là đào tẩu, nhưng là áo tím nói ngươi khả năng có biện pháp, chúng ta đầu đuôi hô ứng, không phải vậy ngươi có lại nhiều so đo, đó cũng là vô pháp áp dụng. Ta cảm thấy áo tím nói có đạo lý, liền mang theo áo tím quấn cái vòng tròn, sau đó liền trở lại. Nàng đón đến, nói ra, lại nơi đó biết, mới vừa trở về, pháp sư kia thì xuất hiện. La Quân nói ra, pháp sư kia cây roi vô cùng lợi hại, bất quá sư tỷ ngươi bây giờ có sư phụ âm sát ma đao, hẳn là có thể trèo chống một hồi. Lâm Băng nói ra, pháp sư kia thiết trí một cái huyễn trận, ta nhất thời không quan sát đi vào. Tiếp theo, pháp sư kia dùng cây roi bắt lấy áo tím, ta vừa phân thần, cũng liền bị bắt lại. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, thì ra là thế. Hắn sau khi nói xong, lại nói, tiếp xuống khẳng định có chút khó làm, bọn họ thế mà đều đã biết không chết băng hoàng bí mật. Đã biết, Lam Tử Y bị kinh ngạc, nàng nhịn không được nói, cái này sao có thể. La Quân nói ra, cũng không có gì không có khả năng, âm dương thuật số, cửu cung bát quái, thôi toán tương lai cũng không phải là không được thôi toán ra ngươi xuất hiện. La Quân tại mê thất đại lục bên trong, tuy nhiên một thân pháp lực không có bảo lưu lại. Nhưng là hắn đối với thiên địa, vũ trụ cảm ngộ lại là phi thường khắc sâu. Nói cách khác, tiểu hòa tử tuy nhiên bản sự chưa đủ lớn, nhưng cũng là kiến thức thể diện quá lớn người. Lam Tử Y nhất thời đôi mi thanh tú khóa chặt. La Quân nói ra, bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể thôi toán một cái mơ hồ đồ, vật đi ra, cũng không thể xác định đến trên người ngươi tới. Người nào đều không có bản sự này có thể chính xác đến nước này. Lam Tử Y nghe vậy hơi hơi thở phào. Lâm Băng làm theo nói ra, nhìn như vậy đến, hiện tại thập điện Diêm La đều rất lợi hại quan tâm không chết băng hoàng. Bọn họ quan tâm như vậy không chết băng hoàng là sợ áo tím ngươi trở lại bất tử tộc, sau đó cùng bọn hắn đối nghịch sao. Lam Tử Y lắc đầu, nói ra, cái này ta cũng không rõ lắm. Nàng đón đến, nói, lẽ ra, ta không đến mức như thế bốn bề thọ địch. La Quân trầm giọng nói ra, bất tử tộc luôn luôn đều là tồn tại, không chết băng hoàng quý vị là đương nhiên sự tình. Bọn họ tại sao muốn như thế chấp nhất tìm ngươi đây? Thật sự là sợ ngươi trở về ngăn cản bọn họ đại kế. Vẫn là nói, bắt lại ngươi, đối bọn hắn mà nói có cái gì lợi ích khổng lồ. Lam Tử Y nói ra, ta thật không biết. Nàng hung hăng nói không biết, La Quân lại là không quá tin tưởng. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đại khái cũng thanh một chút, ngươi là sợ ngươi nói về sau, ta cũng sẽ ngấp nghé chỗ tốt này, sau đó gây bất lợi cho ngươi. Ngươi bây giờ ở vào yếu thế, phòng bị chúng ta vốn là hẳn là. Lam Tử Y nhất thời ngây người, nàng nhìn La Quân ánh mắt có chút phức tạp. Chủ yếu là nàng cảm thấy cái này La Quân. Đầu thật sự là quá thông minh, tốt như cái gì đều không gạt được hắn a. Lâm Băng lại là sắc mặt có chút không tốt, nàng lập tức nói ra, áo tím, ta cùng sư đệ đợi ngươi một mảnh chân thành, lần này cùng ngươi đến, bốc lên là nguy hiểm tính mạng. Ngươi lại cố ý gạt chúng ta, cái này không tốt lắm đâu. Muốn là tại về sau, ta cùng ta sư đệ bởi vì ngươi mà chết ở trên vùng đất này, chúng ta tổng nên biết mình là vì cái gì mà chết đi. Lam Tử Y muốn nói lại thôi. Nàng trầm ngâm sau một lúc lâu, cắn răng một cái, nói ra, thật xin lỗi, việc này quá mức chuyện rất quan trọng, cho nên ta mới không có dám nói ra. Nàng đón đến, nói, bất quá Lâm Băng ngươi nói đúng, nếu như chúng ta lẫn nhau ở giữa đều không có tín nhiệm, như vậy con đường này cũng là đi không đi xuống. La Quân cùng Lâm Băng nhất thời đến hứng thú. Đến giấu ở Lam Tử Y trên thân còn có cái gì bí mật chứ? La Quân cùng Lâm Băng đều nhìn về Lam Tử Y. Bọn họ đã dừng bước lại. Lam Tử Y trầm giọng nói ra, tại ta huyết mạch bên trong, ẩn tàng bất tử băng hoàng bản mệnh tinh nguyên, cái này bản mệnh tinh nguyên bên trong ẩn chứa ta chỗ có thần thông. Nếu như bọn họ đạt được ta bản mệnh tinh nguyên, liền có thể trong nháy mắt học hội ta chỗ có thần thông, đồng thời có thể được ta Phượng Hoàng Niết Bàn năng lực. Phượng Hoàng Niết Bàn, cái kia chính là dục hỏa trọng sinh năng lực. La Quân nói đơn giản điểm, cũng là khởi tử hoàn sinh đúng không? Lam Tử Y nói ra, không sai, đây là thuộc về ta loại sinh linh này bản mệnh chi lực. Tuy nhiên ngoại nhân không cách nào hoàn toàn kế thừa, nhưng cũng có thể kế thừa đến 3 lần khởi tử hoàn sinh chi lực. Mà ta là có thể vô hạn lần, trừ phi là ta bản mệnh tinh nguyên bị đoạt đi, như vậy ta liền sẽ vĩnh viễn tử vong. La Quân trầm ngâm nói, nếu là người bản mệnh tinh nguyên, ngoại nhân cũng không tốt cướp đi a. Lam Tử Y nói ra,
đương nhiên không tốt cướp đi, nhất định phải là có được 12 đạo huyền băng thần châm, sau đó yêu cầu thi pháp giả tu vi đạt tới thái hư cửu trọng thiên trở lên. Như thế mới có thể đem ta bản mệnh tinh nguyên cướp đi. La Quân cùng Lâm Băng nhất thời thất sắc, La Quân nói ra, thái hư cửu trọng thiên. Chỉ sợ cái này âm diện thế giới bên trong, trừ Địa Tàng Vương Bồ Tát, không ai có được bực này tu vi a. Lam Tử Y nói ra, không sai. La Quân hồ nghi nhìn một chút Lam Tử Y. Hắn cảm thấy Lam Tử Y vẫn là tại nói dối, nàng là muốn bỏ đi chính mình ý đồ tâm. Lam Tử Y hít sâu một hơi, nói ra, La Quân, ta biết ngươi rất lợi hại thông minh. Nhưng là, ta cho ngươi biết, ta nếu muốn nói láo, sẽ không chơi như thế không cao minh láo. Trong mắt của ta, Địa Tàng Vương Bồ Tát là cái vĩ đại người, hắn không có khả năng đến ngấp nghé ta bản mệnh tinh nguyên. Lại nói đến hắn cảnh giới này, hắn coi như có được ta thần thông, cũng bất quá là dệt hoa trên gấm thôi, hắn không cần như thế làm như thế. La Quân đầu chuyển rất nhanh, hắn cũng cảm thấy mình tựa hồ là muốn sai, Lam Tử Y cho dù là muốn nói láo, cũng sẽ không chơi thấp như vậy kém hoang ngôn. Có thể hay không, bọn họ còn có hắn biện pháp. Lâm Băng nói ra, Lam Tử Y nói ra, hẳn là sẽ không. Nàng đón đến, trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, nói, có lẽ có đi, nhưng ta thực sự là nghĩ không ra tới. Nếu như ta trí nhớ hoàn toàn khôi phục, có lẽ thì có thể biết đến là chuyện gì xảy ra. La Quân nói ra, trước không cần quan tâm nhiều. Hắn đón đến, nói ra, chúng ta bây giờ duy nhất có thể xác định sự tình chính là, thân phận chúng ta đã bại lộ. Cái này âm diện thế giới bên trong thực lực mạnh, vượt qua chúng ta tưởng tượng. Hiện tại chúng ta muốn làm là nhìn làm sao thuận lợi rời đi, sau đó đến Bất Tử Sơn. Lam Tử Y nói ra, từ U Minh Hoàng Tuyền Địa đến Bất Tử Sơn hết thảy phải đi qua ba tòa thành, theo thứ tự là Minh Đô Thành, Phong Đô Thành, Yến Đô Thành. Dưới một thành chỉ cũng là Phong Đô Thành, Phong Đô Thành cách chúng ta hiện tại có chừng 200 dặm lộ trình. Ta nói lộ trình chỉ là thẳng tắp khoảng cách. Mà Phong Đô Thành thành chủ là Long Sâm cùng Tư Mã là lẫn nhau kết minh, hai người quan hệ rất tốt. Ta đoán chừng dưới mắt, Tư Mã khẳng định thông qua pháp thuật cùng Long Sâm câu thông, sau đó đạt được chúng ta tin tức. Cho nên hiện tại, chúng ta dù cho đạt tới Phong Đô Thành, vậy liền cũng là đứng trước Long Đàm Hổ Huyệt. La Quân vô cớ đau đầu, hắn nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta lần này căn bản là chết chắc, không có phần thắng. Lam Tử Y không khỏi ảm đạm. Nói ra, như thân phận ta không bại lộ, chúng ta thật có một đường sinh cơ có thể đến Bất Tử Sơn. Nhưng là thân phận bây giờ đã bại lộ một nửa, lại muốn trở về, cơ bản cũng liền không thể nào tính. Nàng lộ ra rất là đồi phế, gần như tuyệt vọng. Lâm Băng làm theo nói ra, sư đệ, người thông minh nhất, nhất định sẽ có biện pháp, đúng không? La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, xảo phụ cũng khó không bột đố gột nên hồ. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy quỷ kế đều chẳng qua là chuyện tiếu lâm. Ta hiện tại cũng thực sự là nghĩ không ra biện pháp gì, duy nhất có thể làm cũng là đi một bước, nhìn một bước. Đón đến, La Quân nói ra, bất quá ta tin tưởng Lam Tử Y ngươi tiền thân nếu là Bất Tử Băng Hoàng. Như vậy, Bất Tử Băng Hoàng cũng nhất định sẽ tinh thông âm dương thuật số, nàng hẳn là có thể suy đoán ra một thứ đại khái kiếp nạn. Có lẽ, nàng đã an bài xuống một số đường lui cho chúng ta. Lam Tử Y trầm giọng nói ra, nhưng chúng ta cũng không thể đem hy vọng ký thác vào dạng này hư vô mờ mịt đồ, vật bên trên. La Quân thở dài, nói ra, hiện tại chúng ta không thể trở về Minh Đô Thành, không thể đi Phong Đô Thành, còn có thể làm gì đâu. Lam Tử Y nói ra, chúng ta có thể tìm một chỗ trước dàn xếp lại. Ta đoán Phong Đô Thành cùng Minh Đô Thành đều sẽ phái người đến bắt chúng ta. Người càng nhiều thì dễ dàng hỗn loạn về sau. Liền sẽ có sơ hở có thể tìm ra. La Quân con mắt không khỏi sáng lên, nói ra, ngươi nói thật là một cái có thể thực hiện biện pháp, cũng chỉ có thể dạng này. Lâm Băng cũng không am hiểu mưu đồ, nàng cũng chỉ có thể ở một bên nghe. Đợi La Quân thương lượng với Lam Tử Y ra diện mạo về sau, nàng làm theo chính là. Phía trước y nguyên đen kịt một màu. La Quân ba người chẳng có mục đích đi lại, bọn họ tận lực tránh đi đầm lầy địa. Đi thêm về phía trước hành tẩu một đoạn đường, La Quân bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. La Quân cảm giác được bốn phía trong vùng đầm lầy có động tĩnh, riêng là bên trái là một mảnh cự đại triều trạch địa. Ở trong đó bắt đầu toát ra vô số bọt khí tới. Tình huống như thế nào? Lâm Băng bị kinh ngạc.
La Quân ngưng thần cảm ứng. Cái này một cảm ứng ra đến, nhất thời giật mình. Hắn cảm giác được bốn phía trong vùng đầm lầy lại có sinh linh tồn tại. Lít nha lít nhít, cộng lại chỉ sợ không xuống 100. Sinh linh gì có thể tại trong vùng đầm lầy còn sống? La Quân ám đạo. Lam Tử Y thất sắc nói ra, chẳng lẽ là hành thi? Hành thi, La Quân nói ra, ta dựa vào, người nói nên không phải là trong phim ảnh loại kia zombie à. Lam Tử Y gật đầu. Lâm Băng nói ra, nếu như chúng ta bị cắn chúng, liền sẽ bị lây bệnh sao? Lam Tử Y nói ra, sẽ trúng độc mà chết, trừ phi là rơi vào loại này u ám trong vùng đầm lầy, mới có thể phục sinh. Lâm Băng nói ra, chẳng phải là theo cương thi một dạng. Lam Tử Y nói ra, cương thi là có thể hành tẩu trên thế gian, cao cấp hơn một chút. Loại này hành thi là đã đều chết hết, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, cũng không thể tu luyện đồ, vật. Thuần túy là làm người buồn nôn. La Quân nói ra, vẫn là khác nói chuyện phiếm, cái đồ chơi này đầy người thối bùn, cũng là xuất thủ ta đều ngại bẩn. Đi nhanh một chút đi. Hắn sau khi nói xong, liền trực tiếp cõng Lam Tử Y. Lam Tử Y đã thành thói quen, rất nhanh liền mềm mại bộ ngực dán lên La Quân phần lưng. La Quân lại cũng đã không có trước đó kích thích cảm giác. Bất quá đúng lúc này, phía trước đột nhiên luồn lên một đầu hành thi, cái này thi mặt mũi tràn đầy hư thối, toàn thân nước bùn hướng La Quân xông lại. La Quân thân thể lóe lên, thì tránh đi qua, sau đó cấp tốc tiến lên. Lâm Băng theo sau lưng La Quân một tránh đi, vậy được thi thì nhào tới. Lâm Băng không khỏi im lặng, La Quân người nhà đây không phải tại hố tỷ sao. Nàng bất đắc dĩ, một chân liền đem đầu này hành thi đá bay ra ngoài. Đầu kia hành thi lập tức liền hướng La Quân cõng lên bay qua. La Quân phía trước lại xuất hiện hai đầu hành thi, đều là từ trong vùng đầm lầy leo ra. La Quân cái này lại phải ứng phó phía trước hành thi, lại cảm thấy đến phía sau kình phong đánh tới. Hắn không khỏi im lặng, lập tức một chân quét ngang ra ngoài, đem cái này hai đầu hành thi đá bay ra ngoài. Mẹ chứng, La Quân cảm thấy cái này âm diện thế giới thật sự là không thích hợp người bình thường chơi. Muốn là đem âm diện thế giới ví von thành phim truyền hình, người bình thường tiến đến khẳng định sống không quá một tập hợp. La Quân như thế điều bản sự, ở chỗ này đều sống nhanh như một con chó. Mà cái kia phía sau hành thi bay tới, La Quân thân thể lướt ngang, trực tiếp tránh đi. Chỉ là bất hạnh là, vậy được thi thể bên trên nước bùn trải rộng, đang bay qua đồng thời, từng ly từng tí nước bùn theo trời mưa giống như bay ở Lam Tử Yên cõng lên. La Quân quay người lại thì đối Lâm Băng reo lên, sư tỷ, có ngươi như thế hố cha sao? Lâm Băng cười ha ha một tiếng, nói ra, ta nhiều nhất cũng là hố đệ, chưa nói tới hố cha. Lam Tử Y thì là có nỗi khổ không nói được, những cái kia nước bùn thiếp ở trên người, trên cổ cảm giác thật là minh tâm khắc cốt. Nàng cũng không sợ cái này lạnh lẽo, nhưng là nước bùn thiếp ở trên người cảm giác, càng vẫn là từ ác tâm như vậy hành thi trên thân bay tới. Cái này ngẫm lại liền để nàng nhìn không được buồn nôn a. Trong lúc nói chuyện, chung quanh hành thi càng ngày càng nhiều. La Quân muốn không tay bẩn đã là không thể nào, sư tỷ, vọt thẳng ra ngoài đi. Những này hành thi giết tại không giết, đều không có tác dụng gì. Hắn nói xong cũng triển khai thân pháp, như mũi tên lao ra. Những hành thi đó bất quá là đơn giản nhất xác chết, bọn họ động tác chậm chạp, chiến đấu lực yếu. Cho nên đối mặt bên trên La Quân cùng Lâm Băng dạng này cao thủ, căn bản chính là không chịu nổi một kích. La Quân cùng Lâm Băng cấp tốc đập vào ra ngoài, những hành thi đó tiếp xúc đến La Quân cùng Lâm Băng, lập tức bị đụng bay ra ngoài. Chỉ một lúc sau, La Quân cùng Lâm Băng thì từ trong vòng vây lao ra. Lúc này, vô luận là La Quân vẫn là Lâm Băng, hay là Lam Tử Y, ba trên thân người đều tràn đầy nước bùn. Những này nước bùn là mai táng ở bên trong đầm lầy bùn. Xấu vô cùng. La Quân đem Lam Tử Y sau khi để xuống, thân thể mạnh mẽ chấn, đem đại bộ phận nước bùn đánh bay ra ngoài. Bất quá cái kia cỗ mùi thối còn có thấm ướt áo mảnh bùn lại là không có cách nào chấn khai. Ba người đều là đen xì, cũng đều là thối hoắc. Loại tình huống này, nhất định phải tìm một chỗ tắm rửa, sau đó lại thay quần áo. Không phải vậy lời nói, cho dù là thay quần áo, cái này một thân mùi thối cũng là vung đi không được. Ba người y phục ngược lại là có, chính là không có nước tắm. Cũng không biết nơi này sẽ có hay không có hồ nước bên trong địa phương có thể tắm. Lâm Băng cái thứ nhất thụ không,
nàng là thích sạch sẽ người. La Quân vẫn còn đỡ một ít, hắn là lính đánh thuê xuất thân, cái gì công việc bẩn thỉu việc cực, cái gì gian khổ hoàn cảnh đều đi qua, cho nên năng lực chịu đựng mạnh hơn. Lam Tử Y trên thân nước bùn là nhiều nhất, nàng cũng là lớn nhất không có bị khổ. Cho nên thì càng thụ không trên thân cái này mùi vị. La Quân nhìn giống hai cái bùn khỉ Lâm Băng cùng Lam Tử Y, hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, dạng này cũng tốt, chúng ta người nào cũng không cần ghét bỏ người nào. Hắn nói xong cũng một thanh nắm ở Lâm Băng bả vai, cười nói, có phải hay không a, sư tỷ. Lâm Băng bạch La Quân liếc một chút, trong nội tâm nàng có thể phiền chết. Lam Tử Y làm theo nói ra, đầm lầy liên miên địa phương, dễ dàng sinh sôi ra suối nước nóng. Chúng ta tìm xem nhìn, nói không chừng có thể tìm tới suối nước nóng. Tìm tới ấm áp, thì có thể tắm thay quần áo. Lâm Băng hút khẩu khí, nói ra, nếu là có thể ở loại địa phương này cua được suối nước nóng, vậy coi như là để cho ta thần tiên đều không muốn làm. La Quân ba người liền bắt đầu tìm kiếm suối nước nóng. Nhưng suối nước nóng lại nơi đó là tốt như vậy tìm, riêng là làm ngươi muốn tận lực tìm tìm một vật là, thì sẽ trở nên phá lệ khó. Đoạn đường này tìm qua, ba trên thân người cũng đừng xách có bao nhiêu khó chịu. Sau một tiếng, ba người cái gì cũng không tìm được. Thực không tìm được mới là bình thường. Mạt, La Quân trông thấy nơi xa có một đầu liên miên hình dáng. Nhìn như là một ngọn núi lớn. Nơi đó tựa như là ngọn núi. Trần Lăng lập tức đối Lam Tử Y cùng Lâm Băng nói ra. Lam Tử Y trong mắt nhất thời hiện lên vẻ vui mừng, nàng nói ra, có ngọn núi liền có thể có sơn động, có lẽ trong sơn động sẽ có suối nước nóng đây. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta gặp qua rất nhiều đại sơn, bình thường có trong núi lớn có sơn động tỷ lệ là phượng mao lân giác. Mà trong sơn động vẫn còn ấm tuyền, cái kia càng là vạn người không được một. Muốn là chúng ta như thế tìm đi qua, còn có thể tìm tới sơn động cùng suối nước nóng. Vậy chúng ta có thể đổi đi mua bóng hai màu. Lâm Băng nói ra, ha ha, quản cái kia đến có hay không đây. Dù sao ở đâu đều là tìm, làm gì không qua đi tìm xem nhìn. Có lẽ có kỳ tích đâu. La Quân tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao ở đâu tìm không phải tìm đây. Sau đó, ba người thì lên núi thể bên kia hành tẩu. Đi lần này quá khứ, mới khiến cho người hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là nhìn núi làm ngựa chết. Lúc đầu coi là rất gần, lại khoảng chừng 30 dặm lộ trình. Sau tới vẫn là La Quân cùng Lâm Băng nhịn không được, trực tiếp mở ra cước lực chạy tới. Tự nhiên, Lam Tử Y là từ La Quân cõng. La Quân cõng Lam Tử Y, hắn thể lực vô cùng lớn, ngược lại là không có cảm thấy mệt mỏi cùng cố hết sức, một chút việc đều không có. Hắn nhất quyền lực lượng cuồng mãnh đứng lên, có thể đạt tới 1.500.000 cân. Mà Lam Tử Y mới hơn 100 điểm, cho nên... Đây không phải con voi sách con kiến sự tình sao. Thế nhưng là Lam Tử Y cũng là có nỗi khổ không nói được. Nàng thống khổ a, sóc này đến thống khổ, ngực cũng cấn đến thống khổ. Còn có song khố cũng thống khổ. Sát Đô Mần đều biết, cưỡi thời gian dài, song khố đều theo không phải mình giống như. Lam Tử Y đây cũng là cưỡi La Quân cả ngày, đều chạy ra vài trăm dặm, có thể dễ chịu sao. Lam Tử Y cắn răng nhịn đau. Nước mắt đều kém chút không có đau nhức đi ra. Nàng biết mình bắp đùi nhất định đã mài hỏng ra. La Quân đối đây hết thảy nhưng đều là không hề hay biết. Rất nhanh, ba người rốt cục đi vào đại sơn trước mặt. La Quân buông xuống Lam Tử Y. Sau đó, ba người bắt đầu tìm kiếm trong truyền thuyết sơn động. Chỉ là vừa đi ra mấy bước, La Quân đã nhìn thấy Lam Tử Y bước đi có chút không đúng, tư thế kia, rất lợi hại khó chịu. La Quân không khỏi kỳ quái hỏi, Lam Tử Y, ngươi làm sao? Lam Tử Y khuôn mặt đỏ lên, nói gấp, không có việc gì. Cũng may là, trên mặt đã là tiểu hoa miêu, cho nên đỏ mặt cũng nhìn không ra tới. La Quân nói ra, quái, ta có ngươi, ngươi còn có thể chật chân hay sao? Lam Tử Y không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, nàng nói ra, nói không có việc gì liền không sao. Lâm Băng lập tức cười nói, ngươi ngốc à? Áo tím là cưỡi ngựa cưỡi mệt mỏi. La Quân càng thêm kỳ quái, nói, cái này cũng không ngựa cho nàng cưỡi a. Hắn sau khi nói xong, lập tức liền ý thức được, ta dựa vào, đây không phải tại chửi mình là lập tức sao. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, sư tỷ, người bây giờ là mắng chửi người đều không mang theo chữ thô tục a.
Lâm Băng hì hì cười một tiếng. Lam Tử Y lại là có chút ngượng, dù sao cái này thụ thương địa phương có chút bí ẩn a. Sau đó, ba người cũng liền trở lại chuyện chính. La Quân nhắm mắt ngưng thần, hắn bắt đầu cảm ứng mảnh này ngọn núi. Rất nhanh, La Quân ngay tại trong thần thức cảm giác được một mảnh phát nhiệt khu vực. Nơi này đại địa khắp nơi đều là rét lạnh, tại sao có thể có phát nhiệt địa phương? La Quân trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, chẳng lẽ còn thật sự là suối nước nóng hay sao? Thần thức tựa như là lợi hại máy truyền cảm, đối với những này nóng lạnh độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vô cùng mẫn cảm. La Quân vui nói, thật đúng là giống như có suối nước nóng, bất quá ta cũng không dám khẳng định. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lam Tử Y cùng Lâm Băng cũng là hoan hỉ. Ba người liền lần theo cái kia phát nhiệt khu vực tìm kiếm. Ước chừng sau 10 phút, tại ngọn núi kia trung gian xuất hiện một đầu hạp cốc. Ba người liền vào nhập hạp cốc, hướng bên trong đi đến. Lam Tử Y không khỏi ngạc nhiên, nói ra, ta nhưng xưa nay không có nghĩ tới đây sẽ có dạng này một tòa núi lớn, có lẽ, đây chính là chúng ta sinh cơ. Chúng ta có thể phóng qua ngọn núi lớn này, trực tiếp tiến vào phong đô thành hắn thành vách tường, chỗ nào tất nhiên không có quá nhiều đề phòng. Mà khi tiến vào phong đô thành về sau, địch nhân cũng không nghĩ ra chúng ta đã đi vào, sẽ chỉ ở mảnh này hoang nguyên tìm kiếm khắp nơi. Cứ như vậy, chúng ta thì có quá nhiều máy bay sẽ rời đi phong đô thành, sau đó một đường thuận lợi qua Yến Đô Thành, đến Bất Tử Sơn. Lam Tử Y lời nói cho La Quân cùng Lâm Băng hy vọng, ba người nhất thời đều là đại hỉ. Không khỏi nhanh, bọn họ cũng có chút nhạc cực sinh bi. Bởi vì phía trước xuất hiện một đầu thật dài đầm lầy khu vực, đầu này đầm lầy khu vực chiều dài chừng 30 mét. Dạng này chiều dài, La Quân cùng Lâm Băng cũng là không nhảy qua được qua. Ba người nhất thời khó khăn. Cái này thật đúng là có chút vô kế khả thi. Mẹ nó, muốn là con sông còn có thể đi qua, người đến cái đầm lầy, cái này để người ta làm sao vượt qua. Nương, suối nước nóng ngay ở phía trước ngoài trăm thước. La Quân có chút nổi nóng nói ra. Hắn đón đến, nói với Lâm Băng, sư tỷ, nếu không dạng này, ta đưa ngươi ném đi qua. Sau đó ngươi ở giữa đem ta lực đạo tan mất, bình ổn rơi xuống đất. Ngươi là nói cười sao? Lâm Băng nói ra, lấy thân thể ta trọng độ, tăng thêm cái này dài 30 mét độ, ngươi phải dùng chân lực mới được. Nhưng là ta như trên không trung tan mất ngươi lực đạo, ta khẳng định hội rơi vào trong vùng đầm lầy. La Quân nói ra, ta đem ngươi ném ra 100 mét khoảng cách, cái này không là được. Lâm Băng nói ra, ta dựa vào, 100 mét khoảng cách, cái kia phải là nhiều rất nhanh, bao nhiêu lực lượng. Lão nương ta căn bản gỡ không ra. Nàng đón đến, nói ra, như vậy đi, ngươi nghĩ kế là tốt, vậy ta đến ném ngươi tốt. Ta tuy nhiên lực lượng không bằng ngươi, nhưng là đem ngươi ném cái 100 mét ra ngoài, cái kia vẫn có niềm tin. La Quân cười ha hả, hắn cũng biết cái này không thể được. Vừa mới bất quá là nói với Lâm Băng cười mà thôi. 100 mét khoảng cách, cái kia ném ra bên ngoài, tốc độ thì theo đạn pháo giống như. Như vậy ném ra bên ngoài, coi như có thể gỡ một số lực đạo. Nhưng sau cùng cũng là không chết lột ra. Lam Tử Y vội ho một tiếng, nói ra, thì coi như các người có thể đem lẫn nhau ném đi qua, sau đó lại đem ta ném đi qua, từ đã qua người tiếp được. Thế nhưng là, các người người cuối cùng làm sao bây giờ? Chính mình có thể nhảy qua qua sao? Nếu có thể nhảy qua qua, cái kia cũng sẽ không nói nhảm. Cũng không phải bay người. La Quân cùng Lâm Băng cũng đã biết, kế hoạch này không thể được. La Quân cùng Lâm Băng dò xét hạp cốc hai vách tường chừng hơn 3 mét. Cho nên, La Quân mặc kệ là muốn vượt ngang vẫn là dựng thẳng vượt, lấy hắn độ dài thân thể là tuyệt đối không đủ. Ba người hiện tại cũng muốn đi tắm suối nước nóng, cái này trên thân mùi vị rất khó chịu. Lâm Băng nói ra, chúng ta có thể hay không thì nhảy vào trong vùng đầm lầy, lấy thái cực kính lực đến phiêu phù ở phía trên. La Quân nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói, nếu như là trong nước. Chúng ta lấy ngón chân quấy thủy lực, thăng bằng thân thể, có thể đạt tới nước bất quá đầu gối mức độ, hoàn toàn có thể đi qua. Nhưng là đầm lầy quá sền sệt, căn bản không được. Mà lại, hai người chúng ta là quá khứ, Lam Tử Y làm sao bây giờ? Loại tình huống này căn bản không có khả năng nâng lên một người. Lam Tử Y làm theo nói ra, trong vùng đầm lầy thích nhất có hành thi, vạn nhất hành thi thức tỉnh, đem các ngươi giật xuống qua, vậy thì chờ lấy khóc đi.
Lâm Băng cùng La Quân nghe xong lời này cũng nhìn không được đánh cái run rẩy, hình ảnh kia quá đẹp không dám nhìn a. Lam Tử Y sau đó trầm ngâm nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể quá khứ. La Quân cùng Lâm Băng lập tức hỏi, biện pháp gì? Lam Tử Y nói ra, hai người các ngươi hợp tác, chân bàn cùng một chỗ, hai tay đều chống đỡ mặt vách, sau đó cứ như vậy chậm rãi rời quá khứ. La Quân cùng Lâm Băng nhãn tình sáng lên, La Quân nói ra, đây là biện pháp duy nhất. Bất quá vậy ngươi làm sao? Lâm Băng lập tức hỏi Lam Tử Y. Lam Tử Y nói ra, ta tại hai người các ngươi trung gian, ta ôm Lâm Băng chân ngươi, thân thể ta nửa phần dưới tại La Quân trên đùi. Ta điểm ấy trọng lượng đối với các ngươi tới nói, hẳn không phải là vấn đề a. Đó cũng không phải vấn đề, La Quân nói ra, bất quá như thế đi qua, vẫn là cần nhất định ăn ý độ. Ta ngược lại không lo lắng cho mình, chủ yếu là sư tỷ cho tới bây giờ không có chơi qua loại này, vạn thăng bằng không có nắm chặt, vậy coi như muốn bị vùi dập giữa chợ. Lâm Băng ngược lại là rất nhớ phản bác, nhưng loại này độ khó cao động tác, nàng vẫn là thật không có chơi qua. Thế là, nàng ngẫm lại, vẫn là lựa chọn im miệng. Lam Tử Y lại nói, cái này đơn giản a, các ngươi trước hết tại khu vực an toàn thí nghiệm thí nghiệm. La Quân cùng Lâm Băng ngay sau đó cũng thì không chần chờ nữa, hai người rất nhanh trước nằm sấp trên mặt đất, hai chân bàn cùng một chỗ. Tiếp theo, riêng phần mình lòng bàn tay mặt vách, sau đó, Lam Tử Y liền lên qua dựng thẳng ôm lấy Lâm Băng hai chân, nàng nửa người dưới tại La Quân trên đùi. Tiếp theo, La Quân liền nói với Lâm Băng, sư tỷ, thăng bằng ở lực lượng. Ta nói một, động tay trái. Ta nói hai, động tay phải. Tuyệt đối không nên động lỡ tay. Không phải vậy mất đi thăng bằng, khẳng định hội rơi xuống. Lâm Băng ân một tiếng, như thế mới là cách giải quyết, nàng vẫn là lộ ra có chút khẩn trương. Nói liên tục cười tâm tình đều không có. Ngay sau đó, La Quân liền bắt đầu đếm xem. Hai người trước đi lên kéo lên. Nhất định phải cách đầm lầy mặt đất xa một chút, không phải vậy có hành thi xông tới, kéo lên một thanh, ha ha, hình ảnh kia vẫn là quá đẹp a. Vậy sẽ phải diễn biến thành hai đại tuyệt đỉnh cao thủ, chết bởi hành thi chi thủ. Cái này kêu là chết một cái uất ức. La Quân cùng Lâm Băng dù sao đều là hạng người tu vi cao thâm, rất nhanh liền thành lập ăn ý cùng đối thăng bằng đem khống. Hai người cách mặt đất chừng 3 mét, sau đó liền bắt đầu hướng đầm lầy đường đi phát. Cứ như vậy từng bước một tiến lên. 10 mét về sau, La Quân trong lòng nghĩ chửi mẹ, ta dựa vào, thật vất vả rời 10 mét. Kết quả vẫn là tại khu vực an toàn rời. Tương đương hoàn toàn bạch rời. Hai người tiếp tục tiến lên, Lam Tử Y ở phía trên là cũng không dám thở mạnh. Sốt cục, hai người thuận lợi, gian nan đi ra 20 mét. Khoảng cách phía trước khu vực an toàn chỉ có 10 mét. Thật đáng buồn nội dung cốt truyện huống phát sinh. Phía trước hạp cốc hai vách tường biến hẹp, chỉ có khoảng 1 mét 50 khoảng cách. La Quân cùng Lâm Băng là có nỗi khổ không nói được a. Huống chi, trên người bọn họ còn gánh vác cái Lam Tử Y. Cái mông hướng lên trên vỉnh lên, chậm rãi đem khoảng cách nhường lại. La Quân bất đắc dĩ xông Lâm Băng nói ra. Lâm Băng gật đầu, nàng nói ra, áo tím ngươi nắm chắc. Lam Tử Y cũng gật đầu. Sau đó, La Quân đếm xem bắt đầu, tiếp theo, hai người cái mông chậm rãi hướng lên trên vỉnh lên. Lam Tử Y thân thể cũng liền theo hình thành một cái mỹ diệu đường cong. Cái này một bộ thần kỳ hình ảnh, cái kia chính là tránh thức quá đẹp không dám nhìn. Bất quá bất kể như thế nào, La Quân ba người bọn họ cuối cùng vẫn thuận lợi vượt qua cái kia gian nan đầm lầy địa. Rơi xuống đất một cái chớp mắt, ba người đều là như chút được gánh nặng. Sau đó, Lam Tử Y xoay người đứng lên, La Quân cùng Lâm Băng cũng đứng lên. La Quân tự giễu cười một tiếng, nói ra, trước kia ta nhìn những mảng hành động đó lúc, cảm thấy nhân vật chính thật khổ bức. Hiện tại xem ra, ta so với bọn hắn càng khổ bức. Tối thiểu bọn họ là đang quay bộ phim, còn không có nguy hiểm tính mạng, ca ca ta lại một không chú ý, thì vài phút muốn bị đùa chơi chết. Lâm Băng cùng Lam Tử Y lại là căn bản liền không có nghe La Quân bực tức, hai nữ đã nhanh chóng hướng có suối nước nóng địa phương chạy đi. Mẹ nó, La Quân vội vàng cũng liền theo sau. Bên kia thật là có một cái sơn động, La Quân mới vừa vào qua cũng cảm giác được vũ khí lượn lờ. Theo nhân gian tiên cảnh giống như U Minh Hoàng Tuyền cũng là vũ khí phiêu tán, bất quá loại kia vũ khí là lạnh lẽo âm khí.
cho nên chỉ có thể hình dung thành hoàng tuyền chi địa. Mà bên trong hang núi này, lại là thật sự nhân gian tiên cảnh. Chí ít đối với La Quân bọn họ hiện tại tới nói, đây chính là bọn họ thiên đường. La Quân, ngươi vào làm chi? Nhanh lăn ra ngoài, Lâm Băng lập tức liền trông thấy La Quân cũng tiến vào, nàng lập tức quát lớn La Quân. La Quân nói, ta dựa vào, các ngươi muốn tắm rửa, ta không cần tắm rửa a. Lâm Băng lập tức nói, ngươi tiểu tử thúi này muốn sái lưu manh là thế nào giọt, chẳng lẽ lại còn muốn hai đại mỹ nữ cùng ngươi tẩy tắm uyên ương? La Quân cười ha ha, nói ra, nếu như các ngươi nguyện ý, ta là không ngại tích. Cút nhanh lên ra ngoài, Lâm Băng lần nữa thúc giục. La Quân cũng nhìn ra hai nữ thật sự là không kịp chờ đợi muốn nhảy vào qua, hắn cũng biết mình không có khả năng cùng một chỗ cùng với các nàng tẩy a. Cho nên hắn cười hai tiếng, quay người thì thật rời núi động. Bên trong hang núi này khá lớn, bất quá hết thảy đều nhìn không rõ ràng. Suối nước nóng kia có chừng 40 mét vuông khoảng chừng, toàn bộ suối nước nóng đều bốc lên bốc hơi nhiệt khí. La Quân ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Hắn lúc này cũng khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới bên trong hai cái mỹ nữ không mặc quần áo tắm suối nước nóng bộ dáng, ngẫm lại đều cảm thấy rất hương diễm a. Ngẫm lại đều có chút tiểu hưng phấn a. La Quân thì ở bên ngoài khổ đợi, ước chừng nửa giờ sau, Lâm Băng cùng Lam Tử Y đều không có muốn đi ra bộ dáng. Ai, cũng khó trách, ăn khổ nhiều như vậy đâu, khẳng định là bỏ không được rời đi cái này ấm áp suối nước nóng. Có thể La Quân cũng đã làm sốt ruột a. La Quân nhịn không được nói ra, ta nói sư tỷ, Lam Tử Y, các ngươi hai cái có thể hay không trước mặc quần áo tử tế đi ra. Tốt xấu đổi ta đi vào tắm một cái, cũng đổi thân thể khô mát y phục a. Các ngươi không thể vào xem chính mình thoải mái, để người phía sau lo lắng suông a. Lâm Băng nhịn không được mắng một tiếng, nói, ngươi cái tên này, trong mồm chó thật sự là nhả không ra ngà voi tới. Cái gì gọi là vào xem chính chúng ta thoải mái a? Nói cho chúng ta là ai giống như. La Quân cười ha ha, nói ra, muốn là trong mồm chó có thể phun ra ngà voi, vậy còn không đem người hù chết. Lâm Băng liền không để ý tới La Quân, nàng cùng Lam Tử Y nhỏ giọng thương lượng, áo tím, ngươi nói chúng ta người trong suối nước nóng, hắn cũng nhìn không thấy. Nếu không để hắn tiến đến phao biết coi bói. La Quân nhất thời nghe huyết mạch sôi sục a. Ai nha, mặc dù biết là sẽ không phát sinh cái gì. Nhưng vẫn là sẽ cho người hưng phấn a. Lam Tử Y cũng cảm thấy mình bên này dễ chịu, để La Quân một mực đang bên ngoài rất tàn nhẫn cũng rất không tử tế. Nhưng nàng cùng Lâm Băng lúc này là thật không muốn rời đi cái này suối nước nóng. Ngay sau đó nàng do dự một cái chớp mắt về sau, nhẹ nói, tốt a. La Quân, ngươi đến nhắm mắt tiến đến. Lâm Băng lập tức nói. La Quân đã trực tiếp tiến đến, hắn vừa tiến đến. Liền trông thấy vũ khí lượn lờ bên trong, Lâm Băng cùng Lam Tử Y đầu. Cũng chỉ có thể nhìn thấy đầu, liền cổ đều nhìn không thấy. Hắn không khỏi nói ra, bế cái cọng lông mắt, không nhắm mắt cũng chơi chơi không nhìn thấy. Vậy ngươi muốn thấy cái gì? Lâm Băng tức giận hỏi lại La Quân. La Quân cười hắc hắc, hắn nói ra, ta xem là các ngươi muốn nhắm mắt, bởi vì ta muốn cởi quần áo. Lâm Băng cùng Lam Tử Y lập tức nhắm mắt. Hai người bọn họ mặc kệ lại thế nào mạnh, nhưng thủy chung đều là nữ nhân. Nữ nhân vẫn là có thuộc về nữ nhân ngượng ngùng. La Quân thống khoái khoái cởi quần áo, sau đó ngay tại Lâm Băng cùng Lam Tử Y đối diện tiến suối nước nóng. Hai bên cách xa nhau có chừng khoảng 7 mét, cái này vũ khí lượn lờ, lẫn nhau nhìn đối phương đều nhìn không rõ lắm. La Quân cả thân thể xuyên vào đến trong ôn tuyền lúc, hắn thân thể đánh cái giật mình. Ta dựa vào, thật sự là theo lập tức giết gà một dạng thoải mái a. Trên thân sở hữu lỗ chân lông đồng loạt mở ra, La Quân nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ tới. Một tiếng này rên rỉ gọi đặc biệt mập mờ, để Lâm Băng cùng Lam Tử Y nghe quái ngượng ngùng. La Quân, ngươi quỷ gào gì? Lâm Băng nói ra. La Quân cười hắc hắc, nói ra, ha ha, kìm lòng không được, đơn thuần kìm lòng không được. Lâm Băng cùng Lam Tử Y cũng thì không nói thêm gì nữa. La Quân dễ chịu nằm, lúc này, hắn cái gì cũng không muốn suy nghĩ. Chủ yếu là quá dễ chịu. Người này thả lỏng phục, toàn bộ thần kinh liền sẽ buông lỏng. La Quân tự nhận nơi này là tuyệt đối đầy đủ ẩn nấp, Minh Đô Thành đám người kia hẳn là tìm không đến. Từ khi đến cái này địa ngục chi môn, âm diện thế giới bên trong đến,
La Quân đoàn người này đều không nghỉ ngơi qua. Làm bằng sắt thân thể, đó cũng là cần tĩnh dưỡng, riêng là Lam Tử Y mệt nhất. Nàng rất nhanh liền ngủ. La Quân trong đầu giải rác suy nghĩ phiêu đãng. Âm diện thế giới, cũng chính là Lạc Ninh muốn tới địa ngục chi môn. Cái này địa ngục chi môn bên trong đối với mình đám người này tới nói tuy nhiên hung hiểm, nhưng là đối với Lạc Ninh tới nói có lẽ vẫn là không tệ. Cũng không biết nàng hiện tại đến thế nào. Hy vọng nàng mọi chuyện đều tốt đi. La Quân nghĩ như vậy nghĩ đến, suy nghĩ dần dần buông lỏng, hắn cảm thấy mí mắt vô cùng trọng, trợn đều không mở ra được. Mắt thấy, liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say. La Quân bỗng nhiên mở mắt ra, giật mình tỉnh lại. Hắn mãnh liệt hất đầu, hắn một chút thì từ trong suối nước nóng nhảy ra. Hắn cảm thấy nơi này không bình thường, có gì đó quái lạ. Lấy chính mình tu vi, mặc kệ là đến cỡ nào mệt mỏi, cũng không trở thành nhanh như vậy liền muốn khống chế không nổi rơi vào trạng thái ngủ say. La Quân là nhiều lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi người, cho nên hắn tính cảnh giác là phi thường mạnh. La Quân lại nhìn về phía Lâm Băng cùng Lam Tử Y, hai nữ lại đều đã ngủ. Không đúng, các nàng sớm tiến đến nửa giờ, trước đó lại không có ngủ. Mà chính mình một sau khi đi vào, lập tức liền muốn ngủ. La Quân trong lòng run lên, hắn cảm thấy trong này có rất lớn cổ quái. Mà lại không phải suối nước nóng cổ quái, là người cổ quái. Trong này có yêu tà tồn tại, nó trước đó không phát công để Lâm Băng cùng Lam Tử Y ngủ say. Đó là bởi vì cái này yêu tà biết bên ngoài còn có mình tại. Cho nên nó là muốn dẫn chính mình tiến đến, để cho mình cũng rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó lại động thủ. La Quân cấp tốc từ giới tu di bên trong tìm y phục, một mạch bộ đến trên thân. Hắn mặc một bộ áo khoác ra cùng quần bò, cả người cũng liền dễ chịu nhiều, cũng thanh tỉnh nhiều. La Quân tiếp lấy hét lớn một tiếng, nói, sư tỷ, áo tím. Nhưng mà, cái này hai tiếng như sấm bên tai hét lớn kêu đi ra. Lâm Băng cùng Lam Tử Y lại là một điểm phản ứng đều không có. La Quân cảm thấy trầm xuống, quả nhiên mẹ nó xảy ra vấn đề. Mà mẹ nó, muốn hay không như thế hố cha a. Khắp nơi đều là nguy hiểm a, phao cái suối nước nóng đều muốn xảy ra chuyện a. La Quân không lo được hắn, hắn liền muốn đi trước đem Lâm Băng cùng Lam Tử Y vớt lên. Ngay vào lúc này, cái kia trên bầu trời mờ mịt vũ khí bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Rất kỳ quái biến hóa, những vũ khí đó dần dần ngưng tụ, sau cùng thế mà ngưng tụ thành một cái mơ hồ mà to lớn hình người. Này hình người liền ngăn tại La Quân trước mặt, nó sau đó mở miệng nói chuyện. Nó thanh âm nói chuyện là tại La Quân trong não vực trực tiếp vang lên. Đây là thuộc về ý thức giao lưu, cũng đã nói lên cái này yêu tả bất quá là suy nghĩ cùng nguyên thần, cũng không có thân thể. Phàm nhân, người dù cho đưa người đồng bạn mang ra tình nhân tuyền, nhưng người y nguyên vô pháp tỉnh lại các nàng. Cái thanh âm này nghe lại là cái thanh xuân nữ tử thanh âm, êm tai, dễ nghe. La Quân trong mắt lóe lên lệ quang, nói, người bất quá là một cái sơn dã tà mị, liền thân thể đều không có, thế mà cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ha ha, phàm nhân, nữ nhân mở miệng nói ra, không sai, thân thể ngươi phi thường cường đại, ta không làm gì ngươi được. Nhưng là, bản tôn chính là vô hình chi vật, ngươi cũng tương tự không làm gì được bản tôn. Cút cho ta xuống tới, La Quân trực tiếp hét lớn, một tiếng này giống, dương cương cùng cực. Như thế tiếng giống chính là tà mị sợ nhất thanh âm. Đồng thời, La Quân cắn nát ngón tay, đem máu tươi bắn tung tóe hướng cái kia vũ khí hình người. Máu tươi rất nhanh liền chui vào đến vũ khí hình người bên trên, cái kia vũ khí hình người cười ha ha, nói ra, ngươi những này biện pháp đối bản tôn đều vô dụng, bởi vì vì bản tôn chính là huyền môn chính tông thiên địa chi linh, cũng không phải là những cái kia âm túy tà vật. Cho nên, ngươi dương cương khắc chế không bản tôn. Ngươi muốn thế nào? La Quân thật đang cảm giác đến khó giải quyết, hắn trầm giọng hỏi. Nữ nhân kia nói ra, bản tôn nhìn ra, trong lòng ngươi có dục vọng, ngươi không phải không nghĩ tới muốn đem hai nữ nhân này chiếm thành của mình. Thả ngươi nương cái rắm, La Quân lập tức phủ nhận. Ha ha, nữ nhân kia nói ra, bản tôn có thể xem thấu nhân tâm, nhìn thấy nhân tâm dục vọng, ngươi lừa gạt không bản tôn. Ngươi liền nói ngươi muốn như thế nào a? Ngươi thật muốn đem ta dẫn lửa. Có tin ta hay không qua bên ngoài bắt chút hành thi tới lấp người tình này người tuyền. La Quân nói ra. Ngươi như dám làm như thế, người hai nữ nhân này thì vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại.
Nữ nhân kia trong giọng nói xuất hiện tức giận. La Quân trong lòng vui vẻ, hắc hắc, liền sợ ngươi không có e ngại. Đã ngươi có kiêng kỵ Phương, vậy chúng ta thì có đàm. Ta là không muốn làm như vậy, mà lại chúng ta không oán không cừu. La Quân nói ra, như vậy đi, ngươi thả chúng ta rời đi, chúng ta coi như cho tới bây giờ không có nhận biết qua, dạng này chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Không có khả năng, nữ nhân kia quả quyết nói ra. Ta dựa vào, ngươi đến muốn như thế nào? La Quân nói ra. Nữ nhân kia nói ra, lúc đầu, bản tôn là muốn mượn cái này hai tên nữ tử thân thể đến hút sạch ngươi nguyên dương, sau đó bổ dưỡng ta linh hồn. Ta dựa vào, thải âm bổ dương a. La Quân nói ra. Nữ nhân kia nói ra, bất quá ngươi thật là làm cho bản tôn ngoài ý muốn, ngươi thế mà chống lại bản tôn ý niệm công kích. Ha ha, ngươi nghĩ không ra còn nhiều nữa. La Quân nói ra. Cái này địa ngục chi môn bên trong, tất cả nam nhân nguyên dương đều không đủ thuần chủng. Mà ngươi nguyên dương lại là cực phẩm trong cực phẩm. Bản tôn hiện tại cũng không yêu cầu xa vời đưa ngươi sở hữu nguyên dương hút sạch. Nhưng là, ngươi nhất định phải cống hiến ra một số nguyên dương tới. Ta dựa vào, làm sao cống hiến? La Quân nói ra, tâm hắn nói, chẳng lẽ lão tử muốn từ lột? Nữ tử kia liền nói ra, bản tôn sẽ đem khống chế cái này hai tên nữ tử ý thức. Ngươi cùng các nàng âm dương dung hợp thời điểm, bản tôn liền sẽ thừa cơ rút ra ngươi nguyên dương. La Quân sờ mũi một cái, sắc mặt hắn có chút cổ quái, sau đó sông này hình người vũ khí nói ra, ta nhìn ngươi là ngốc đi, ta phối hợp ngươi tới phạm bằng hữu của ta. Ta dựa vào, ngươi nhìn đại gia ta như thế chính khí lẫm nhiên người, có thể làm được hèn hạ như vậy chuyện vô sỉ sao? Nữ tử kia nói ra, bất quá là thân thể ở giữa vui thích mà thôi. Các ngươi lẫn nhau cũng sẽ không có tổn thất. Nàng đón đến, nói ra, nhưng ngươi nếu không đáp ứng, các nàng thì vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. La Quân nói ra, mặc kệ ngươi, ngươi cho rằng ngươi nói vẫn chưa tỉnh lại thì vẫn chưa tỉnh lại. Thiên hạ lớn như vậy, ngươi mới bao nhiêu đạo hạnh. Hắn đón đến, nói ra, còn có, ngươi muốn là lại cùng ta phạm tiện, ta phải đi tìm hành thi tới trả đạp ngươi tình nhân tuyền, ta nói được thì làm được. Nữ tử kia không khỏi nghẹn lời, nàng tuyệt đối nghĩ không ra La Quân gia hỏa này như thế không tốt thương lượng. La Quân tiếp lấy không để ý tới này hình người vũ khí, hắn cấp tốc đi vào Lâm Băng cùng Lam Tử Y trước mặt. Lâm Băng cùng Lam Tử Y nước biển ở vào trong hôn mê, La Quân nghĩ đến đây hai nữ hài đều không mặc quần áo, loại tình huống này, hắn vẫn là cảm thấy có chút nhức cả trứng. Nhưng là bất kể như thế nào, đều không có thể làm cho các nàng tiếp tục ngâm mình ở cái này muốn mạng tình nhân tuyền bên trong. La Quân trước một tay lấy hai tay cắm vào Lâm Băng dưới nách, sau đó đem Lâm Băng ôm lên tới. Sau đó, La Quân lại đem Lam Tử Y cũng ôm lên tới. Thế là giờ này khắc này, tại La Quân trước mặt hiện ra cũng là hai cỗ tuyết hoa hoa, mê người, không đến mảnh vải thân thể mềm mại. La Quân cũng không sợ bị nhân hình nọ vũ khí trông thấy. Bởi vì từ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cũng cảm giác được này hình người vũ khí là thuộc về nữ. Lại nói, lúc này cũng tránh hiểm nghi không. La Quân nhanh chóng từ Lâm Băng giới tu di bên trong tìm ra y phục, hắn luống cuống tay chân trước cho Lam Tử Y mặc vào. Sau cùng lại cho Lâm Băng mặc vào. La Quân cho nữ nhân cởi quần áo mức độ rất lợi hại, nhưng là mặc quần áo thì không được tốt lắm. Bất quá tốt xấu, cũng coi là cho hai nữ nhân này cho che giấu. La Quân sau đó liền ý đồ đánh thức Lâm Băng cùng Lam Tử Y, nhưng mặc kệ hắn làm sao qua hô, hai nữ đều là chìm ngủ không tỉnh. La Quân không khỏi có chút nổi nóng. Ngay vào lúc này, nữ tử kia nói ra, tình nhân tuyền tuyền nước đã thật sâu xuyên vào đến các nàng trong xương tủy. Không có ta tỉnh lại, các nàng vĩnh viễn đều khó có khả năng tỉnh lại. La Quân lạnh lùng nói ra, lời nói cũng đừng nói như thế đầy, thế gian này, không có chuyện gì là tuyệt đối. Nữ tử kia nói ra. Ngươi nói nhảm nữa, lão tử thì lấp tình này người tuyền. La Quân hung dữ nói ra. Nữ tử kia dừng lại, nàng sau một hồi khá lâu mới lên tiếng, tình này người tuyền bên trong có vô hạn linh khí, bởi vì này sơn động cấu tạo, sở hữu linh khí vô pháp rời đi này sơn động. Không biết qua một số năm, những linh khí này hội tụ vào một chỗ, thế là dần dần, linh khí thì có ý thức. Ta chính là tình nhân tuyền tư sinh ra linh thể. Nàng đón đến. Nói ra, ta ở đây đã tu luyện hơn 600 năm, nhưng là ta một mực thiếu khuyết nguyên dương chi khí. Ta ý thức thể là trí âm linh thể, chỉ cần nhất định nguyên dương,
như thế về sau, ta liền có thể tránh ra tình nhân tuyển trói buộc, từ đó núi cao biển rộng, ta đều không có nơi đó đi không được. La Quân nao nao, ánh mắt của hắn biến phức tạp. Sau đó, hắn khe khẽ thở dài, nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là cứ đợi ở chỗ này tốt. Bây giờ ngoại giới chính là sát kiếp buông xuống, ngươi trong này còn có thể an độ quãng đời còn lại. Nếu là ra ngoài, chỉ sợ phải bị sát kiếp. Một cái không tốt, thân tử đạo tiêu. Ta như cả đời bị nhốt ở đây, chẳng ra đi gặp một phen. Như thế về sau, cho dù là thân tử, cũng làm không tiếc nuối. Nữ tử kia có chút kích động nói ra. La Quân nói ra, nhưng ta không có khả năng để ngươi đến sử dụng bằng hữu của ta. Ngươi không phải nghĩ ra được các nàng sao? Nam tử Hán, đại trượng phu, muốn liền muốn, ta cũng coi là thành toàn ngươi. Ngươi làm gì lề mề chậm chạp? Nữ tử kia nổi nóng nói ra. Ngươi sai, La Quân nói ra, đây không phải lề mề chậm chạp, mà chính là mỗi người đều sẽ có dục vọng. Người tốt cũng sẽ có tà ác dục vọng, nhưng người tốt cùng người xấu khác nhau chính là, người tốt hội khống chế lại tà ác dục vọng. Nữ tử kia nói ra, khi thật không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. La Quân nói ra, có lẽ ngươi có thể cân nhắc chờ hắn người tiến đến. Không phải mỗi người cũng giống như ta như thế có tinh thần chính nghĩa, không phải sao? Nữ tử kia nổi nóng nói, ta đã chờ thời gian quá dài, nơi này rất khó có người tới. Mà lại đến, cũng không thích hợp, không có người so ngươi càng thích hợp. La Quân nói ra, dù sao ta không có khả năng sử dụng bằng hữu của ta. Người đây không phải sử dụng, mà chính là cứu các nàng. Nữ tử kia nói ra. Dù sao thì là không được, người muốn là khư khư cố chấp, vậy chúng ta thì cá chết rách lưới. La Quân rất lợi hại lưu manh nói ra. Cái kia thanh âm cô gái biến lệ, nói ra, người đừng khinh người quá đáng. La Quân nói ra, ta dựa vào, không biết là người nào khinh người quá đáng. Chúng ta thì tiến đến tắm rửa, người lại muốn chúng ta mệnh, người nào quá phận. Nữ tử kia nói ra, ngươi thì thật không sợ các nàng vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ta sợ cái gì? Ta nhìn sợ nhất hẳn là ngươi, bởi vì các nàng về sau hội có khả năng tỉnh lại, nhưng ta như lấp tình nhân tuyền, ngươi lại là vĩnh viễn không cách nào siêu thoát. Nữ tử kia cắn răng nói ra, ta vốn là muốn nói ra những bí ẩn này đến đoạt được ngươi một tia đồng tình, ngươi lại sử dụng ta bí mật đến uy ta. Lời này ta coi như không thích nghe, ngươi không nói thời điểm, ta liền biết muốn cầm hành thi đến buồn nôn tình này người tuyền. La Quân cũng không lĩnh tình. Nữ tử kia nói không ra lời. La Quân cũng liền không nóng nảy. Lại sau một lúc lâu, nữ tử kia thăm thẳm nói ra, ngươi đại khái là không biết cái này tuế nguyệt vô tình cùng đáng sợ, một ngày này thiên dày vò, thật là khiến người ta muốn nổi điên. Nàng đón đến, nói ra, ta thừa nhận, ta muốn rời khỏi nơi này. Ta cũng rất sợ hãi ngươi hội cứ thế mà đi. Nhưng ngươi thì thật không thể giúp ta một lần sao? Coi như ta cầu ngươi, được hay không? La Quân liền cũng liền nghiêm mặt nói ra, không phải là ta vô tình tâm ngoan, mà chính là quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Thật sự là ngươi muốn cầu, ta làm không được. Nữ tử kia hít sâu một hơi, nói ra, như vậy đi, ta có cái song toàn kế sách. Ngươi nhìn được hay không? La Quân lập tức nói. Ngươi nói nghe một chút. Nữ tử kia nói ra, ta nhìn trên tay ngươi có một cái giới tu di, cái này giới tu di ta vừa rồi đã tìm kiếm qua, bên trong là tuyệt đối ẩn nấp cùng không có có không khí tiến vào. Ta sau khi đi vào, thì không sợ linh khí tiết ra ngoài. Ngươi để cho ta vào ở ngươi giới tu di bên trong, sau đó ngươi đáp ứng ta, ngày sau ngươi cùng ngươi tướng thích nữ nhân âm dương dung hợp thời điểm, ta thừa cơ hấp thu ngươi một tia nguyên dương chi khí, như thế nào? La Quân nhãn tình sáng lên, bất quá lập tức, hắn đã cảm thấy có chút cổ quái, nói như vậy đứng lên, ta về sau làm chơi tư mật sự tình, người cũng có thể ở một bên nhìn lấy. Nữ tử kia nói ra, ta chọn che đậy ý thức, không nhìn. La Quân nói ra, có quỷ mới tin ngươi. Hắn đón đến, nói, bất quá cũng không quan trọng, ta là quân tử bằng phẳng. Nữ tử kia không khỏi đại hỉ, nói ra, nói như vậy đứng lên, người đáp ứng ta. La Quân nói ra, đợi một chút, chúng ta vẫn là muốn trước tiên đem cảnh cáo cho nó trước. Nữ tử kia nhân tiện nói, ngươi nói. La Quân nói ra, thứ nhất, ngươi vì cái gì nhất định muốn có nguyên dương mới có thể có tự tại thể. Nữ tử kia nói ra, chí âm chi lực tăng thêm nguyên dương về sau, mới có thể chân chính viên mãn.
đây mới thực là âm dương dung hợp chi đạo. Tựa như là nữ nhân cần nam nhân thoải mái, hoa nhi cần ánh sáng mặt trời thoải mái một dạng. La Quân nói ra, thứ hai, người thật chỉ hấp thu một tia nguyên dương. Sẽ không giống là một ít thải âm bổ dương tà thuật, muốn để ta tinh tẫn nhân vong a. Nữ tử kia nói ra, người tại thanh tỉnh trạng thái dưới, lấy người tu vi cùng lực khống chế, không có bất kỳ cái gì tà thuật có thể đưa ngươi hút khô. La Quân gật gật đầu, nói xong giống có chút đạo lý. Hắn đón đến, nói, thứ ba, ta giúp ngươi, ta có chỗ tốt gì? Nữ tử kia ngốc ngẩn ngơ, nàng trầm ngâm sau một lúc lâu, nói ra, nếu là ngày sau, ta có được chính mình thân thể, ta có thể làm thê tử ngươi, sau đó phụ trợ ngươi. La Quân vội ho một tiếng, nói, ta có thê tử, chỉ kém tiểu thiếp. Nữ tử kia nói ra, không có vấn đề, ta làm ngươi tiểu thiếp. La Quân nói ra, mấu chốt là ngươi có bản lãnh gì a? Ngươi muốn là không có chơi bản sự, ta muốn ngươi cũng không có gì dùng a. Muốn là chỉ muốn ba ba ba, ta có thể có thật nhiều nhân tuyển. Nữ tử kia đối lời như vậy đề không có chút nào ngượng ngùng, nàng nói ra, chỉ cần ta hấp thu ngươi nguyên dương về sau, ta nguyên thần thì có thể tùy ý bay đi. Đến lúc đó, ta nguyên thần cũng có thể tu luyện hắn thần thông, mà lại, ta có thể mang ngươi phi hành khoảng cách nhất định. Phi hành khoảng cách nhất định là bao xa khoảng cách? La Quân lập tức hỏi. Nữ tử kia nói ra, thân thể ngươi phá lệ nóng rực, cho dù là ta như vậy trí âm chi thể, muốn nâng ngươi phi hành cũng có chút khó khăn. Có thể bay được chừng 300 mét xa, đây là ta trước mắt cực hạn. Nàng đón đến, nói ra, nếu là một ngày kia, ta có cơ duyên có thể vượt qua một lần lôi kiếp, thành tựu lôi điện chân thân, khi đó, liền có thể nâng ngươi phi hành cách xa vạn dặm. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta tối thiểu còn biết, lôi kiếp cơ hồ chẳng khác gì là nguyên thần tử kiếp, không có mấy người có thể vượt qua. Nhưng tối thiểu vẫn là có hy vọng, nữ tử kia nói ra. La Quân nói ra, người cái này càng nói ta càng cảm thấy nhức cả trứng, người muốn vượt qua lôi kiếp vẫn là hư vô mờ mịt sự tình, nhưng là người một khi được tự tại thể, người bản thân muốn bay đi, vậy ta tuyệt đối ngăn không được ngươi. Nữ tử kia vội vàng nói, ta có thể hướng lôi đình phát thệ. La Quân khắp không thèm để ý, nói, quên đi, cái gì lời thề đều chẳng qua là cái đau răng chú, ai làm thật người nào thì ngốc. Nữ tử kia nghiêm mặt nói ra, không, người sai. Chúng ta tu người cấp bậc nguyên thần, sợ sẽ nhất là lôi đình. Lời vừa ra khỏi miệng, nhân quả tức thành. Tốt, ta tạm thời tin tưởng ngươi, La Quân nói ra. Nữ tử kia ngay sau đó thì phát thệ nói, ta. Nàng bỗng nhiên ngây người. Thế nào, nhanh như vậy thì đổi ý, La Quân nói ra. Nữ tử nói ra, không phải, ta còn không có tên. Ta không biết lấy cái gì danh nghĩa phát thệ. La Quân nói ra, như vậy đi. Người đã về sau là muốn làm tiểu thiếp của ta, vậy liền cùng ta họ Trần, người thấy thế nào? Có thể, nữ tử kia nói ra. La Quân cười hắc hắc, nói ra, ta họ Trần, người cũng họ Trần, cái này cũng không tốt lắm, ta cũng không phải thu muội muội. La Quân bản thân nói nhỏ, nhưng còn nữ kia tử lại hoàn toàn chưa rõ ràng hắn đến muốn nói cái gì. Nữ tử kia chỉ là nhìn lấy La Quân. La Quân cũng liền nghiêm mặt đứng lên, hắn muốn một lát. Nói ra, về sau ngươi tựu Trần Phi Dung tốt. Nữ tử kia liền nói ra, tốt, ta về sau tựu Trần Phi Dung. Nàng đón đến, lại có chút kỳ quái hỏi, cái tên này có hàm nghĩa gì sao? La Quân nói ra, không có hàm nghĩa a, cũng là cảm thấy êm tai. Nữ tử kia nói ra, a. Sau đó, nàng liền bắt đầu phát thệ. Nữ tử nói ra, ta Trần Phi Dung hôm nay ở đây, đối ngẩng đầu tam xích thần linh phát thệ. Cũng đối lôi đình thiên đạo phát thệ, ngày sau vô luận tu vi như thế nào, đắc đạo hay không, liền đều tại La Quân bên người phụ trợ với hắn. Như làm trái thề, khi chết bởi lôi đình phía dưới, hồi phi yên diệt, tánh mạng không còn. Cái này thề phát rất lợi hại độc. La Quân không tự chủ được thì tin tưởng, hắn liền nói ra, Trần Phi Dung, người cũng yên tâm. Chỉ cần ngươi không phụ ta, ngày khác ta cũng không hội gây khó dễ ngươi. Ta tổng sẽ không dạy ngươi ăn thiệt thòi hoặc là hối hận hôm nay quyết định này. Trần Phi Dung gật gật đầu. Sau đó, Trần Phi Dung liền giải Lâm Băng cùng Lam Tử Y độc. Về sau, Trần Phi Dung thì tiến La Quân giới tu di bên trong. Lâm Băng cùng Lam Tử Y cũng liền rằng giặc tỉnh lại. Hai nữ sau khi tỉnh lại, đều là bị kinh ngạc. Sau đó,
Các nàng xem gặp trên người mình mặc không quá tuần cả quần áo, nhất thời có chút ngốc. Hai người quần áo không chỉnh tề, hoàn toàn là một bộ bị người lăng nhục về sau bộ dáng a. Lâm Băng cùng Lam Tử Y sau đó hầu nghi nhìn về phía La Quân, phẫn nộ tâm tình cũng tại các nàng trong đôi mắt ấp ủ đứng lên. Ta dựa vào, các ngươi sẽ không phải cho là ta đem các ngươi xxx333a. La Quân hú lên quái dị. Lâm Băng nói ra, ta nhớ được chúng ta là không mặc quần áo, phao trong suối nước nóng. Tại sao có hiện tại cái dạng này? Nếu như không phải ngươi, chẳng lẽ còn có người khác? Nàng tức giận nói ra, La Quân, ngươi như thế nào là loại người này a? Ngươi quá khiến ta thất vọng. La Quân không khỏi kêu lên đụng thiên khuất đến, hắn nói ra, ta dựa vào, sư tỷ, ngươi có thể hay không vận dụng đại não a? Không sai, là ta đem hai người các ngươi từ trong suối nước nóng vơ vét đi ra. Cũng là ta cho các ngươi mặc quần áo, nhưng là sư tỷ, ngươi là có đại tu vi người a? Ta đem ngươi từ trong suối nước nóng vơ vét đi ra, còn mặc quần áo cho ngươi, có thể ngươi lại đều không có phát giác được. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác ra cái này bên trong là xảy ra vấn đề? Lâm Băng cùng Lam Tử Y nhất thời thất sắc. Hai người cũng rốt cục ý thức được không đúng. Lâm Băng hỏi La Quân, nói, người ý là, chúng ta gặp tập kích. La Quân ngay sau đó liền đem Trần Phi Dung sự tình nói ra, lần này, La Quân có thể quang minh chính đại, không sót một chữ nói ra. Hắn lần này thật đúng là quân tử bằng phẳng, không thẹn với thiên địa a. Đương nhiên, về phần hắn ở sâu trong nội tâm điểm này dục vọng cùng ngấp nghé, vậy hắn là không biết nói. Lâm Băng cùng Lam Tử Y sau khi nghe xong cũng là lòng còn sợ hãi, hóa ra trong lúc bất chi bất giác, hai người lại tại quỷ môn quan bên trên quấn một vòng a. La Quân liền dù bận vẫn ung dung đứng lên, hắn coi là muốn nghe đến Lâm Băng cùng Lam Tử Y cảm tạ. Nào biết được Lâm Băng câu nói tiếp theo lại là để La Quân muốn cười sặc sụa. Vậy bây giờ cái này suối nước nóng có thể phao không? Lâm Băng hỏi La Quân. La Quân không khỏi đỡ nâng trán đầu. Mẹ nó, im lặng, đây là một cái gì phá sư tỷ a? Có thể phao, La Quân lớn nhất rồi nói ra. Lâm Băng cùng Lam Tử Y ngay sau đó thì rất lợi hại bỏ được đem La Quân oanh ra ngoài, hai người vui sướng phao dậy suối nước nóng tới. Âm diện thế giới bên trong, hừng đông rất trễ. Buổi sáng 8 giờ mới bắt đầu hừng đông, khi dương quang phổ chiếu thời điểm, toàn bộ âm diện thế giới nhiệt độ đều có chỗ tăng lên. Long lanh ánh sáng mặt trời chiếu ở trước sơn động trong hẻm núi lớn, lúc này, nơi này phong quang ngược lại là cực giống thế giới bao la. Lâm Băng cùng Lam Tử Y cơ hồ là phao suốt cả đêm suối nước nóng, cả thân thể xương đều phao xốp giòn. Hai người sảng khoái tinh thần mặc quần áo tử tế, đi ra cùng La Quân tụ hợp. Các ngươi hai cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, cứ như vậy đối ân nhân cứu mạng sao? La Quân phàn nàn nói. Lam Tử Y nhàn nhạt nhìn một chút La Quân, nhưng không nói lời nào. Lâm Băng nói ra, đến đi, tiểu tử ngươi khác chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi đem chúng ta hai đại mỹ nữ thân thể đều nhìn hết, ngươi thì vụng trộm vui đi. La Quân nói ra, ta nào có, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta cũng không biết hai người các ngươi sống hay chết, ta cái kia có công phu thưởng thức a. Lâm Băng còn định nói thêm, Lam Tử Y lại là trên mặt có chút không nhịn được, nàng nói ra. Chúng ta vẫn là ăn điểm tâm, mau chóng đi đường đi. Nơi này đợi càng lâu, thì càng không an toàn. Có đạo lý, Lâm Băng cũng phụ họa nói ra. Ngay sau đó, La Quân từ giới tu di bên trong tìm lương khô đi ra, mọi người phân ra ăn, lại uống một số nước lọc. Như thế về sau, ba người cũng coi là hoàn toàn đầy máu phục sinh. Cứng ngắc lấy ánh sáng mặt trời, ba người hướng thọc sâu hẻm núi lớn đi đến. Lam Tử Y nói ra. Nơi này hoàn cảnh địa lý ta cũng không phải quá quen thuộc, nhưng ta duy nhất biết là, chúng ta trước mắt sinh lộ cũng là vượt qua bên phải ngọn núi lớn này, trực tiếp cắm vào phong đô thành trung ương qua, như thế liền có thể mê hoặc địch nhân, cấp tốc đến Yến Đô Thành, thậm chí Bất Tử Sơn. La Quân nói ra, nơi này là không hề giấu chân người chỗ, ta chỉ sợ không có có thể leo địa phương. Nếu như không có cách nào leo lên, đây cũng là đừng nói qua phong đô thành. Lam Tử Y ngừng một lát. Nàng nói ra, cái kia chỉ hy vọng ông trời phù hộ chúng ta đi. Lâm Băng thì là cười một tiếng, nói ra, hôm qua La Quân ngươi không còn nói chúng ta không có cách nào tìm tới suối nước nóng a. Có thể về sau còn không phải tìm tới, hiện theo ý ta nơi này nhất định có leo lên núi đường. La Quân nói ra,
ta qua, ngươi coi như đừng đề cập tối hôm qua suối nước nóng, nếu không phải ta hơi cơ linh một điểm, nếu không hôm nay ba chúng ta đều mệnh về Hoàng Tuyền. Muốn là lại đến cái giống hôm qua suối nước nóng đường, đoán chừng chúng ta sẽ chết kiều kiều. Phi, cái miệng quạ đen của nhà ngươi, Lâm Băng nói ra. La Quân cười hắc hắc. Ba người liền hướng phía trước mà đi, đại khái thật đúng là ông trời phù hộ bọn họ. Có lẽ Lão Thiên là phù hộ thiên mệnh giả, trước đó Phương thật là có một đầu lên núi đường. Chỉ bất quá con đường này rất là dốc đứng. Nhưng cái này đều không tính là gì, dạng này đường tại La Quân cùng Lâm Băng trong mắt, cũng bất quá là trở nhàn mà thôi. La Quân nói với Lâm Băng, sư tỷ ngươi đi trước, Lam Tử Y ngươi đi ở giữa, ta bọc hậu. Hắn luôn luôn đem nguy hiểm nhất địa phương lưu cho chính hắn. Lâm Băng gật gật đầu, thực nàng cũng biết sư đệ tâm là vô cùng tốt. Cho nên tuy nhiên bình thường miệng bên trong sẽ cùng sư đệ đấu tranh cãi, nhưng tránh thức đứng trước chuyện trọng yếu lúc, nàng là phi thường nghe theo sư đệ an bài. Lâm Băng đang muốn hướng lên trên mặt cái thứ nhất đi đến, bất quá đúng lúc này, La Quân tâm đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Loại cảm giác này đến phi thường cường liệt. Ngay sau đó, La Quân thì nhìn về phía bên kia hạp cốc đến chỗ, một đạo hắc ảnh như điện lướt đến. Bóng đen kia tốc độ nhanh đến không hợp thói thường cấp độ, ngẩng đầu nhìn thứ nhất mắt tại ngoài trăm thước, chớp mắt liền đến La Quân bọn người trước mặt. La Quân lúc này cũng liền thấy rõ ràng hắc ảnh. Bóng đen này là cái người áo đen. Người mặc áo đen này thực là một thân thật dài hắc bào, hắn đại khái khoảng 40 tuổi, thân hình gầy cao, gương mặt thon gầy, ánh mắt hắn vô cùng có thần. La Quân trong lòng nhất động, biến sắc nói, Tư Mã. Người áo đen kia ánh mắt hơi động một chút, nói, người thế mà nhận biết bổn tọa. La Quân thực căn bản thì không biết, nhưng là hắn lại có thể cảm giác ra gia hỏa này lợi hại. Lợi hại như thế người đột nhiên xuất hiện, La Quân cũng nghĩ không ra trừ Minh Đô thành thành chủ Tư Mã, vậy còn có người nào. Lúc này, người áo đen cũng coi như ngầm thừa nhận thân phận của mình. La Quân ba người đều là thất sắc. Lâm Băng cấp tốc đem âm sát ma đao cầm trên tay. La Quân cũng là đeo lên phược long bao tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lam Tử Y lại là sắc mặt trắng bệch. Cái kia Tư Mã lại là sắc mặt nhàn nhạt, hắn nhìn cũng không nhìn La Quân cùng Lâm Băng, mà chính là chăm chú nhìn chăm chú về phía Lam Tử Y. Hoàng Vương, không nghĩ tới chúng ta hội tại dưới tình huống như vậy gặp mặt. Tư Mã thật sự là chờ trực, Tư Mã Tử Tốn nói. Lam Tử Y trầm giọng nói ra, người muốn như nào? Tư Mã nói ra, bổn tọa muốn mời Hoàng Vương đến ta Minh Đô Thành đi làm khách. Ta nếu không qua đâu? Lam Tử Y nói ra. Tư Mã cười nhạt một tiếng, nói ra, chỉ sợ giờ này khắc này đã không phải do Hoàng Vương ngài. Lam Tử Y quyền đầu nắm chặt, trong nội tâm nàng có loại khó mà diễn tả bằng lời hận cùng khuất nhục. Tư Mã, hôm nay ngươi như thả ta rời đi, ngày khác ta khôi phục chân thân. Tất nhận ngươi cái này thiên đại nhân tình. Nhưng ngươi như hôm nay khăng khăng mang ta trở về, ta cam đoan với ngươi, trừ phi ta chết, bằng không hắn ngày ta khôi phục chân thân, tất lấy tính mạng ngươi. Tư Mã nao nao. Hắn mang theo ẩn ý nhìn một chút Lam Tử Y. Sau đó, hắn nói ra, Hoàng Vương uy danh, ta là biết. Nếu là ngài hôm nay là Hoàng Vương chân thân, chắc hẳn lấy ngài thân phận tôn quý, đó là không mảnh để ý tới ta loại tiểu nhân này vật. Nếu là ta hôm nay thả ngài rời đi, cái này thiên đại nhân tình cũng khẳng định hội lệnh ta rất là thụ cho. Hắn đón đến, nói ra, chỉ tiếc, ta có ta không thể không mang ngươi trở về lý do, đắc tội. Đến là lý do gì? Lam Tử Y lập tức truy vấn. Tư Mã Tử Tốn nói, không thể nói. Hắn đón đến, lại nói, Hoàng Vương ngài là muốn ta động thủ, vẫn là tự mình theo ta đi đâu. Lam Tử Y cắn răng, nàng nói ra, Tư Mã. Hôm nay ta có thể đi theo ngươi. Mà lại, ta cũng có thể thu hồi ta vừa rồi lời nói, ta có thể ngày sau không báo thù này. Nhưng ngươi nhất định phải buông tha hai người bọn họ là vô tội. Tư Mã liền cũng liền nhìn về phía La Quân cùng Lâm Băng. La Quân cùng Lâm Băng chăm chú nhìn Tư Mã, lại cũng không nói chuyện. Tư Mã sau đó ánh mắt lại đến Lam Tử Y trên thân. Lúc đầu hai người kia là không thể bỏ qua. Riêng là cái này gọi là La Quân tiểu hòa tử, hắn vũ nhục ta thủ hạ. Ta vốn là muốn hắn chết, Tư Mã đón đến, nói ra, bất quá hôm nay, đã Hoàng Vương ngài mở tôn miệng, như vậy ngài mặt mũi này ta nhất định phải cho. Ta đáp ứng ngài.
Lam Tử Y liền vừa nhìn về phía La Quân, nàng trầm giọng nói ra, La Quân. Tiếp lấy vừa nhìn về phía Lâm Băng, nàng nói ra, Lâm Băng, ta rất lợi hại cảm tạ hai người các ngươi đoạn đường này theo giúp ta đến đây, ta biết các ngươi đã hết sức. Cho nên hiện tại, ta thỉnh cầu người không cần làm vô vị tranh đấu, bởi vì các ngươi không thể nào là Tư Mã đối thủ. Có lẽ ta muốn thử một lần đây. La Quân đột nhiên cười dưới, nói ra. Tư Mã nhìn về phía La Quân, hắn nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, người trẻ tuổi, người rất lợi hại ngạo, điểm này bổn tọa nhìn lấy rất lợi hại không thoải mái. Bổn tọa đáp ứng Hoàng Vương tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi như không biết tự lượng sức mình xuất thủ, như vậy bổn tọa cam đoan với ngươi, hôm nay ngươi hội chết ở chỗ này. La Quân là cái không tin tà nhân. Hắn lá gan luôn luôn đều rất lớn, có thể nói là to gan lớn mật. Cho nên lúc này, Lâm Băng cũng giật mình, nàng sợ La Quân hội không biết tự lượng sức mình xuất thủ, sư đệ. Lâm Băng thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên. La Quân chăm chú nhìn Tư Mã. Hắn bỗng nhiên khẽ cười, hắn nói ra, ta hôm nay sẽ không hướng ngươi xuất thủ, ta cũng tin tưởng, hôm nay ngươi có năng lực giết ta. Bất quá có câu nói xong, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Ngươi hôm nay ở chỗ này uy ta lời nói, còn có điều mang cho ta nhục nhã, ngày khác ta cũng sẽ hoàn lại. Lời này cũng có chút giống như là Lam Tử Y trước đó uy Tư Mã lời nói. Tư Mã cười nhạt một tiếng, nói ra, như bổn tọa mỗi gặp được một người. Đều nói với bổn tọa đồng dạng lời nói này, bổn tọa như đều nghe nói thật, vậy bản tọa chẳng phải là cái gì đều không cần làm. La Quân cười ha ha, nói ra, về sau ngươi sẽ biết, ta là không phải là đang nói cười. Hắn sau đó sắc mặt nghiêm nghị, nói, đã các ngươi đã đạt thành hiệp nghị, vậy thì mời đi. Lam Tử Y hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía La Quân, nàng không nghĩ tới La Quân thống khoái như vậy thì thỏa hiệp. Tuy nhiên đây là nàng hy vọng nhìn thấy. Nhưng thật coi La Quân nhanh như vậy thỏa hiệp thời điểm, nàng trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Tư Mã cũng thì không nói thêm lời, hắn nói với Lam Tử Y, Hoàng Vương, mời. Lam Tử Y hít sâu một hơi, dậm chân hướng phía trước mà đi. Nàng đi rất lợi hại quyết tuyệt, cũng không quay đầu lại. Cũng không có hướng La Quân cùng Lâm Băng nói câu nào. Bởi vậy cũng có thể gặp, trong nội tâm nàng là không thoải mái. Người chính là như vậy. Lý trí cùng tình cảm cuối cùng sẽ vô pháp nhất trí. Lời nói là Lam Tử Y nói ra, La Quân cùng Lâm Băng nghe Lam Tử Y, nhưng Lam Tử Y tâm lý lại cao hứng không nổi. Cái kia Tư Mã đi ra mấy bước về sau, bỗng nhiên quay đầu nói ra, bổn tọa biết hai người các ngươi tâm tư, định là nghĩ đến về sau trở về lại cứu Hoàng Vương. Hắn đón đến, nói ra, nhưng các ngươi nếu thật dám trở lại, bổn tọa nhất định sẽ tự mình ra tay giết các ngươi, tuyệt vô hư ngôn. La Quân không nói gì. Lâm Băng cũng không nói gì. Tư Mã là cái tuyệt đỉnh người thông minh, hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Lúc này La Quân cùng Lâm Băng trong lòng cũng minh bạch, bọn họ muốn trở về cứu Lam Tử Y, cơ hội cũng không lớn. Nhưng cơ hội không lớn cũng không có nghĩa là không có cơ hội. Đây cũng là La Quân lúc này chịu nhục nguyên nhân. Dưới mắt nếu là xúc động, cái kia Lam Tử Y thì một tia hy vọng đều không có. Đây không phải La Quân e sợ, mà chính là hắn trí tuệ. Há, đúng, Tư Mã lời nói xoay chuyển, hắn nói ra, các ngươi nhất định rất kỳ quái, vì cái gì bổn tọa hội chuẩn xác như vậy tìm đến đây đi. Điểm này, trong lòng ba người xác thực rất kỳ quái. La Quân nhìn về phía Tư Mã, nhàn nhạt hỏi, vì cái gì? Tư Mã cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta Hoa Hạ có câu chuyện xưa gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Các người tại Hồ Thiên Hùng trong não vực lưu lại một tia tinh thần ý niệm. Bổn tọa thì là thông qua cái này tia tinh thần ý niệm định vị đến bên cạnh người vị nữ sĩ này, sau đó một đường đuổi theo. Mà mẹ nó, La Quân nghe xong lời này, đều hận không thể cho mình một cái tát tai. Tư Mã sau khi nói xong, xoay người rời đi. Hắn trực tiếp đem Lam Tử Y kẹp ở dưới xương sườn, không đến nửa ngày, thì đã biến mất tại La Quân cùng Lâm Băng trước mắt. Lâm Băng không khỏi nổi nóng, nàng nói ra, ta đem Hồ Thiên Hùng trực tiếp cho nổ chết tính toán. La Quân nói ra, quên đi, hắn đã dám ngay mặt nói ra, vậy liền chứng minh sư tỷ ngươi cái kia một tia ý niệm đã bị hắn giải quyết hết. Lâm Băng cẩn thận qua tìm kiếm liên hệ, nàng nhất thời uể oải phát hiện, chính mình cái kia tia tinh thần ý niệm, quả nhưng đã biến mất. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Lâm Băng hỏi La Quân. La Quân mắt nhìn long lanh bầu trời.
hắn nói với Lâm Băng, hiện tại chúng ta có hai con đường đi, thứ nhất, cái kia chính là qua hướng Phong Đô Thành, sau đó nghĩ cách giải âm diện thế giới, sau cùng tìm tới Thái Sơn Vương, tìm tới Nhạc Quang Thần, nghĩ biện pháp nhân lúc người ta không để ý, xử lý Nhạc Quang Thần. Thứ hai con đường, nghĩ biện pháp trở lại Minh Đô Thành cứu Lam Tử Y. Người cái này con đường thứ nhất, hoàn toàn thì là bất kể áo tím. Lâm Băng bị kinh ngạc. La Quân nói ra, ta còn thật nghĩ không ra biện pháp làm sao đi cứu nàng, hiện tại Minh Đô Thành đại môn đóng chặt, chúng ta đã là trọng điểm đối tượng. Mà lại, Lam Tử Y khẳng định là Tư Mã tự mình trông giữ, chúng ta cơ bản không có cơ hội gì. Lâm Băng nói ra, nhưng chúng ta cũng không thể cứ như vậy mặc kệ nàng nha. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta cũng không nói mặc kệ a. Đây không phải nói hai con đường, sau đó để sư tỷ ngươi tới chọn mà. Lâm Băng vô cớ đau đầu, nàng oán trách La Quân, nói ra, ngươi là nam nhân, ngươi đến quyết định mà. Ngươi cái này khiến ta làm sao tuyển. La Quân sắc mặt cũng không có làm khó thêm, hắn tính cách cũng là như thế, mặc kệ là gian nan dường nào tình cảnh, hắn y nguyên có thể thản nhiên chỗ chi. Hắn vĩnh viễn không lại phát ra cảm xúc tiêu cực. La Quân nói ra, thực sư tỷ ngươi không cần cảm thấy khó xử, bởi vì mặc kệ như thế nào, chúng ta đều qua không lương tâm cửa này. Nói cách khác, chúng ta không có khả năng thật mặc kệ Lam Tử Y. Lâm Băng nói ra, nhưng ta cũng biết, chúng ta muốn đi cứu Lam Tử Y rất khó khăn. Tư Mã Như là đã buông lời đi ra, chúng ta lại trở về, hắn thực biết giết chúng ta. La Quân nói ra, thế thì không có gì đáng sợ, chúng ta lần này tới, cứ duy trì như vậy là được bỏ mạng mua bán. Hắn đón đến, nói, cái này đồ chó hoang Tư Mã, ta thực cũng không có như vậy kiêng kỵ hắn. Chỉ bất quá vừa rồi, ta nghĩ đến sư tỷ ngươi ở bên người, ta chạy trốn dễ dàng, lôi kéo ngươi cũng có chút khó, cho nên mới nhịn xuống. Lâm Băng biết La Quân nói là thật tâm lời nói, tuy nhiên nàng có pháp lực, nhưng nàng cũng rõ ràng, bản thân thật muốn theo sư đệ đánh nhau, hiện tại tuyệt đối không phải sư đệ đối thủ. Cái kia Tàn Bào pháp sư cùng Hồ Thiên Hùng tu vi như thế đều cầm sư đệ không có cách, chính mình bất quá là thần thông ngũ trọng mà thôi. Như vậy đi. Sư tỷ, chúng ta tới cái điều hòa biện pháp. La Quân bỗng nhiên nói ra. Biện pháp gì? Lâm Băng lập tức hỏi. La Quân nói ra, ta đi cứu Lam Tử Y, người đi tìm Nhạc Quang Thần. Nếu như người tìm tới tên xúc sinh kia, trước không muốn ra tay, chờ ta tới. Lâm Băng lập tức quả quyết nói ra, tuyệt đối không được. Nàng nói xong về sau lại nói, La Quân, người điểm này tính toán đừng cho là ta không hiểu. Người muốn bỏ xuống ta. Một người mạo hiểm đúng hay không? La Quân cười ha ha, nói ra, sư tỷ, lúc đầu nha, loại sự tình này, ta một người qua còn lưu loát điểm. Mang theo ngươi, ngược lại là vướng víu. Hắn nói chuyện càng ngày càng khó nghe. Nhưng Lâm Băng lại là hốc mắt đỏ lên, nói ra, La Quân, hiện tại ta thì ngươi một thân nhân như vậy. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ngươi đi bốc lên lại lớn hiểm, ta đều muốn ở bên cạnh giúp ngươi. Ta cũng sẽ không trở thành ngươi vướng víu, đến lúc đó ta nếu là liên lụy ngươi, ta thì một kiếm kết chính ta. Nàng nói càng về sau, lại là càng nói càng xúc động phẫn nộ. La Quân giật mình khẽ giật mình. Ở thời điểm này, hắn mới xác thực cảm nhận được sư tỷ cải biến. Trước kia Lâm Băng là tiêu sái tự nhiên, đối với người nào đều không có ỷ lại. Trước kia Lâm Băng là phi thường tự tin, nhưng bây giờ, Lâm Băng mất đi sư phụ. Nàng thì mất đi trụ cột cùng tự tin. Cũng may mắn là trước mắt còn có La Quân tại, không phải vậy Lâm Băng sẽ trở nên vô cùng thống khổ. La Quân cũng không dám lại nói lung tung, hắn nhẹ giọng nói với Lâm Băng, thật xin lỗi, sư tỷ, ta là sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện. Trong lòng ta, ngươi so Lam Tử Y trọng yếu gấp trăm lần, ta không muốn bởi vì cứu nàng mà hại ngươi. Lâm Băng không để ý đến La Quân, nàng quay lưng đi. Lại là không muốn để cho La Quân thấy được nàng mềm yếu. La Quân trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu, Lâm Băng điều chỉnh tốt tâm tình, nàng quay người trở lại nói ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta là đáp ứng Lam Tử Y. Cho nên nhất định muốn đối nàng phụ trách đến. Nàng đón đến, nói, trong lúc nhất thời, chúng ta cũng nghĩ không ra biện pháp đến, chúng ta trước về sơn động lại nói. La Quân gật gật đầu, biểu thị tán thành. Ngay sau đó, hai người quay người về sơn động. Bên trong hang núi kia, phụ khí phiêu miểu, ấm ấm lòng người. Chỉ là vừa đi vào,
cái kia Trần Phi Dung lập tức liền bay ra La Quân giới tu di. Nàng mượn những vũ khí đó hiển hình đi ra. Bất quá hiện ra đến hình là một trận vũ khí mà thôi. Trần Phi Dung đối La Quân cùng Lâm Băng nói ra, ta ngược lại thật ra có biện pháp cứu người, cũng có biện pháp mang các ngươi đi ra. La Quân hồ nghi nhìn về phía Trần Phi Dung, nói, ta nhìn ngươi là một bụng ý nghĩ xấu a. Trần Phi Dung nhất thời gắt giọng, chán ghét, tướng công, ngươi tại sao có thể nói người ta như vậy, người ta là thật lòng muốn giúp ngươi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta dựa vào, ngươi vào chơi vẫn là rất nhanh. Lâm Băng lại là nhẫn nại tính tình, nói, ngươi nói xem, ngươi có biện pháp nào. La Quân nói ra, sao còn muốn hỏi sao. Nàng khẳng định là muốn ta cùng sư tỷ ngươi âm dương giao dung, sau đó nàng thừa cơ hấp thu ta nguyên dương chi khí, thành tựu nàng tự tại thể. Sau cùng, nàng liền có thể tự do xuất nhập, thậm chí có thể mang theo ngươi cùng ta bay qua thành tường, trực tiếp tiến vào cái kia Minh Đô thành bên trong. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, tướng công ngươi thật thông minh a. Cô nương này, phong cách vẽ biến rất nhanh a. Trước đó một bộ cao lãnh bộ dáng, còn tự xưng bản tôn. Hiện tại liền biết nịnh nọt La Quân. Trần Phi Dung nói ra, mà lại, ta còn có thể sử dụng ta linh khí giúp các ngươi cải biến bộ dáng a. Cứ như vậy, không quản các ngươi là muốn cứu người, vẫn là muốn đào tẩu, đều sẽ có rất lớn tiện lợi. La Quân nói ra, người đó bất quá là nho nhỏ huyễn thuật, căn bản lừa gạt không đến người. Trần Phi Dung nói ra, mới không phải đâu, ta chỗ thi triển là tình nhân tuyển bên trong tự mang linh tan thuật, đây là tự nhiên mà thành. Lại cao hơn pháp lực, đều khó mà nhận ra tới. Ta cảm thấy lấy ngươi dụng tâm rất ngoan độc, La Quân chừng Trần Phi Dung liếc một chút. Trần Phi Dung a một tiếng, sau đó ủy khuất nói, tướng công, ta là chân tâm thực ý a. Ngươi bản tính này đánh tốt, La Quân nói ra, trước để cho chúng ta giúp ngươi đạt được tự tại thể, sau đó đem chúng ta bán vào qua bị xử lý. Sau cùng ngươi thì hoàn toàn tự do, cũng không tính phá thể. Trần Phi Dung nhất thời ngây người, nàng sau đó liền trực tiếp tiêu tán thân hình, cũng không biết đi nơi nào. Không nói câu nào, có vẻ như là thật thương tâm, tức giận. Lâm Băng lập tức quái La Quân, nói ra, ngươi không nên nghĩ như vậy nàng, nói như ngươi vậy rất đau đớn người khác tâm biết không. La Quân cười hắc hắc, nói ra, lời mặc dù khó nghe chút, nhưng cũng bảo đảm không cho phép nàng thật sự là nghĩ như vậy. Ta cùng hắn ở giữa. Vốn là còn không có thành lập độ tín nhiệm. Ta không có nghĩ như vậy qua. Cái kia Trần Phi Dung đột nhiên lại lần nữa ngưng tụ hình người, xông La Quân hống, ta muốn là nghĩ như vậy qua, liền để ta vừa ra này sơn động liền bị sét đánh chết. Trần Phi Dung là thật tức giận. Nàng kích động như vậy, La Quân liền cũng đã biết là mình đem nàng muốn quá bất kham. La Quân kinh lịch quá phức tạp hơn sự tình, cho nên rất dễ dàng đem người nghĩ thầm rất xấu. Nhưng thực Trần Phi Dung là cái rất đơn thuần người, nàng như không đơn thuần, cũng không thể nhanh như vậy bị La Quân tìm ra tử huyệt tới. Muốn là La Quân trước đó nói hắn phải dùng hành thi lấp tình nhân tuyển lúc, nàng trấn tĩnh một số, như vô sự một số, sau đó phủ nhận. Cái kia La Quân thì thật muốn nhức cả trứng. Tuy nhiên Trần Phi Dung tuổi tác so La Quân cùng Lâm Băng đều rất nhiều, nhưng nàng cả đời đều ở trong sơn động này, lịch duyệt thật sự là ít đáng thương. La Quân gặp Trần Phi Dung kích động như vậy, hắn liền nói ra, được rồi, là ta nói sai lời nói, ta xin lỗi ngươi. Trần Phi Dung sững sờ, sau đó liền bình tĩnh nhìn lấy La Quân, cũng không nói chuyện. Tuy nhiên Trần Phi Dung là chân khí ngưng tụ hình thể, cũng không có minh xác đôi mắt, nhưng La Quân vẫn có thể cảm giác được nàng đang nhìn chính mình. La Quân bị nhìn có chút run rẩy, nói ra, nhìn ta làm gì? Chờ ngươi đạo xin lỗi a. Trần Phi Dung rất lợi hại nghiêm túc nói ra, người vừa mới xin lỗi không thành khẩn. La Quân tâm lý cái kia im lặng a, bất quá nói ra lời nói liền phải một cái nước bọt một cái đinh, hắn ngay sau đó liền nói ra, thật xin lỗi. Là ta trách oan ngươi, ta không nên lấy lòng tiểu nhân mới ước đoán ngươi. Trần Phi Dung lúc này mới tiêu tan nộ khí. Sau đó, Trần Phi Dung liền nói ra, dù sao ta là giúp các ngươi nghĩ biện pháp, các ngươi có nguyện ý hay không liền tùy tiện đi. Chờ nguyện ý lại gọi ta, ta đi nghỉ trước, nàng nói xong liền tán chân hình. Suối nước nóng kia ao vũ khí liền một lần nữa mờ mịt trải rộng. La Quân cùng Lâm Băng giữa hai người nhất thời cũng có chút xấu hổ.
La Quân chắc chắn sẽ không chủ động lược thuật trọng điểm âm dương giao dung, hắn chỉ nói là nói, sư tỷ, chúng ta không cần quá gấp, từ từ suy nghĩ, rồi sẽ có biện pháp. Lâm Băng lo lắng nói ra, nhưng ta chỉ sợ áo tím chống đỡ không thời gian quá dài. Tư Mã muốn bắt nàng khẳng định là có đại tác dụng, tuyệt sẽ không là mời nàng đi làm khách. La Quân hơi hơi thở dài. Lâm Băng nói ra, Trần Phi Dung nhất định muốn hấp thu ngươi nguyên dương chi khí, mới có thể có đến tự tại thể sao. La Quân sờ mũi một cái, vội ho một tiếng, nói ra, hấp thu người khác cũng được, không nhất định phải là ta. Nhưng ngươi là tốt nhất, mà lại cái này âm diện thế giới bên trong, có rất ít bên ngoài thế giới người đến. Trần Phi Dung thanh âm đột nhiên vang lên. La Quân bất đắc dĩ, nói, ngươi có thể không nhìn lén sao. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, ta không có nhìn trộm a. Chỉ là các ngươi trò chuyện cái đề tài này với ta mà nói, quá mẫn cảm. Ta nhìn không được liền nghe. Lại nói, Trần Phi Dung nói, hai người các ngươi đều là có đại tu vi người, âm dương giao dung cũng bất quá là thân thể sự tình. Qua đi, các ngươi lấy đại tu vi đem tơ tình nhiệt duyên toàn bộ chặt đứt không liền có thể lấy sao. Ta thật không hiểu rõ các ngươi tại sao muốn như thế xoắn suýt, đây không phải rất đơn giản sự tình sao. Ngươi sai, La Quân nói ra, trừ phi là người vô tình, nếu không mặc kệ chúng ta có lại đại tu vi, vậy cũng chém không đứt tơ tình nhiệt duyên. Cái kia tướng công ngươi liền đem Lâm Băng sư tỷ cùng nhau cưới thôi. Trần Phi Dung nói ra, dù sao Lâm Băng sư tỷ cũng không ghét ngươi, tướng công ngươi như thế có bản lĩnh, tam thê tứ thiếp không phải hẳn là tầm thường sao. Khụ khụ, La Quân lúng túng không thôi, tiểu nữ tử này, làm sao chỉ nói lời trong lòng mình. Cái này nói ra nhiều ngượng ngùng a. Trần Phi Dung, lại nói mò ta xé nát ngươi miệng. Lâm Băng tức giận nói. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, ta cũng không có miệng a, Lâm Băng sư tỷ, ngươi làm sao xé nha. La Quân nhịn không được nói, ta dựa vào, Trần Phi Dung, ta trước đó nhìn ngươi không phải rất cao lạnh không? Làm sao hiện tại như vậy đậu bỉ? Tướng công, đậu bỉ là có ý gì? Trần Phi Dung hỏi. Hai so ý tứ, Lâm Băng giải thích nói. Ha ha, sư tỷ, nàng vẫn là không hiểu hai so ý tứ a. La Quân nói ra. Đúng vậy a, Lâm Băng sư tỷ, hai so là có ý gì? Trần Phi Dung lập tức hỏi. Lâm Băng thật sự là thụ không cái này tên dở hơi, nàng nhất chỉ La Quân, nói ra, giống hắn dạng này, cũng là hai so. Trần Phi Dung như có điều suy nghĩ nhìn về phía La Quân, cuối cùng nói, vẫn là không biết rõ. Nàng đón đến, hỏi La Quân nói, tướng công, ngươi tại sao có hai so a? La Quân trừng mắt nói ra, ngươi đi một bên chơi. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, quỷ hẹp hòi. Nàng lập tức liền chuẩn bị biến mất, bất quá biến mất trước đó, nàng còn nói thêm, ta tuy nhiên không biết hai so là có ý gì, nhưng cũng nghe được không phải lời hữu ích. Ha ha, tướng công, ta là cố ý đùa ngươi chơi. La Quân im lặng. Trần Phi Dung theo rồi nói ra, các ngươi cố gắng trò chuyện a, có kết quả cho ta biết. Trần Phi Dung tiếp lấy thì thật theo biến mất. La Quân vẫn còn không biết rõ làm như thế nào theo Lâm Băng trò chuyện. Lâm Băng lại là cắn răng một cái, nói ra, thời gian thì là sinh mệnh, đã đây là duy nhất mà bảo hiểm biện pháp, vậy chúng ta cũng đừng lề mà lề mề. Ta coi như là bị chó cắn một ngụm. La Quân lúc đầu nghe phía trước còn cảm thấy không tệ, đằng sau câu nói này nghe xong, cái mũi đều tức điên. Trước kia Mộc Tính cũng đã nói cùng loại lời nói a. Cái gì gọi là coi như bị chó cắn một ngụm, cả nhà các ngươi đều là chó. La Quân vội ho một tiếng, đỏ lên mặt nói ra, ai, sư tỷ ngươi làm sao mắng chửi người nha. Lâm Băng tức giận nói ra, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn cùng ta múa mép khua môi, móc chữ, có ý tứ sao? La Quân cảm giác mình muốn thổ huyết mà chết, trò chuyện không đi xuống a. Lâm Băng theo rồi nói ra, ngươi nói đi, muốn ta làm sao phối hợp? La Quân nói ra, ta cũng không biết a. Lâm Băng nói ra, ngươi ngủ qua nhiều nữ nhân như vậy, ngươi không biết. Chẳng lẽ còn muốn ta đến chủ động? La Quân cái kia xấu hổ a. Hắn mới nhớ tới, sư tỷ trước kia nói chuyện thì tiêu chuẩn lớn a. Hiện tại là bản sắc bộc lộ. La Quân sau đó lại nhỏ giọng nói ra, sư tỷ ngươi chủ động cũng là có thể. Ngươi đi chết, Lâm Băng một chân đá tới. La Quân một phát bắt được Lâm Băng chân, sau đó hướng về sau thuận thế khẽ đảo.
hắn liền trực tiếp đem Lâm Băng kéo xuống cái kia trong ôn tuyền. Hai người đồng thời rơi vào trong ôn tuyền. La Quân tiểu vũ trụ hoàn toàn bạo phát. Còn ngượng ngùng cái cọng lông a. Nội tâm cầm thú dục vọng toàn bộ bạo phát đi ra. Hắn một thanh bưng lấy Lâm Băng đầu, sau đó cuồng nhiệt hôn đi lên. Lúc này, Lâm Băng là hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng vô ý thức muốn đẩy ra La Quân, nhưng lại hoàn toàn đẩy không ra. Nhưng khi La Quân đầu lưỡi cậy mở nàng hàm răng lúc, như thế nóng rực hôn lại làm cho nàng say mê. Lâm Băng thực luôn luôn đến nay đối chuyện tình cảm đều là có chút đầu óc chậm chạp, thậm chí là hậu chi hậu giác. Lúc này, nàng vẫn là có chút phụng về. Riêng là khi La Quân tay xâm nhập nàng bộ vị nhạy cảm lúc, nàng là như thế không quen cùng ngượng ngùng không chịu nổi. Còn tốt trong này là suối nước nóng, cho nên nàng mới phát giác được không có nhạy cảm như vậy. Lâm Băng nhắm mắt lại. La Quân lúc này hoàn toàn là dã thú hóa thân. Loại này mang một số cấm kỵ dục vọng một khi bạo phát, cũng là không thể vãn hồi. La Quân cùng Lâm Băng rất nhanh liền không đến mảnh vải. La Quân cơ hồ là hôn khắp Lâm Băng trên thân mỗi một tấc, bao quát lớn nhất tư mật địa phương. Đây là phi thường kịch liệt thủy triều. Liên tiếp tiến hành 3 lần. 3 lần về sau, hai người vừa rồi lắng lại dạng này dục vọng thủy triều. Ha ha, Trần Phi Dung vui sướng thanh âm truyền đến, nàng nói ra, ta rốt cục có thể ra ngoài. Sau đó, Trần Phi Dung xuất hiện tại La Quân cùng Lâm Băng trước mặt. Lâm Băng giờ phút này hư mềm bất lực nằm tại La Quân trong ngực, nàng đều đã không lo được xấu hổ. Hai người vẫn là phao trong suối nước nóng, chỉ có đầu ở bên ngoài. Lúc này, La Quân cùng Lâm Băng liền trông thấy Trần Phi Dung. Tránh thức Trần Phi Dung, nàng ăn mặc một bộ áo trắng, để chân trần. Tóc nàng rất dài, đủ để đến eo. Khuôn mặt nàng cực kỳ xinh đẹp, là điển hình mặt trứng ngỗng, không có bất kỳ cái gì tì vết. Nhìn cũng là cái 16 đến tuổi, như nước trong veo tiểu cô nương. Trần Phi Dung nổi bồng bềnh giữa không trung, sau đó quay người lại thì bay đi. Ta dựa vào, nàng sẽ không chạy à. La Quân nhất thời có chút mắt trợn tròn. Lâm Băng lạnh giọng nói ra, ta muốn mặc quần áo. Ngươi đi ra ngoài trước. Nàng thanh âm là thật là lạnh. La Quân không khỏi sửng sốt, vừa rồi cái kia mạnh điên cuồng sư tỷ phảng phất là ảo giác. La Quân lại cũng không dám nhiều lời, hắn biết dưới mắt dạng này biến hóa để hắn cùng sư tỷ ở giữa đã rất lợi hại xấu hổ. Lưỡng tính quan hệ biến hóa, vô cùng phức tạp, nếu như La Quân cùng Lâm Băng là lẫn nhau có tình cảm, như vậy hội nước chảy thành sông. Có thể La Quân cùng Lâm Băng ở giữa vốn là không có ái tình, cái kia cũng không phải ái tình a. Hiện tại đột nhiên đến như vậy một chỗ, có cũng là xấu hổ. La Quân leo ra ao suối nước nóng bên ngoài, cũng cấp tốc từ giới tu di bên trong tìm y phục mặc lên. Hắn sau khi mặc vào, trước hết rời núi động. Nói thực ra, La Quân hiện tại lo lắng hơn Trần Phi Dung cô gái nhỏ này hội đào tẩu a. Mẹ nó, hiện tại nàng thế nhưng là không có cố kỵ, nàng muốn đi, La Quân nhưng nói là không có biện pháp nào. Bên ngoài ánh sáng mặt trời y nguyên long lanh. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng. Bất quá lập tức, La Quân đã nhìn thấy Trần Phi Dung trên không trung vừa đi vừa về bay lượn, theo cái áo trắng tiên nữ giống như, trông rất đẹp mắt. La Quân tâm tình phức tạp a, tựa như là tân tân khổ khổ dưỡng đầu điêu, bây giờ nhìn nó bay lên trời, ta qua, lão tử thật là sợ nó biết bay đi được không? Trần Phi Dung, người nhà cho lão tử xuống tới. La Quân nhìn không được bứt lên giọng giống một cuống họng. La Quân thanh âm thẳng lên vân tiêu. Rất nhanh, cái kia Trần Phi Dung thì bay xuống, nàng có chút oán trách nhìn lấy La Quân, nói, tướng công, ta thì chơi một hồi nha, ngươi làm gì muốn giống ta? La Quân cười hắc hắc, nói ra, ta không phải giống ngươi, ta là bảo ngươi. Ngươi thì có, Trần Phi Dung không buông tha. La Quân nói ra, ngươi tại như vậy phía trên, ta nhỏ giọng gọi ngươi, ngươi cũng không nghe thấy a. Tướng công! Ngươi đừng lừa ta, nói chuyện lớn tiếng cùng giống, đó còn là có khác nhau. Ta vẫn là có thể nghe được, nói, ngươi có phải hay không sợ ta đào tẩu? Trần Phi Dung nói ra. Hắc hắc, La Quân nói ra, dĩ nhiên không phải, làm sao lại, ta đối với ngươi là tuyệt đối tín nhiệm. Lại nói, ngươi coi như đi, cũng không gọi đào tẩu. Ngươi coi như đi, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ta thích ngươi, tự nhiên muốn để ngươi điên, cho ngươi đi phóng túng. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng,
nói ra, cái này còn tạm được. Nàng đón đến, nói, tướng công, ngươi yên tâm đi. Ta đều là ngươi người, ta đương nhiên không sẽ rời đi ngươi nha. Về sau ngươi ở đâu, ta thì ở đâu. La Quân sững sờ, lập tức nói, ta dựa vào, ngươi chơi thời điểm thành ta người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Phi Dung hai cái xinh đẹp trắng nõn chân ngay tại La Quân trước mặt lắc a lắc. Thân thể nàng là thuộc về nguyên thần, bay tới bay lui. Muốn là ở buổi tối, không phải đem người hoảng sợ không nhẹ, theo cô hồn dã quỷ giống như. Lúc này, Trần Phi Dung khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, nói ra, chán ghét, tướng công, ngươi theo sư tỷ của ngươi bên trong chơi thời điểm, ta thần thức thì xâm nhập đi vào. Sau cùng, chẳng khác nào là ngươi cùng ta tại điên cuồng nha, không phải vậy ta làm sao hấp thu ngươi nguyên dương. Cho nên nói, ta đều là ngươi người. Ta dựa vào, La Quân thầm nghĩ, nguyên lai là dạng này. La Quân cũng liền không xoắn suýt cái đề tài này, hắn nói ra, ngươi chờ chút, ta phải nghiêm túc nói cho ngươi cái sự tình. Sự tình gì? Trần Phi Dung lập tức hỏi. La Quân nói ra, về sau không cho phép hô ta tướng công, ngươi nhìn nhỏ như vậy, ta nghe ta cảm giác chính mình theo cầm thú giống như. Trần Phi Dung liền ngoẹo đầu nói ra, vậy ta nên gọi ngươi là gì? La Quân nói ra, gọi ca a. Đây không phải là loạn luân thường sao? Trần Phi Dung nói ra, ngươi là ta tướng công a. La Quân nói ra, ngươi thì kéo đi, Hoàng Dung còn gọi Quách Tĩnh vì Tĩnh ca ca đâu, làm sao đến ta cái này đến lại không được. Hoàng Dung là ai, Quách Tĩnh là ai? Trần Phi Dung hỏi. Ngươi quản bọn họ là ai, ngươi về sau tựu ta Quân ca ca liền tốt. La Quân nói ra. Tốt a. Trần Phi Dung không tình nguyện thỏa hiệp, nói, ai bảo ngươi là ta tướng công đây? Qua thật lâu, bên kia Lâm Băng cũng đi tới. Lâm Băng sư tỷ, Trần Phi Dung đầy nhiệt tình hô. Nàng hào hứng cao vô cùng. Cũng khó trách, bị nhốt ở trong sơn động này nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cục được từ từ, lại sao có thể không cao hứng đây? Lâm Băng thì là nhìn về phía Trần Phi Dung, nàng lộ ra có chút lãnh đạm, nói ra, ngươi bây giờ đã được từ tại thể, cái kia có hay không có thể giúp chúng ta cải biến dung mạo, mang bọn ta tiến Minh Đô Thành đâu? Trần Phi Dung nói ra, đương nhiên có thể nha. Nàng đón đến, lại có chút kỳ quái hỏi La Quân, nói, Quân ca ca, vì cái gì Lâm Băng sư tỷ giống như không vui nha? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi cùng hắn? Có thể điều đó không có khả năng a. Ta nhìn Lâm Băng sư tỷ tại cùng ngươi làm thời điểm, rất hưởng thụ a. Lâm Băng nghe xong lời này nhất thời náo cái đỏ thẫm mặt, nàng sát khí đằng đằng xông Trần Phi Dung nói, Trần Phi Dung, ngươi có tin ta hay không giết ngươi? Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, Lâm Băng sư tỷ, ngươi làm gì phản ứng lớn như vậy a? Người ta nói là sự thật a. Ngươi, Lâm Băng cảm thấy mình muốn bị cái này ngu xuẩn nha đầu cho tức điên. La Quân nghe ra Lâm Băng là thật tức giận, hắn biết Lâm Băng hiện tại da mặt đặc biệt mỏng, thế là quát bảo ngưng lại nói, Trần Phi Dung, ngươi câm miệng cho ta. Trần Phi Dung nôn dưới đầu lưỡi, nói ra, hì hì, không nói thì không nói. Cho chúng ta cải biến dung mạo, La Quân nói ra. Trần Phi Dung nói ra, được rồi. Sau đó, nàng liền hóa thành một cơn gió mát vòng quanh La Quân đi một vòng. Tiếp theo, La Quân thì cải biến dung mạo. Hắn mặt bầy biện ra tới là một trương đặc biệt phổ thông mặt, hơn nữa còn có râu quai nón sợi râu. Nhìn đều khoảng 40 tuổi. Lâm Băng nhìn một chút, không khỏi cảm thấy nhìn mà than thở, nàng nói ra, đây là cái gì nguyên lý? Trần Phi Dung hồi đáp, Lâm Băng sư tỷ, ta lấy tự thân linh khí phần tử, lại căn cứ Quân ca ca tự thân điều kiện tới làm một số cải biến. Những linh khí này phần tử có thể bảo trì 3 ngày mới có thể tiêu tán. Bất quá tiêu tán cũng không cần gấp, ta có thể lập tức cho các ngươi bổ trang. Nàng đón đến, nói ra, nhưng là các ngươi khí chất cùng ánh mắt ta là không có cách nào cải biến. La Quân nói ra, cái này chúng ta hội chú ý. Trần Phi Dung liền nói ra, ta tới cấp cho Lâm Băng sư tỷ cải biến dung mạo. Nàng sau khi nói xong lại hóa thành gió mát, vòng quanh Lâm Băng đi một vòng. Về sau, Lâm Băng dung mạo cũng nhận được cải biến, nàng xem ra chừng 30 tuổi. Hình dạng phổ thông một số, không có xinh đẹp như vậy. Như thế về sau, Trần Phi Dung cũng liền trở lại La Quân giới tu di bên trong. La Quân cùng Lâm Băng cũng thay quần áo, cho nên hiện tại xem ra không có bao nhiêu khác biệt. La Quân nói ra, nhìn như vậy đứng lên,
chúng ta phải chăng có thể thì từ chỗ cửa thành quang minh chính đại đi vào? Lâm Băng nói ra, đương nhiên không được, chỗ cửa thành cần đăng ký. Mặc kệ chúng ta là tìm người đi đường cải biến thân phận cái gì, vẫn là hội lưu lại dấu vết để lại. Không bằng trực tiếp lật thành tường đi vào, đây là cái kia Tư Mã nằm mơ cũng khó có thể nghĩ đến. La Quân cảm thấy Lâm Băng nói có đạo lý, hắn hơi kinh ngạc mắt nhìn Lâm Băng. Hắn cảm thấy sư tỷ có vẻ giống như trở nên lạnh tĩnh mà cơ trí đâu. Nữ nhân này IQ có thể như thế tùy hứng, chợt tốt chợt hỏng. La Quân cùng Lâm Băng đi ra một đoạn, hai người lại đi tới trước đó đầm lầy địa. Lúc này thì đơn giản nhiều, Trần Phi Dung đi ra, trực tiếp đem hai người nâng lên, vận chuyển qua đầm lầy địa. Vận đưa qua về sau, Trần Phi Dung lộ ra vô cùng cố hết sức. Điều này cũng đúng bình thường. Cũng không phải là nói Trần Phi Dung lực lượng rất nhỏ, mà là La Quân cùng Lâm Băng tu vi rất cao, thân thể dương cương. Thần hồn, nguyên thần những này sợ sẽ nhất là dương cương chi vật. Dương cương chi vật đối với các nàng tới nói, tựa như là hỏa lò một dạng. Nói như vậy, như Trần Phi Dung loại này không có vượt qua lôi kiếp tiểu quỷ tiên không cách nào nâng lên La Quân cùng Lâm Băng, thậm chí là liền đụng chạm cũng không thể. Nhưng là Trần Phi Dung lại cũng không là hồn phách tu luyện mà thành, tự thân âm khí cũng đi sát khí. Nàng là linh khí ngưng luyện mà thành, cho nên phẩm chất bên trên có khác biệt lớn. Bởi vậy liền có thể đều nhờ thụ một số. Nhưng dù là như thế, Trần Phi Dung cũng lộ ra có chút suy yếu. Ngươi còn tốt đó chứ? Sau khi rơi xuống đất, La Quân lo lắng hỏi Trần Phi Dung. Trần Phi Dung vốn đang lộ ra có chút suy yếu, lúc này lại là hưng phấn nói ra, Quân ca ca, ngươi là tại quan tâm ta sao? La Quân không khỏi trợn mắt chừng một cái, nói ra, không có. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, ngươi lừa gạt không ta, ngươi chính là tại quan tâm ta. Trong lòng ngươi có phải hay không cũng bắt đầu thích ta? La Quân kiên quyết nói ra, ta lắm miệng nhất bên trên thích ngươi. Trần Phi Dung vẫn là cười rực rỡ như vậy, nhà đầu này, tựa hồ vô cùng nhạc thiên a. La Quân thật sự là không thể tin được, trước đó tại cái kia tình nhân tuyển bên trong, biểu hiện cao như vậy lạnh tà linh theo cái này Trần Phi Dung thế mà là cùng một người. Cảm giác nhà đầu này có phải hay không có chút nhân cách phân liệt a? Đúng, La Quân lúc này bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, hắn nói ra, cái kia Tư Mã xảo trá vô cùng, sẽ không phải tại trên người chúng ta lưu lại điểm cái gì, mà chúng ta lại không phát hiện được a? Lâm Băng nghe vậy cũng là run lên, nàng nói ra, cái kia Tư Mã thần thông quảng đại, trong lòng của hắn biết rõ nói chúng ta rất có thể lại trở về. Cho nên rất có thể tại trên người chúng ta lưu lại ký hào. Hắn nếu thật là lưu lại ký hào, như vậy mặc kệ chúng ta làm sao ẩn tàng cùng che giấu, một khi trở về, hắn thì sẽ trực tiếp tới giết chúng ta. Nghĩ như vậy, La Quân cùng Lâm Băng đều có hậu cõng đổ mồ hôi lạnh cảm giác. La Quân lập tức hỏi một bên bay tới bay lui Trần Phi Dung, nói, Trần Phi Dung, ngươi mau đến xem nhìn, cái kia đồ chó hoang Tư Mã có khả năng hay không tại trên người chúng ta làm pháp thuật gì ký hào. Trần Phi Dung bay tới, nàng nói ra, làm nha, hắn trên người các ngươi lưu hắn lại pháp lực phần tử, loại pháp lực này phần tử ngay tại các ngươi ra đầu tầng bên trên. Chỉ có chính hắn mới có thể cảm giác được. Ta dựa vào, ngươi thế mà sớm biết, La Quân nói ra. Trần Phi Dung nói ra, ta đều đã giúp các ngươi khu trừ rơi. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó mới thở phào. Hắn nói ra, vậy ngươi vẫn là muốn hảo hảo kiểm tra một chút, miễn cho còn có cái gì thủ đoạn. Đây chính là quan hệ đến ta và ngươi Lâm Băng sư tỷ sinh tử tồn vong đại sự. Ta muốn là treo, ngươi thì làm quả phụ. Treo cũng là tự ý nghĩ sao? Trần Phi Dung lập tức ngoẹo đầu hỏi. Lâm Băng nói ra, là ý tứ này. Trần Phi Dung liền cười ha ha, nói ra, Quân ca ca ngươi muốn là treo, ta thì lại đi tìm tướng công a. Ta mới không làm quả phụ đâu. Ngươi cái này tiểu không có lương tâm, ngươi là muốn tức chết ta à? La Quân mắng. Trần Phi Dung nói ra, dù sao ngươi lại không thích ta. La Quân cảm thấy mình muốn không giải quyết được cái này Trần Phi Dung. Vốn cho rằng nàng là cái yên tĩnh tiểu tiên nữ, không nghĩ tới lại là loại này làm ẩm ý hình điên nha đầu. Nghiêm túc, ta lúc này không tâm tình nói đùa với ngươi đây. La Quân nói ra. Trần Phi Dung gặp La Quân nghiêm chỉnh lại, nàng cũng liền nghiêm mặt nói ra, yên tâm đi, mặc kệ Tư Mã trên người các ngươi làm trò gì. Nhưng là các ngươi tại tình nhân tuyển bên trong phao lâu như vậy,
sở hữu pháp thuật đều sẽ bị tiêu tan sạch. Tình nhân tuyền chính là ta mẫu tuyền, cùng tính mạng của ta tương quan. Các ngươi xuyên vào đến tình nhân tuyền bên trong thời điểm, ta liền có thể đem hết thảy đều cảm giác được. La Quân cùng Lâm Băng nghe vậy, cái này mới chính thức yên lòng. Sau đó, La Quân cùng Lâm Băng tiếp tục đi đường. Trần Phi Dung một đường sung sướng bay tới bay lui, theo Tôn Ngộ Không giống như, bay mệt mỏi liền trở lại nghỉ ngơi dưới. La Quân cùng Lâm Băng đỉnh lấy mặt trời gay gắt hướng Minh Đô Thành bước đi. Sau 2 giờ, hai người đi vòng đến Minh Đô Thành Nam Thành Tường nơi bí ẩn. Thành tường kia cao có chừng 20 thước. Còn có quỷ binh chấn giữ. La Quân cùng Lâm Băng sớm đã nghĩ đến sẽ có quỷ binh chấn giữ, bất quá nơi này quỷ binh vô cùng thưa thớt. La Quân cùng Lâm Băng muốn làm liền là làm sao không đả thảo kinh xà đi vào. Trần Phi Dung nghĩ là thổi một trận yêu phong, để quỷ binh mở mắt không ra. Sau đó mọi người thừa cơ bay vào qua. La Quân phủ quyết kế hoạch này, hắn nhẹ giọng nói, vạn nhất Tư Mã đã hạ lệnh, có bất cứ dị thường nào đều muốn báo cáo. Như vậy Tư Mã nghe được cái này báo cáo, khẳng định sẽ cảm thấy cùng chúng ta có quan hệ. Lâm Băng nói ra, ta lấy pháp lực tới cho bọn hắn chế tạo ảo giác đâu. La Quân nói ra, vậy cũng không được, những quỷ binh này ở giữa cách xa nhau có xa 20 mét. Người dưới thành lại cách bọn họ xa như vậy, căn bản là không có cách toàn phương vị bao trùm ở. Nếu như lại xuất hiện như lần trước sự tình, chúng ta sẽ rất bị động. Trước mắt sự tình, là tuyệt đối không thể cho phép có nửa phần sơ suất. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, người nói phải làm gì? Lâm Băng có chút nổi nóng hỏi La Quân. La Quân nói ra, có lẽ chúng ta có thể kiên nhẫn chờ đợi, chờ sau khi trời tối, thừa dịp bọn họ thay ca thời điểm, chúng ta bay cao một chút, như thế hệ số an toàn liền sẽ cao hơn nhiều. Bây giờ cách trời tối còn có mấy giờ? Lâm Băng có chút nôn nóng, nói ra, ta chỉ sợ thời gian trì hoãn càng dài, áo tím thì càng phát ra nguy hiểm. La Quân cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là dưới mắt, hắn nghĩ không ra khác biện pháp tới. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, Quân ca ca, người muốn là nói với ta thích ta, ta thì giúp các ngươi thần không biết quỷ không hay đi vào. La Quân cùng Lâm Băng nhãn tình sáng lên. La Quân lập tức hỏi, người thật có biện pháp. Trần Phi Dung nói ra, người trước tiên cần phải nói người thích ta, từ tâm lý, xuất phát từ nội tâm. La Quân nghiêm mặt nói ra, đừng làm rộn, hiện tại chính sự quan trọng. Trần Phi Dung tựa hồ sợ sẽ nhất là La Quân nghiêm chỉnh lại, cho nên nàng lập tức cũng liền không nháo. Trần Phi Dung tuy nhiên vẫn còn có chút không vui, nhưng nàng vẫn là nói, ta có thể đi dùng huyễn cảnh mê hoặc bọn họ, bất quá ta muốn trước giúp đỡ bọn ngươi lặng lẽ leo đến lỗ châu mai chỗ, các ngươi bắt lấy lỗ châu mai, ta đi lên mê hoặc bọn họ. Sau đó các ngươi cấp tốc thượng thành, ta lại mang các ngươi rời đi. Các ngươi hạ thành về sau, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi quỷ binh ánh mắt. Ngươi có thể hoàn toàn mê hoặc bọn họ sao? La Quân biểu thị hoài nghi. Trần Phi Dung nói ra, ta là thuần túy pháp lực cấu thành, cho nên tại pháp lực vận dụng lên, muốn so Lâm Băng sư tỷ thuần thục một số. Lâm Băng nói ra, điểm ấy cũng không tệ, tối thiểu ngươi pháp lực có thể nâng chúng ta bay lên, ta thì làm không được. La Quân ngay sau đó nói ra, vậy thì tốt, chúng ta thì lập tức hành động, lười phải tiếp tục lề mề chậm chạp. Trần Phi Dung ngay sau đó liền hóa thành một đoàn đám mây, đem La Quân cùng Lâm Băng đồng thời nâng lên, hướng thành tường kia bên trên bay đi. Hai người là tại hai cái quỷ binh cách xa nhau trung gian khu vực. Bọn họ nhanh đến lỗ châu mai bên trên lúc, tay lập tức bắt lấy lỗ châu mai, nhưng người cũng không đi lên. Trần Phi Dung sau đó tại La Quân cùng Lâm Băng trong óc nói ra, ta số 1 đến 3, đến 3 giờ đợi, các ngươi lập tức đi lên. La Quân cùng Lâm Băng đều là ở trong lòng ứng một tiếng. Trần Phi Dung bay đi lên về sau, rất nhanh liền mê hoặc cái kia hai tên quỷ binh. Đồng thời, nàng số 1 đến 3, ba chữ vừa rơi xuống âm, La Quân cùng Lâm Băng trực tiếp nhảy lên qua, sau đó đại cất bước hướng dưới thành mặt nhảy xuống. Hơn 20 mét khoảng cách, nhảy là nhảy không được. Nhưng nhảy đi xuống lời nói, đối La Quân cùng Lâm Băng đến nói không có vấn đề. Tại hai người rơi xuống đất trong nháy mắt, Trần Phi Dung tiếp được hai người. Thực là không có cần thiết này, nhưng Trần Phi Dung không biết, nàng vẫn là làm như thế. Sau khi rơi xuống đất, ba người nhanh chóng nhanh rời đi nguyên địa, biến mất tại thành tường ngoài trăm thước.
cái này Minh Đô Thành thế là lại lần nữa như thế tiến đến. Lúc này, Minh Đô Thành bên trong vẫn là mặt trời chói chang. Lúc này đã là 3 giờ chiều. Trần Phi Dung đã tiến La Quân giới tu di bên trong, chủ yếu là cái này Minh Đô Thành bên trong quá phức tạp. Vạn nhất có người có thể trông thấy Trần Phi Dung, lại dẫn xuất quá nhiều không tất yếu phiền phức, cái kia sẽ không hay. Trần Phi Dung cũng biết giờ phút này sự tình trọng đại, cho nên cũng không quấy rối. La Quân cùng Lâm Băng rất nhanh liền đến Minh Đô Thành trên đường cái. Cái kia trên đường cái lại là đông nghịt, rất là náo nhiệt. Bất quá nơi này mặt đường bên trên còn là ở vào thời cổ bộ dáng, mặc kệ là kiến trúc vẫn là người đi đường phục sức. Đi tại cái này trên đường, hội nghĩ lầm tiến vào cái nào đó quay chụp cổ trang hí trong rạp hát qua. Xe là xe ngựa, có ngồi là cỗ kiệu. Khách sạn, tử lâu, liên miên bất tuyệt. Dệt vải phường, tử phường, rèn sắt phường, các loại quầy ăn vặt, còn có bán gà vịt cá chờ chút. Đi vào nơi này, thực càng giống là đi vào Thanh Minh Thượng Hà Đồ. La Quân cùng Lâm Băng hôm qua trời mặc dù đi qua Minh Đô Thành, nhưng lúc đó là đêm khuya, tăng thêm lại là vội vàng mà qua, cho nên không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lúc này nhìn nơi này, vẫn cảm thấy hết thảy đều tràn ngập mới lạ. Bất quá hai người vẫn là không có đắm chìm trong loại này mới lạ bên trong. Sư tỷ, muốn nghĩ ra được nàng tin tức, chúng ta hẳn là tìm được trước phủ thành chủ. La Quân đón đến, nói ra, nàng là rất lợi hại nhân vật mấu chốt, tăng thêm thân phận nàng tôn quý, ta nhìn Tư Mã rất không có khả năng đưa nàng nhốt lại. La Quân lúc nói chuyện là hạ giọng. Hai người nói chuyện cùng bước đi, đều là một bộ như vô sự nhàn nhã bộ dáng, cho nên cũng sẽ không khiến cho người qua đường chú ý. Cho nên người cảm thấy Tư Mã sẽ đem nàng bắt giữ tại trong thành chủ phủ. Lâm Băng nói ra, La Quân nói ra, ta cảm thấy có khả năng này. Hắn đón đến, nói, đương nhiên còn có một cái khác khả năng, cái kia chính là nàng đã bị người mang đi, ta luôn cảm thấy Tư Mã mang đi nàng, là cùng một ít người có ước định. Người tại sao có thể có cảm giác này? Lâm Băng hơi hơi kỳ quái. La Quân nói ra, Lam Tử Y nói qua, cơ bản không có người nào có thể chiếm lấy nàng bản mệnh tinh nguyên. Ta không tin Tư Mã hữu, đã Tư Mã muốn bắt Lam Tử Y, rất có thể là phía sau còn có người. Lâm Băng nói ra, đây đều là ngươi đoán, không có bao nhiêu căn cứ, đúng không? La Quân nói, cái kia ngược lại là có thể nói như vậy. Lâm Băng có chút tâm phiền ý loạn, nói ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta đi trước phủ thành chủ đi. La Quân nói ra, cũng không biết phủ thành chủ ở nơi nào, hỏi đường lời nói, lại sợ hội làm người khác chú ý. Lâm Băng cũng là có cái này lo lắng. La Quân liền nhẹ giọng hô, Trần Phi Dung. Trần Phi Dung mặc dù là trốn ở giới tu di bên trong, nhưng là La Quân cùng Lâm Băng nói chuyện nàng vẫn có thể nghe thấy. Cho nên La Quân kêu một tiếng này về sau, lập tức, Trần Phi Dung thanh âm tại La Quân trong não vực nhớ tới. Nàng nói ra, cái này đơn giản, ta có thể xâm nhập vào một người bình thường trong não vực, sau đó thăm dò tin tức. Cái kia đi nhanh về nhanh, chú ý an toàn, La Quân nói ra. Trần Phi Dung ứng một tiếng được rồi. Sau đó, Trần Phi Dung thì hóa thành một cỗ mắt thường khó mà nhìn thấy mây khói bay ra qua. Nàng rất nhanh liền khóa chặt một người. La Quân cùng Lâm Băng cũng chỉ gặp cái kia cỗ mây khói từ người kia trong lỗ tai chui vào đi vào. Nhưng này người lại là không chút nào cảm giác. Sau một lúc lâu, Trần Phi Dung trở lại La Quân giới tu di bên trong. Nàng nói ra, địa chỉ ta đã làm rõ ràng, phủ thành chủ ngay tại con đường này hướng phía trước đi 1000 mét về sau. Xoay trái lại đi 3000 mét, sau đó liền có thể nhìn thấy phủ thành chủ. La Quân cùng Lâm Băng chính là vui vẻ. La Quân đột nhiên cảm giác được tìm tới Trần Phi Dung, vậy đơn giản cũng là tìm tới bảo bối. Tiểu nha đầu này, lấy ra làm điều tra chơi, quả thực là có hiệu quả a. La Quân cùng Lâm Băng tại sau 10 phút liền đến phủ thành chủ. Người thành chủ kia phủ kiến trúc có chút rộng rãi, xem xét cũng là gia đình giàu có. Cửa còn có hai tòa khí phái thạch sư tử. Hương đàn mộc chế tạo sơn son đại môn, bội hiển tôn quý. Tại chỗ cửa lớn, có hai tên quỷ binh chấn giữ. Chu vi tường viện, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong cây cối rậm rạp. Âm diện thế giới bên trong, tại thành thị bên ngoài địa phương có thể nói không có một ngọn cỏ. Nhưng là ở trong thành thị mặt, vẫn là sinh cơ bừng bừng. La Quân cùng Lâm Băng đứng cách phủ thành chủ tương đối xa địa phương.
hai người cũng không dám tới gần, cũng là sợ khiêu khích hoài nghi. Cái này trong thành chủ phủ, rất lợi hại hiển nhiên là đề phòng xâm nghiêm. La Quân cùng Lâm Băng lúc này đối bên trong tình huống không có chút nào giải, tùy tiện đi vào, chẳng khác gì là muốn chết. Cho nên giờ khắc này, La Quân cùng Lâm Băng đối mặt loại tình huống này lộ ra là vô kế khả thi. Nếu như là nơi khác phương, La Quân xông xáo cũng liền xông, hắn vốn chính là to gan lớn mật người. Có thể thành chủ này phủ thật sự là cái đáng sợ địa phương, càng là trước kia Tư Mã còn buông lời. Muốn là La Quân dám trở về lời nói, hắn nhất định giết La Quân. Kể từ đó, trong này đối với La Quân tới nói, thì gấp bội nguy hiểm. Lớn nhất chủ yếu nhất là, La Quân cùng Lâm Băng đối bên trong tình huống quá không quen tất. Quả thực là hai mắt đen thui, dạng này tùy tiện đi vào, một điểm cảm giác an toàn đều không có. Liền cũng tại lúc này, Trần Phi Dung thanh âm tại La Quân cùng Lâm Băng trong não vực vang lên. Quân ca ca, Lâm Băng sư tỷ, ta giúp các ngươi đi tìm hiểu tin tức đi. Trần Phi Dung nói ra. La Quân có chút bận tâm, hắn nói ra, không được, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm như vậy. Tư Mã tu vi rất cao, cho dù ngươi là nguyên thần, nhưng là ngươi tùy tiện bay vào qua, vẫn rất có khả năng bị phát hiện. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, quân ca ca, xem ra ngươi vẫn là rất lợi hại quan tâm ta mà. Nàng đón đến, lại nghiêm mặt nói ra, yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Ta có thể cho ta một bộ phận nguyên thần suy nghĩ qua chúa tể một con chuột hoặc cái gì. Bọn họ không có khả năng phát hiện ta. Nguyên thần hoặc thần hồn, trên nguyên tắc tới nói, đều là nhân loại tinh thần sóng điện tạo thành. Tinh thần sóng điện chẳng khác nào là suy nghĩ, người hưng khởi vô số cái suy nghĩ, ta muốn như thế nào, cái kia chính là cái này đến cái khác suy nghĩ. Mà nguyên thần hoặc thần hồn cũng là đi qua tu luyện, đem những ý niệm này tổ kiến thành một cái hoàn chỉnh thần hồn hoặc là nguyên thần. Trần Phi Dung chính là do 3.600 cái suy nghĩ tạo thành nguyên thần. Trên trời lôi kiếp có 9 tầng, Trần Phi Dung vượt qua nhất trọng lôi kiếp, như vậy mỗi một cái ý niệm trong đầu đều sẽ trở thành thuần dương chi thân, niệm sinh điện mang. Nếu như vượt qua nhị trọng lôi kiếp, như vậy mỗi một cái ý niệm trong đầu đều có thể sinh ra một cái tiểu thế giới. Bởi vì cái gọi là, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, chính là cái đạo lý này. Bất quá, lôi kiếp cũng không phải là tốt như vậy độ. Dưới mắt Trần Phi Dung là quỷ tiên chi thân, nhưng là nàng liền muốn độ lôi kiếp ý nghĩ cũng không dám có. Cái kia độ không qua nhưng là muốn hôi phi yên diệt. Mà lúc này, Trần Phi Dung có thể thúc đẩy bộ phận suy nghĩ ra ngoài. Bản thân nàng làm theo còn có thể đợi tại La Quân bên người. Như vậy dù cho nàng cái kia bộ phận suy nghĩ bị phát hiện, bị diệt mất. Như vậy bản thân nàng cũng sẽ không có chuyện gì, nhiều nhất cũng là nguyên thần sẽ bị gọt yếu một ít. La Quân là hiểu đạo lý này, nghe vậy cũng liền hơi hơi thở phào, hắn nói ra, vậy được rồi, ngươi cẩn thận nhiều. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, được rồi. Sau đó, Trần Phi Dung liền trực tiếp thúc đẩy 10 cái suy nghĩ đi ra. Cái kia 10 cái suy nghĩ cũng là một trận mây khói, mắt thường khó mà nhìn thấy. Trận này mây khói rất nhanh liền bay vào phủ thành chủ trong đình viện. Chỉ gặp cái kia trong đình viện có hồ nước cây cối, có cầu nhỏ nước chảy, có đình đài lâu các. Tựa như là một tòa lâm viên. Thành chủ này phủ thời gian là trôi qua vô cùng tôn quý mà xa hoa. Mà lại vườn trong rừng còn có thật nhiều nha hoàn đang đánh để ý hoa hoa thảo thảo. Bất quá, lại xa hoa phủ đệ, đó còn là thiếu không con chuột vào xem. Trần Phi Dung tầng trời thấp phi hành, rất nhanh liền tại trong bụi cỏ tìm tới một con chuột. Nàng 10 cái suy nghĩ lập tức chui vào đến giả chuột trong não vực. Lão thử não hạch theo đậu phộng giống như lớn nhỏ, sóng tinh thần phá lệ yếu kém, cho nên Trần Phi Dung rất dễ dàng thì khống chế lại. Cái này muốn là thay đổi nhân loại ý chí lực mạnh, sóng tinh thần cũng mạnh, cái kia nàng cũng không có dễ dàng như vậy khống chế lại. Giờ này khắc này, Trần Phi Dung thì hoàn toàn khu xử lão thử nhúc nhích. Nàng còn dung hợp lão thử não vực tin tức, cho nên nàng lập tức liền đối tòa thành này chủ phủ vô cùng quen thuộc. Nơi đó có lòng đất thông đạo, nơi đó có hang chuột, Trần Phi Dung đều biết. Rất nhanh, Trần Phi Dung từ cái kia lão thử khai quật lòng đất thông đạo bò vào qua, trực tiếp đi vào trong thành chủ phủ. Cái này lòng đất thông đạo vẻn vẹn cũng là lão thử có thể bò vào leo ra. Người muốn bò vào đến, cái kia là hoàn toàn không có khả năng.
Trần Phi Dung tiến vào phủ thành chủ về sau, nàng núp trong bóng tối lặng lẽ nghe lén. Chỉ một lúc sau, Trần Phi Dung nghe được có nha hoàn đang nói chuyện. Đây là lão gia muốn uống Vân Nhị trà, nhớ kỹ, nước chỉ có thể là 8 điểm nóng, trong chén trà trà cũng chỉ có thể là 6 điểm nước, hiểu không? Một cái nha hoàn đang dạy một cái khác hình như là mới tới nha hoàn. Cái kia mới tới khúm núm đáp ứng. Tốt a, hiện tại ngươi đi theo ta, chúng ta qua cho lão gia đưa trà. Cái kia thuần thục nha hoàn nói ra. Mới tới nói, vâng, tiểu quyên tỷ. Trần Phi Dung thấy thế, lập tức liền theo sau. Rất nhanh, Trần Phi Dung thì trong bóng tối lẻn đến thành người ngoài cửa phòng ngủ. Nàng cũng không dám tiến vào, chỉ dám tránh ở một bên. Cái kia hai tên nha hoàn ở ngoài cửa chờ lấy, thuần thục nha hoàn nói ra, lão gia, ngài Vân Nhị trà đã phao tốt, có thể đưa cho ngài đi vào sao? Vào đi, bên trong lập tức truyền tới Tư Mã Thanh Âm. Tư Mã Thanh Âm thuần hậu mà ôn hòa, hắn đối hạ nhân lại là phi thường khách khí. Cái kia hai tên nha hoàn ngay sau đó đẩy cửa vào. Một lát nữa, hai tên nha hoàn cất kỹ trà sau thì đi ra. Cửa phòng ngủ cũng bị nhốt bên trên. Đúng lúc này, tên kia mới tới nha hoàn trông thấy Trần Phi Dung, cái này lão thử chơi thật vui, nó là ở chỗ này nghe lén sao? Cái kia thuần thục nha hoàn cũng nhìn về phía Trần Phi Dung. Trần Phi Dung tâm lý thầm kêu một tiếng gặp quỷ, xoay người chạy. Cái kia hai tên nha hoàn đằng sau nói cái gì, Trần Phi Dung cũng liền nghe không được. Nàng chạy ra một đoạn về sau, trông thấy hai cái này nha hoàn đã rời đi, nàng mới lại lần nữa trở lại nghe lén. Bên trong thanh âm nói chuyện không lớn, bất quá cũng không có tận lực hạ giọng. Cho nên Trần Phi Dung vẫn là nghe rất rõ ràng, chỉ nghe bên trong bỗng nhiên truyền đến thanh âm nữ nhân. Cái thanh âm này cứ lại chính là Lam Tử Y. Cũng nhiều thua thiệt Trần Phi Dung là biết Lam Tử Y, cho nên một chút thì nghe được. Chỉ nghe Lam Tử Y nói ra, Tư Mã, người đến muốn thế nào? Người cùng ta tâm lý đều rất rõ ràng, người căn bản bắt ta không có cách nào. Ngươi liền xem như muốn giết đều giết không ta. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể hủy đi ta tôn này thân thể. Nàng đón đến, còn nói thêm, ta thì không hiểu nhiều, ngươi khổ tâm tích lũy bắt ta tới, đến là vì cái gì? Ngươi là người thông minh, không có khả năng vô duyên vô cớ cho mình thụ một cái cường địch. Tư Mã cười nhạt một tiếng, nói ra, ta làm như vậy, tự nhiên có ta lý do. Hắn đón đến, nói ra, ngoài ra còn có một điểm. Ta chẳng qua là tạm thời bắt ngươi không có cách nào. Nhưng không có nghĩa là một mực không có cách nào, người bản mệnh tinh nguyên đối với chúng ta mà nói, liền giống với là đường tăng thịt, đây là người người đều muốn lấy được. Lam Tử Y nói ra, nhưng các ngươi những người này, không có một cái có bản lĩnh đạt được ta bản mệnh tinh nguyên. Mà Địa Tàng Vương Bồ Tát không có khả năng tới làm chuyện này, như vậy các ngươi người sau lưng đến là ai? Tư Mã nói ra, thật có lỗi, thiên cơ không thể tiết lộ. Hắn ngược lại còn nói thêm, nhưng Hoàng Vương ngươi cũng không cần nóng vội, bởi vì ngươi sớm muộn sẽ biết. Ta đã thông báo người mua, ngày mai bọn họ liền sẽ đến tướng ngươi lĩnh đi. Chẳng lẽ là bất tử tộc người? Lam Tử Y biến sắc, nói ra. Tư Mã nói ra, đây là ta không thể tiết lộ. Lam Tử Y trầm mặc xuống dưới, nàng chỉ hận nàng dưới mắt trí nhớ cùng tu vi cũng không khôi phục. Cho nên rất nhiều chuyện, nàng đều nghĩ mãi mà không rõ. Cũng nghĩ không rõ lắm. Nếu như ngươi không có việc khác tình, ta muốn trở về. Lam Tử Y theo rồi nói ra. Tư Mã nói ra, đừng vội, Hoàng Vương, đây là tốt nhất Vân Nhị trà, ngươi có thể nếm thử. Lam Tử Y lãnh đạm nói ra, ta không có người phần này lòng dạ thanh thản. Tư Mã nói ra, Hoàng Vương, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi cái này chuyển thế chi thân có thể nhớ đến bao nhiêu thứ. Ngươi thành danh tuyệt kỹ không chết thần mang bí thuật. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ta nhớ được, hoặc là không nhớ rõ, lại như thế nào? Lam Tử Y nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn ta cho ngươi biết hay sao? Tư Mã nói ra, cũng chưa chắc không thể. Hắn đón đến, mỉm cười, nói ra, ngươi như nguyện ý nói cho ta biết không chết thần mang bí thuật, ta liền đem cái kia người sau lưng là ai, hoàn toàn nói cho ngươi. Lam Tử Y trầm mặc xuống dưới. Tư Mã tiếp tục hướng dẫn từng bước nói. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có lẽ có thể đem ngươi đưa đi. Ngươi cái kia hai người đồng bạn sẽ không từ bỏ ý đồ, ta có thể giúp ngươi ngụy trang, để ngươi cùng bọn hắn tụ hợp. Lam Tử Y bỗng nhiên cười lên ha hả. Tư Mã sửng sốt, hắn sau một lúc lâu nói,
Hoàng Vương là sao bật cười, chẳng lẽ ta đề nghị rất buồn cười đúng không? Lam Tử Y nói ra, ta cười ngươi đem ta muốn quá ngu, ta mặc dù là chuyển thế chi thân, tuy nhiên không nhớ rõ rất nhiều thứ, nhưng ta cũng không phải người ngu. Muốn mua đi ta chi người tuyệt đối không phải chỉ cùng ngươi một người giao dịch, cái này là mấy người các ngươi thành chủ ở giữa đại sự. Bực này đại sự, một mình ngươi định đoạt không? Cho nên, ngươi tuyệt không có khả năng thả ta đi. Ngươi muốn lừa gạt ta không chết thần mang bí thuật, sau đó giả ý nói nhân tuyển đi ra, ngươi đây là muốn tay không bắt cướp à? Xem ra ngươi thật sự là đem ta Lam Tử Y xem như ngu ngốc. Tư Mã trầm mặc xuống dưới, sau đó, hắn tử tốn nói, xem ra Hoàng Vương là không thể nào cùng ta hợp tác. Lam Tử Y nói ra, tuyệt đối không có khả năng này. Tư Mã liền nói ra, vậy được rồi, mời ngươi trở về đi. Tư Mã hoàn toàn không có nói chuyện phiếm hứng thú. Về sau, Lam Tử Y liền tại hai tên quỷ thánh chỉ huy dưới, ra phòng ngủ. Trần Phi Dung một mực đang nghe lén, thấy thế lập tức trốn đi. Nàng biết quỷ thánh lợi hại, không dám tới gần. Sau đó, Trần Phi Dung nhìn lấy cái kia hai tên quỷ thánh biến mất tại hành lang về sau, nàng mới đi theo đuôi quá khứ. La Quân cùng Lâm Băng một mực đang bên ngoài đau khổ chờ đợi. Sau 10 phút, Trần Phi Dung rốt cục trở về. Bọn họ đứng cách phủ thành chủ tương đối xa địa phương, tựa như là người đi đường bình thường một dạng, ngược lại sẽ không khiến cho người khác chú ý. Trần Phi Dung thì trốn ở giới tu di bên trong cùng La Quân cùng Lâm Băng nói chuyện với nhau. Trần Phi Dung thanh âm là trực tiếp truyền lại đến hai người trong não vực. Quân ca ca, ta đã tìm tới Lam Tử Y bị giam giữ ở nơi nào. Trần Phi Dung hưng phấn nói ra. Lâm Băng lập tức vui mừng. La Quân trầm giọng hỏi, nhốt ở đâu? Trần Phi Dung nói ra, tại một cái tên là Vân Hải Cung địa phương, bên trong hoàn cảnh rất không tệ đâu, Lam Tử Y cũng không chịu khổ, các ngươi không cần quá lo lắng. Lâm Băng hỏi, ngươi tận mắt nhìn thấy Lam Tử Y? Trần Phi Dung nói ra, đúng à. Lâm Băng chính là buông lỏng một hơi, nàng nói với La Quân, nàng còn ở nơi này liền tốt. La Quân làm theo là có chút hồ nghi, hắn lộ ra không có nhẹ nhàng như vậy. Phi Dung ngươi đi vào cũng không bao lâu, dễ dàng như vậy tìm đến nàng. Trần Phi Dung liền nói ra, ta đi vào vừa vặn nghe thấy hai tên nha hoàn tại nói chuyện với nhau, các nàng muốn cho Tư Mã đưa trà đâu, ta liền đi theo quá khứ. Lúc ấy Tư Mã đang cùng Lam Tử Y nói chuyện, ta thì ở bên ngoài trông coi nha. Bọn họ đang nói cái gì? La Quân hỏi. Trần Phi Dung nói ra, giống như cũng là Tư Mã muốn lừa gạt Lam Tử Y bí thuật, nhưng Lam Tử Y không có mắc lừa. Về sau Tư Mã rất tức giận, liền để Lam Tử Y trở về. Ngươi xác định ngươi đang trộm nghe thời điểm không có bị Tư Mã phát giác? La Quân hỏi. Trần Phi Dung nói ra, cái kia làm sao có thể, ta đã tránh rất xa, Tư Mã cũng không phải thần tiên, làm sao có thể biết không? La Quân cùng Lâm Băng nhìn nhau. Lâm Băng trầm giọng nói ra, tuy nhiên chúng ta đã biết Lam Tử Y bị giam ở nơi nào. Nhưng là trong thành chủ phủ thủ vệ xâm nghiêm. Chúng ta muốn đi vào cứu người, vẫn là không rất dễ dàng a. Nếu như Phi Dung thật không có bị Tư Mã phát hiện lời nói, ta ngược lại thật ra có biện pháp cứu ra Lam Tử Y tới. La Quân trong mắt quang mang lấp lóe, lại là không biết hắn đang suy nghĩ thứ gì. Biện pháp gì? Lâm Băng lập tức hỏi. La Quân liền nói ra, Phi Dung có giúp người cải biến dung mạo năng lực, có thể dạng này, Phi Dung ngươi đi giám thị Vân Hải Cung. Sau đó người tại các nàng cho Lam Tử Y đưa bữa tối thời điểm, người đi vào khống chế lại những cái kia đưa bữa tối người. Sau cùng để Lam Tử Y mặc vào đưa bữa tối người phục sức. Về sau, người sẽ giúp Lam Tử Y cải biến một chút dung mạo, để Lam Tử Y cứ như vậy quang minh chính đại đi tới. Hắn đón đến, nói ra, nhưng là Phi Dung người muốn trước biết rõ ràng các nàng hạ nhân quy củ, còn có đi ra lộ tuyến. Sau khi đi ra, chúng ta lại cấp tốc thay đổi trang phục, đổi dung mạo. Tiếp lấy ra khỏi thành. Lời như vậy, chúng ta vẫn là muốn đi trước mua chút y phục. Lâm Băng nhãn tình sáng lên, cảm thấy biện pháp này thật tốt, cũng có thể giảm bớt quá nhiều nguy hiểm cùng phiền phức. Nàng đón đến, nói ra, mặc dù nhưng trong cái thành phố này cũng không ít cùng chúng ta mặc không sai biệt lắm hiện đại phục sức, nhưng là từ ăn mặc nhìn lại, mặc cổ trang y phục nhất định là bản thổ cư dân. Chúng ta hẳn là đi mua một số y phục tới, chờ áo tím đi ra. Chúng ta cấp tốc thay đổi trang phục. Bản thổ cư dân khẳng định lại nhận ưu đãi, sẽ không như vậy gây cho người chú ý. La Quân nói ra,
ngươi nói có đạo lý. Bất quá chúng ta cũng không có nơi này tiền tệ, làm sao đi mua. Hắn nói vừa xong, tâm tư thì lại đến Trần Phi Dung trên thân. Kết quả là, về sau Trần Phi Dung lại lấy nguyên thần khống chế lại một cái qua lại người đi đường. Dùng người đi đường này trên thân minh tệ đi mua 3 bộ quần áo đi ra. Y phục vấn đề cứ như vậy giải quyết. Sau đó, Trần Phi Dung thì lại đi vào phủ thành chủ. Tiến trước khi đi, La Quân bàn giao Trần Phi Dung phải chú ý an toàn. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, quân ca ca, trong này thiên hạ, mặc kệ cái gì long đàm hổ huyệt, ta đều qua. Ta chính là lên trời xuống đất, không gì làm không được. Ngươi thì thổi a ngươi, La Quân tức giận đến một câu. Tiểu nha đầu này, thật không hổ là đi theo chính mình. Tính cách này, cái này khoác lác mau bệnh, làm sao như vậy giống ta sinh nữ nhi đâu, quá theo cha. La Quân cùng Lâm Băng ở bên ngoài chỉ chờ ước chừng 20 phút, sau 20 phút, Trần Phi Dung thì vui sướng bay trở về đến La Quân cùng Lâm Băng bên người. Ha ha, nàng đi ra, Trần Phi Dung nhìn vô cùng đắc ý cùng vui vẻ. La Quân cùng Lâm Băng ngẩng đầu liền trông thấy một tên nha hoàn từ bên trong đi tới. Chẳng lẽ nàng cũng là Lam Tử Y? La Quân cùng Lâm Băng trong lòng nghi vấn. Nha hoàn kia đi thẳng tới trước mặt hai người. Áo tím, Lâm Băng có chút không dám tin tưởng, nàng nhịp tim đập rất nhanh. Chuyện này, cũng quá thuận lợi đi. Nha hoàn kia hình dạng bị Trần Phi Dung cải biến, cho nên Lâm Băng nhìn lên nàng đến, lại là cái hoàn toàn xa lạ người. Nha hoàn gật gật đầu, trong mắt nàng khó nén vẻ kích động. Đi mau, La Quân lập tức nói ra. Ba người không dám trì hoãn, lập tức rời đi nguyên địa. Mà Trần Phi Dung cũng trốn vào giới tu di bên trong. Ba người rất mau tới đến một cái chỗ rẽ trong ngõ nhỏ. La Quân cùng Lâm Băng đem đầu ngõ ngăn chặn, Lam Tử Y ở bên trong hỏa tốc thay quần áo. Lam Tử Y thoát chỉ là áo ngoài, cho nên ngược lại sẽ không xấu hổ cùng có chỗ cố kỵ. Nàng rất nhanh liền thay xong y phục, lúc này Trần Phi Dung đi ra cấp tốc giúp Lam Tử Y lần nữa dịch dung. Lúc này, La Quân ba người thì là hoàn toàn khác với trước đó ba người. Ngươi thật sự là Lam Tử Y. Tụ hợp về sau, La Quân vẫn là không nhịn được hỏi một tiếng. Lam Tử Y nhìn về phía La Quân, nàng so sánh im lặng nói ra, ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? La Quân cười ha ha, nói ra, tốt ha, ta tin tưởng ngươi, ngươi ánh mắt là lừa gạt không người. Hắn đón đến, nói ra, chúng ta tuy nhiên cải biến trang phục cùng bộ dáng. Nhưng là ánh mắt rất khó gạt người. Cho nên vẫn là mau chóng tìm chỗ an toàn trước che giấu. Lam Tử Y nói ra, người nói không sai. Ba người hỏa nhanh rời đi cái hẻm nhỏ. Ra cái hẻm nhỏ về sau, ba người quang minh chính đại hành tẩu tại trên đường cái. Cái bụng có chút đói, chúng ta tìm khách sạn tìm nơi ngủ trọ, thuận tiện ăn vài thứ. La Quân nói ra. Lam Tử Y cùng Lâm Băng biểu thị tán thành. Lúc này, ba người đương nhiên sẽ không vội vã ra khỏi thành. Trong thành, khắp nơi là người, ba người dung mạo cải biến, cho nên phản ngược lại không tốt tìm. Chỉ khi nào ra khỏi thành, vậy liền mục tiêu rõ ràng. La Quân lập tức lại tìm Trần Phi Dung hỏi, người điều tra thêm nhìn xem Lam Tử Y trên người có không có bị Tư Mã lưu lại ký hào. Yên tâm đi, quân ca ca, ta đã điều tra, không có bất kỳ cái gì ký hào. Trần Phi Dung nói ra. Lâm Băng nhân tiện nói, chắc hẳn Tư Mã đã là đắc chí vừa lòng, nằm mơ cũng không nghĩ tới chúng ta có thể đem áo tím cứu ra. La Quân nói ra, trên thực tế, Phi Dung là một cái chúng ta không nghĩ tới biến số. Nếu như không có Phi Dung, chúng ta xác thực căn bản không có khả năng cứu ra Lam Tử Y. Cho nên Tư Mã không có nghĩ tới chỗ này, cũng là bình thường. Lam Tử Y thì là hỏi ra một cái so sánh khiến người ta xấu hổ vấn đề. Không phải nói Trần Phi Dung nhất định phải âm dương giao dung mới có thể hấp thu nguyên dương chi khí, sau đó mới có thể thành tựu tự tại thể sao? Lâm Băng nhất thời biến sắc. La Quân làm theo cười ha hả. Lam Tử Y là cực kỳ thông minh người, thấy thế cũng liền lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nàng ánh mắt phức tạp, duỗi tay nắm chặt Lâm Băng tay, nhẹ nói, cảm ơn ngươi. Lâm Băng liền cũng liền miễn cưỡng cười một tiếng, nói ra, cũng không có chơi. Đừng đề cập việc này. Lam Tử Y gật đầu. La Quân trong tay còn có không ít minh tệ, loại này minh tệ là âm diện thế giới thông dụng tiền. Nhưng là,
loại hàng này tệ cũng không phải bên ngoài thế giới bên trong đốt đến loại kia. Lại nói, đốt liền không có, cũng đến không âm diện thế giới a. Những này minh tệ đều là Trần Phi Dung trước đó làm ra mua quần áo còn dư lại tiền. La Quân cũng không lo lắng hội không có tiền hoa, có Trần Phi Dung tại, sợ cái gì. Ba người rất nhanh liền tìm một cái khách sạn. Khách sạn này có chút khí phái, sau khi đi vào, điếm tiểu nhị ân cần lên phục vụ. Ba người mở hai gian thượng phòng về sau, ngay tại khách sạn trong thính đường ăn cơm. Trong thính đường còn có không ít khách nhân ở. Sở dĩ không đi gian phòng ăn, đó là cảm thấy nếu như phủ thành chủ phái người đến lục soát, khẳng định hội vô ý thức xem nhẹ đại sảnh, mà chính là cường điệu qua gian phòng điều tra. Nơi này ẩm thực cùng âm dương thế giới khác nhau cũng không lớn, cũng là ngũ cốc lương thực, còn có các loại gà vịt thịt cá, xào nổ chưng nấu. La Quân chiếu vào trên vách tường menu gọi món ăn về sau, điếm tiểu nhị nói một tiếng được rồi, liền đi chọn món. La Quân ba người cũng liền không lại trò chuyện mẫn cảm đề tài, mà chính là tùy ý nói một số không mặn không nhạt lời nói. Trần Phi Dung làm theo đang len lén nói chuyện với La Quân, nàng nói ra, Quân ca ca, ta hôm nay có phải hay không giúp người rất lớn bận bịu. Nhà đầu này, một bộ đến tranh công bộ dáng. La Quân lập tức trấn áp, nói ra, đây là người bản phận a. Trần Phi Dung nhất thời có chút không vui, nàng có vẻ không vui nói ra, Quân ca ca, ngươi liền không thể khích lệ dưới ta a. La Quân cười ha ha, nhỏ giọng nói ra, ta sợ ngươi hội kiêu ngạo a. Khiêm tốn khiến người tiến bộ, kiêu ngạo khiến người lui ra phía sau, biết không? Ngươi chán ghét, Trần Phi Dung nói ra. La Quân nói ra, hắc hắc, chán ghét ta người đi thêm, ngươi tính là cái gì? Không để ý tới ngươi, Trần Phi Dung nói ra. La Quân nói ra, không để ý tới thì không để ý tới. Trần Phi Dung quả thật liền không nói lời nói. La Quân cũng liền không có coi ra gì, hắn uống một miệng nước trà, tinh thần chú ý lực đi ra bên ngoài. Thực La Quân cũng biết mình đối Trần Phi Dung là quá phận điểm, hà khắc điểm. Nhưng là hắn theo Trần Phi Dung vừa mở miệng, liền không nhịn được muốn tổn hại dưới Trần Phi Dung. Đại khái là Trần Phi Dung tính cách quá như chính mình đi. Trần Phi Dung không nói lời nào về sau, La Quân tâm lý bắt đầu có chút áy náy. Lúc này, đồ ăn cũng rất nhanh liền lên. Lam Tử Y cùng Lâm Băng bắt đầu ăn, La Quân đang nghĩ ngợi muốn hay không an ủi dưới Trần Phi Dung. Nào biết Trần Phi Dung rất lợi hại bất tranh khí nói chuyện trước, nàng tội nghiệp nói ra, Quân ca ca, ta cũng đói, ta cũng muốn ăn cái gì đây. La Quân không khỏi vui, hắn cùng Trần Phi Dung đều là tại não vực bên trong nói chuyện với nhau, cho nên ngoại nhân nhìn hắn, hắn căn bản là không nói lời nào, chỉ là đang ngẩn người. La Quân vui tươi hớn hở nói ra, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Trần Phi Dung nói ra, ta muốn uống ban đêm cùng sáng sớm hạt sương đây. La Quân liền nói ra, nhưng bây giờ trời cũng không có hắc a, đều không hạt sương, ta làm sao cho ngươi uống? Vậy các ngươi ăn cơm, ta cũng nhìn lấy đó nha. Trần Phi Dung nói ra, cái này còn không đơn giản, ngươi cũng đừng nhìn nha. La Quân cười ha hả nói ra. Trần Phi Dung liền nói ra, ngươi quá đáng ghét. Ha ha, La Quân sau đó thì không để ý tới Trần Phi Dung. Hắn lấy đũa, kẹp đại đùi gà đến trong chén, sau đó bắt đầu ăn như gió cuốn. Khoan hãy nói, vị đạo coi như không tệ. Cũng là không sai biệt lắm ở thời điểm này, từ bên ngoài chợt xông vào đến một đám quỷ binh. Bọn này quỷ binh tiêu sát mà nghiêm túc, dẫn đầu là một tên quỷ thánh. Quỷ này thánh ánh mắt như điện, hắn gọi là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn sau khi đi vào, cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng liếc nhìn ở trong sân người. Những thực khách đó chưa từng gặp qua bực này tư thế, cả đám đều dọa đến cúi đầu không dám nói lời nào, cũng không dám ăn cái gì. La Quân ba người cũng là giật mình. La Quân thầm nghĩ, phủ thành chủ phản ứng thật đúng là nhanh, như thế cấp tốc thì điều tra tới. Ba người bọn họ cũng cúi đầu xuống, không dám có bất kỳ dị động. Cái kia Tiêu Hàn ánh mắt sau cùng lại là đến La Quân ba người nơi này. Hai nữ một nam, Tiêu Hàn trong lòng nhất động. Sau đó, hắn trực tiếp thẳng mang quỷ binh đi vào La Quân ba người trước mặt. Bọn họ đi tới thời điểm, La Quân ba người y nguyên bảo trì trấn tĩnh. Dù sao, vô luận là La Quân vẫn là Lâm Băng, hoặc là Lam Tử Y, vậy cũng là thấy qua việc đời người. Tiêu Hàn đối La Quân ba người lạnh giọng nói ra, ngẩng đầu lên.
La Quân ba người tránh cũng không thể tránh, lúc này cũng không thể không ngẩng đầu lên. Thế là ba người đều ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong mắt liền hiện lên nghi hoặc, trong tay hắn xuất ra một chiếc gương. Cái kia cái gương cũng thật sự là thần kỳ, thì theo giống như, bên trong có La Quân, Lâm Băng, Lam Tử Y ba người nguyên lai bức họa. Phía trên kia bộ dáng vô cùng sinh động. Tiêu Hàn so với lấy, sau cùng phát hiện một cái cũng không khớp. Hắn liền cũng không để ý nữa La Quân ba người, mang quỷ binh liền đi khách phòng. La Quân ba người hơi hơi thở phào. Tiêu Hàn một nhóm người này qua khách phòng, tự nhiên cũng là không công mà lui, rất nhanh liền rời đi khách sạn này. La Quân ba người cũng liền an tâm ăn dậy cơm tới. Sau khi ăn cơm xong, sắc trời cũng đã gần hoàng hôn. La Quân ba người trở về phòng của mình nghỉ ngơi, Lam Tử Y cùng Lâm Băng cùng một cái phòng. La Quân đơn độc một cái phòng. Sau 2 giờ, trời cũng thì hắc. La Quân để điếm tiểu nhị đánh tới nước tắm, hắn tại mộc trong bồn tắm vui sướng tẩy dậy tắm tới. Trần Phi Dung bên này theo La Quân hô đói, La Quân liền cũng liền không có nói đùa, ứng thừa nói ra, tắm rửa xong, lập tức dẫn người đi tìm hạt xương. Trần Phi Dung lúc này mới trung thực xuống dưới. La Quân tắm rửa tẩy đến một nửa thời điểm, Lâm Băng cùng Lam Tử Y cùng một chỗ đến đây. Môn là Lam Tử Y gõ. La Quân biết hai nữ nhân này tìm đến mình khẳng định là có chuyện, thế là vội vàng lau sạch sẽ thân thể, sau đó mặc quần áo đến đây mở cửa. Nhìn thấy Lam Tử Y cùng Lâm Băng cái kia một cái chớp mắt, La Quân sững sờ. Hắn chỉ kém không hỏi ngươi nhóm vị kia a. Bởi vì hai người bộ dáng đều có biến hóa a. La Quân tỉnh ngộ lại về sau, mới đưa hai người nghênh tiến đến. Trần Phi Dung cũng liền lập tức bay ra ngoài, nàng hì hì cười một tiếng, chân trần nha tử, quần áo màu trắng, uyển như nhân gian tinh linh, cứ như vậy trong phòng bay tới bay lui. Lâm Băng sư tỷ, Lam Tử Y, các ngươi tới rồi. Trần Phi Dung vui vẻ vô cùng. La Quân lập tức giáo dục Trần Phi Dung, nói ra, Lam Tử Y cũng là ngươi hô sao. Đến hô áo tím tỷ tỷ, biết không? Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, lập tức hô, áo tím tỷ tỷ. Lam Tử Y mỉm cười. Nói trở lại, Trần Phi Dung tính cách này vẫn là rất làm người khác ưa thích. Miệng cũng ngọt, mặc kệ ngươi làm sao buồn bực nàng, nàng cũng không tức giận. Cùng lúc đó, La Quân tuy nhiên đang nói chuyện, nhưng cũng là chú ý đến bốn phía hoàn cảnh. Hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào đến trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Lam Tử Y cùng Lâm Băng còn có La Quân đều tại trước bàn nhập tọa. Nhập tọa về sau, Lam Tử Y nói ra, tiếp đó, đến phải làm gì, La Quân người có cái gì kế hoạch? La Quân nghe vậy cũng liền nghiêm mặt đứng lên, hắn nói ra, mấy ngày gần đây nhất, chúng ta vẫn là phải án binh bất động, thì chờ đợi ở đây. Lúc này ra khỏi thành, quá chói mắt. Lam Tử Y nói ra, người nói có đạo lý. Nàng đón đến, nói, bất quá ta vẫn còn có chút lo lắng. Ta một mực nghĩ mãi mà không rõ, đến là ai ở sau lưng muốn đem ta bắt đi. Người này đã không phải Địa Tàng Vương Bồ Tát, hắn có bản lãnh gì cùng biện pháp có thể được đến ta bản mệnh tinh nguyên. Chẳng lẽ ta đều không hiểu sự tình, sẽ có người khác minh bạch. Lâm Băng trầm ngâm nói, đầu tiên, người hoài nghi người này là bất tử tộc đúng không? Lam Tử Y nói ra, không sai, ta hỏi qua Tư Mã mặc dù không có minh xác trả lời, nhưng là ta có thể cảm giác được. Người sau lưng khẳng định là bất tử tộc. La Quân nói ra, cái này không khó đoán. Cái này bất tử tộc người, đã có thể mua chuộc Tư Mã, còn có thể mua chuộc hắn thành chủ. Như vậy người này tại bất tử tộc bên trong, khẳng định là địa vị nổi bật a. Hắn đón đến, nói ra, còn có, người này cũng không phải là muốn giết ngươi, mà chính là hướng chiếm lấy ngươi bản mệnh tinh nguyên, người này đối ngươi hẳn là rất lợi hại giải. Nói không chừng. Hắn cùng ngươi luân hồi chuyển thế chuyện này có rất lớn liên quan. Lam Tử Y nói ra, không, ngươi sai. Hắn chưa hẳn không phải muốn giết ta. Chỉ bất quá ta là bất tử băng hoàng, ta thân thể tốt hủy, nhưng là tinh thần khó diệt. Có lẽ cái này bất tử tộc người là muốn bắt ta trở về, sau đó hoàn toàn đem ta giết chết đây. Lam Tử Y phỏng đoán không phải là không có đạo lý. Có lẽ phía sau người kia cũng là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã vĩnh viễn giải quyết Lam Tử Y đâu. Bất quá bất kể thế nào phỏng đoán, tất cả mọi người không thể quá chắc chắn. La Quân trầm giọng nói ra, nếu thật là như thế lời nói,
Lam Tử Y người muốn về nhà đường thì càng thêm gian nan. Lam Tử Y tự nhiên là biết điểm này, nàng nói ra, ta hiện tại trọng yếu nhất là tận lực khôi phục một số liên quan tới trí nhớ kiếp trước, sau đó xác định tại bất tử tộc bên trong, có những người kia là tuyệt đối đáng tin. La Quân nói ra, liền xem như trước kia tuyệt đối có thể dựa vào, nhưng người cái này vừa biến mất cũng là 20 mấy năm. Hai thời gian 10 mấy năm, cái kia là có thể cải biến rất nhiều chuyện. Phương pháp tốt nhất, chính là ai cũng không nên tin, sau đó chui vào băng hoàng trong cung, trước giúp ngươi khôi phục chân thân. Chỉ cần ngươi khôi phục thực lực, như vậy hết thảy nan đề đều là giải quyết dễ dàng. Lam Tử Y nói ra, phương pháp này ta không phải là không có nghĩ tới, nhưng là băng hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm, chính là bất tử tộc hạch tâm vị trí, cũng là đại biểu vương quyền một chỗ. Nơi này, là không thể nào chui vào đi vào, nhất định phải dùng tuyệt đối địa vị đi vào bên trong. La Quân không khỏi khẽ thở dài một cái, nói ra, như vậy xem ra, ngươi nhất định phải tìm tới người tuyệt đối tín nhiệm người, không phải vậy lời nói, chúng ta liền xem như trải qua trăm cay nghìn đắng đến bất tử sơn, băng hoàng cung, đến lúc đó cũng có thể là đứng trước càng đại hung hiểm. Lam Tử Y nói ra, ta biết, nàng đón đến, nói ra, ta hội tận lực đến khôi phục ký ức lực. Lâm Băng liền tổng kết nói, tình huống bây giờ chính là, chúng ta muốn trước chờ đợi ở đây, không ra khỏi thành, đúng hay không? Lam Tử Y cùng La Quân đồng thời gật đầu, nói ra, không sai. Cái kia đến muốn nghỉ ngơi bao nhiêu ngày? Lâm Băng hỏi. La Quân nói ra, cái này ta không có cách nào cho ngươi đáp án, phải xem nhìn lúc nào, thủ vệ hội thư giãn xuống dưới. Hiện tại khó không phải ra khỏi thành, mà chính là ra khỏi thành về sau, rất dễ dàng bị nhận ra tới. Một khi chúng ta đi đến hoang vu khu vực, thì sẽ trở nên 10 phần khả nghi. Lam Tử Y nói ra, Tư Mã thật lâu tìm không được chúng ta, khẳng định hội cho là chúng ta đã rời đi Minh Đô Thành. Tự nhiên mà vậy, Minh Đô Thành bên này cũng sẽ mỏi mệt xuống dưới. Chỗ lấy trước mắt mà nói, chờ đợi là phương pháp tốt nhất. Đợi đến nhất định thời điểm, chúng ta lại trực tiếp tiến vào Phong Đô Thành. Lâm Băng nói ra, chúng ta sao không đi leo cái kia hẻm núi lớn núi. Sau đó chặn ngang mà vào Phong Đô Thành, dạng này chẳng phải là càng thêm thần không biết, quỷ không hay. Dù sao tiến vào Phong Đô Thành, cũng phải đi qua đăng ký. Thân phận chúng ta tuy nhiên đi qua ngụy trang, nhưng là thân phận chúng ta tin tức vẫn là không cách nào ngụy trang đến không chê vào đâu được cấp độ A. Lam Tử Y nói ra, cái này không ổn, Tư Mã biết cái kia hẻm núi lớn núi. Hắn tìm không được chúng ta, rất có thể qua cái kia hẻm núi lớn trèo núi chỗ thiết trí mai phục. Chúng ta qua cái kia một chỗ ngồi, rất có thể sẽ tự chui đầu vào lưới. Lâm Băng âm thầm run lên, nàng cảm thấy Lam Tử Y còn là muốn chu đáo một số, tư duy cũng là kín đáo một số. La Quân liền nói ra, vậy chúng ta trước hết như vậy đi, trước ở trong khách sạn này ở thêm mấy ngày, sau đó ban ngày cũng ra ngoài đi dạo một chút, nhìn xem tình huống. Chúng ta nếu là một mực đợi ở trong khách sạn này không đi ra, cũng khó tránh khỏi khiến người ta sinh nghi. Lam Tử Y cùng Lâm Băng liền cũng liền biểu thị đồng ý. Về sau, Lam Tử Y cùng Lâm Băng đứng dậy theo La Quân đường ngủ ngon. Lâm Băng thật đúng là có cá tính, từ đầu đến cuối không có để ý tới La Quân. La Quân cũng không biết Lâm Băng sư tỷ tâm lý đến đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ theo chính mình phát sinh quan hệ, sẽ để cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu sao? Có thể cũng sẽ không a. La Quân cảm thấy đang phát sinh quan hệ thời điểm. Có vẻ như sư tỷ cũng rất điên cuồng a, cũng rất hưởng thụ a. Mẹ nó, lòng của nữ nhân thật sự là biển châm, không hiểu rõ a, không hiểu rõ. La Quân là cái so sánh thoải mái cùng tùy tiện người, hắn là rất ít vì nữ nhân vấn đề mà quá phận hao tổn tâm trí. Cho nên hắn trong lúc nhất thời không nghĩ ra, cũng liền lười nhắc nghĩ. La Quân cái này lúc sau đã tắm rửa, cho nên toàn thân trên dưới đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Hắn kiểu tóc là ngắn đầu đinh, mà ở cái này Minh Đô Thành bên trong, có lưu tóc dài cùng loại cổ nhân tồn tại. Nhưng cũng có thật nhiều là giống La Quân loại này kiểu tóc. Đại khái là bởi vì cái này Minh Đô Thành bên trong cũng có thật nhiều là bên ngoài thế giới người tới, sở dĩ phải quán thâu rất nhiều không giống nhau tin tức lý niệm. Nguyên cư dân kiên trì chính bọn hắn lý niệm, cũng có nguyên cư dân bị thay đổi đến chờ chút. Tóm lại nơi này xã hội tựa như là một cái món thập cẩm một dạng. Đủ loại người đều có, đủ loại kỳ quái phục sức cũng đều có. Cho nên dưới loại tình huống này,
La Quân phục sức cùng tóc cũng không có đặc biệt khác người cùng làm người khác chú ý. La Quân nói với Trần Phi Dung, đi thôi, ta dẫn người đi tìm đồ ăn. Trần Phi Dung lúc đầu chính đang say ngủ, nghe vậy lập tức từ giới tu di bên trong nhảy ra, nàng lộ ra phá lệ nhảy thoát cùng cao hứng, Quân ca ca, ta cho là ngươi đều đem ta quên đâu. La Quân cười ha ha, nói ra, vốn là đã quên, đột nhiên mới nhớ tới. Trần Phi Dung cũng không tức giận, nàng hì hì cười một tiếng, nói ra, Quân ca ca, ngươi thừa nhận ngươi thích ta, quan tâm ta, ngươi có phải hay không liền sẽ chết à? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta mới không quan tâm ngươi, mới không thích ngươi đây. Ngươi như cái điên nhà đầu giống như, ta thích là dịu dàng loại hình. Trần Phi Dung ngoác miệng ra, nàng một mặt khó chịu, nói ra, dịu dàng có cái gì tốt, theo cái muộn hồ lô giống như, nơi đó có ta đáng yêu. La Quân nói ra, ta nhìn ngươi là đáng thương không nhân ái, ha ha. Trần Phi Dung có chút phát điên, nói ra, ta muốn bị ngươi tức chết, không để ý tới ngươi. Không để ý tới ta vừa vặn, ta cũng sẽ không cần dẫn ngươi đi ăn cái gì, vừa vặn ngủ. La Quân nói ra, Quân ca ca, coi như ta sai. Trần Phi Dung lập tức tội nghiệp nhận lầm. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn lúc đầu cũng chính là đùa nghịch Trần Phi Dung, cho nên lập tức liền nói, tiến giới tu di bên trong, chờ đến yên lặng địa phương, ngươi trở ra. Trần Phi Dung cũng biết tình huống bây giờ so sánh đặc thù, nàng lập tức nói, Quân ca ca ngươi thật tốt. Sau đó thì tiến giới tu di bên trong. Ngay sau đó, La Quân liền ra khỏi phòng, tiếp lấy thì trực tiếp ra khách sạn. La Quân trong lòng là càng phát ra ưa thích Trần Phi Dung cô nàng này tính cách, nàng tính cách thật rất không tệ, lái nổi trò đùa, mà lại cũng mặc kệ chính mình đánh như thế nào thú nàng, đùa nàng, nàng cũng sẽ không thật tức giận. Cô nương này không yếu ớt, không tệ. Ra khách sạn về sau, sắc trời sớm đã hoàn toàn đen xuống. Trên trời không có trăng sáng. La Quân tới nơi này mấy ngày, hắn phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là trời vừa tối, trên trời thì mây đen che đậy, căn bản không có khả năng để ánh trăng chiếu xuống. Dựa theo Lam Tử Y thuyết pháp, trước kia âm diện thế giới là không có ban ngày. Cho dù là ban ngày, cái kia mây đen y nguyên có thể đem nhật quang che đậy. Mà bây giờ ban ngày, là thập điện Diêm La dùng oan hồn âm khí chế tạo một loại sóng năng lượng. Sau đó dùng cái này năng lượng sóng đem mây đen oanh mở. Nơi này ban ngày cùng ánh sáng mặt trời là do con người chế tạo ra. Rất lợi hại hiển nhiên, cách làm này là vi phạm âm diện thế giới quy tắc. Bên ngoài thế giới cùng âm diện thế giới, tựa như là âm cùng dương các tổ chức. Khi âm diện thế giới có được ban ngày thời điểm, tựa như là gai một dạng, đây là không bình thường. Nhưng bây giờ không ai có thể nói rõ ràng. Loại sửa đổi này đến họp mang đến cái gì ác quả. Trên đường phố vô cùng sạch sẽ, cũng rất yên tĩnh. Chỉ có một ít vô cùng phồn hoa khu vực mới có người đi đường xuyên toa, La Quân nhiều hứng thú đi dạo, hắn đi dạo một lúc sau, phát hiện nơi này thế mà mẹ nó còn có Di Hồng Viện. Không chỉ là Di Hồng Viện. Nơi này cái gì Bích Xuân Lâu, Di Hồng Viện chờ một chút, quả thực cũng là hiện đại đại đô thị đèn đỏ đường phố A. Mỗi một tòa trong lâu đều là đèn đuốc sáng trưng, lầu hai các cô nương ăn mặc áo mỏng mỏng thường, ăn mặc bại lộ hướng phía dưới hành tẩu đàn ông phát ra nhiệt tình mời. La Quân đi qua thời điểm, những nữ nhân kia cũng hô hào, quan nhân, lên nha, công tử, mau tới chơi nha. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn quay người liền chuẩn bị đi vào. Nào biết lúc này, Trần Phi Dung lập tức nhảy ra, nói, Quân ca ca, người muốn làm gì đâu. La Quân sững sờ. Lúc này Trần Phi Dung vẫn là cái kia áo trắng tiên nữ bộ dáng, hai cái chân tại La Quân trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Bất quá lúc này, người bình thường là nhìn không thấy Trần Phi Dung. La Quân lại là giật mình, nói, xuống nhà đầu, chia ra đến, nhanh giấu vào qua. Hắn cùng Trần Phi Dung là dựa vào thần thức giao lưu. Cho nên ngoại nhân nhìn, La Quân cũng không nói lời nào, chỉ là sắc mặt có chút gấp. Chủ yếu là nơi này quá quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều, La Quân sợ bị người có quyết tâm trông thấy Trần Phi Dung a. Hiện tại thế cục này, quá khẩn trương. Trần Phi Dung lại là một quyệt miệng, nói ra, Quân ca ca, người quá phận, người thế mà qua tìm gà. Ta dựa vào, La Quân giật mình, nói ra, xuống nhà đầu ngươi trong sơn động đợi nhiều năm như vậy, ngươi làm sao còn hiểu cái này a? Trần Phi Dung hừ một tiếng,
Nói ra, ta tại các ngươi trong não vực từng chiếm được rất nhiều tin tức đâu, mà lại trước kia cũng có nhân loại xông tới, ta đều tại bọn họ trong óc phân biệt rất nhiều tin tức. Đừng cho là ta với bên ngoài cái gì cũng không biết đây. La Quân nói ra, tốt tốt tốt, cô nãi nãi, ta không đi vào, người tiến nhanh giới tu di đi. Trần Phi Dung nói ra, cái này còn tạm được, nàng sau đó mới tiến vào giới tu di bên trong. La Quân hơi khẽ thở phào một cái, hắn cũng liền thật không dám tiến vào. La Quân tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Qua cái này đèn đỏ một con đường về sau, liền đi vào đến một cái yên lặng đường đi. Lại hướng phía trước đi một đoạn đường về sau, La Quân nhìn thấy ven đường có thật nhiều bụi cỏ cùng cây cối. Những cái kia bụi cỏ cùng trên cây cối thật nhiều hạt xương. La Quân liền nói ra, ra đi, nhanh đi ăn. Trần Phi Dung ngay sau đó thì nhảy ra, nàng rất nhanh liền hóa thành một trận gió mát đảo qua qua. Một trận này gió mát đem sở hữu hoa hoa thảo thảo, trên cây cối hạt xương rất nhanh liền quét sạch. Mà lại hoa rơi lá rách, bay lả tả, tựa như là vừa vặn kinh lịch một trận như vòi rồng. Sau đó, Trần Phi Dung khôi phục nguyên hình, cái này tham ăn thiếu nữ đi vào La Quân trước mặt, còn đánh ợ no nê. Nàng nói ra, thật thoải mái nha, ăn no cảm giác thực tốt, Quân ca ca, người thật tốt. La Quân cười ha ha một tiếng, cô gái nhỏ này thật đúng là dễ dàng thỏa mãn a. Hắn lập tức hỏi, người ăn cái này hữu dụng không? Trần Phi Dung nói ra, đương nhiên hữu dụng a. Phàm phu tục tử ăn ngũ cốc hoa màu, luyện khí người ăn đan, mà ta loại này linh vật chính là muốn ăn nhật nguyệt chi tinh hoa a. Chiều này lộ chi thủy, chính là nhật nguyệt chi tinh hoa. Ta ăn về sau, liền có thể đề bạt ta linh tính. Nàng đón đến, nói ra, bất quá nơi này hạt xương không tốt, âm khí quá nặng. Âm khí quá nặng, La Quân sững sờ một cái chớp mắt, nói ra, vậy cũng không kỳ quái, dù sao nơi này là âm diện thế giới mà. Muốn là lần này chúng ta có thể có mệnh trở lại bên ngoài thế giới qua, ta nhất định mang người uống tốt nhất hạt xương. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, Quân ca ca, ta thì thích xem ngươi thổi như bức bộ dáng. La Quân nói ra, ta dựa vào, lão tử nơi đó là đang khoác lác bức. Qua bên ngoài thế giới, ngươi chính là muốn uống hoàng kim chịu kim thủy, lão tử đều có thể chuẩn bị cho ngươi tới. Khoan hãy nói ngần ấy hạt xương. Trần Phi Dung nói ra, hắc hắc, Quân ca ca, được rồi, ta tin tưởng ngươi á. Bất quá ngươi vừa mới tư tưởng làm sao như vậy dơ bẩn a? Lại để cho qua tìm gà. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, ta nơi đó là muốn đi tìm gà, ta chính là hiếu kỳ muốn vào xem. Ta cái gì mỹ nữ chưa thấy qua, sẽ đi tìm gà. Trần Phi Dung nói ra, thì đúng vậy a, Lam Tử Y cùng Lâm Băng Sư Tỷ, ngươi muốn là muốn tán tỉnh ta đều có thể giúp ngươi nha. La Quân nói ra, ngươi dừng lại. Trần Phi Dung cười hắc hắc. La Quân nói ra, được rồi, bên ngoài cũng không an toàn, chúng ta trở về đi. Trần Phi Dung liền nói ra, được rồi. Nàng đón đến, nói ra, Quân ca ca, ngươi nếu là thật muốn bên trong chơi, ta mặc dù không có thân thể, nhưng ta có thể tiến vào ngươi trong mộng thỏa mãn ngươi nha. Nàng nói càng về sau còn có chút đỏ mặt. Ngươi dừng lại, đậu phộng. La Quân đều bị cô gái nhỏ này làm ngượng ngùng, mẹ nó, lời nói này, làm chính mình giống như là cỡ nào đói khát giống như. La Quân thật có thể thề với trời, hắn cũng là muốn tiến đi xem một cái. Chủ yếu là đối loại này mới mẻ địa phương tương đối hiếu kỳ. Mẹ chứng, Quân ta ca cũng không phải là không có phẩm vị người có được hay không, loại này rong chi tục phấn, hắn hoàn toàn chướng mắt có được hay không. Mảnh này trên đường phố rất là hắc ám, bỗng nhiên ở giữa, lại dậy một trận âm phong. Cái kia trên cây cối lá cây bị thổi làm vang xào xạc. Đúng lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Bên cạnh người cái này tiểu tinh linh không tệ, đem nàng giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. La Quân nhất thời giật mình, hắn quay đầu liền trông thấy tại 30 mét bên ngoài chỗ hắc ám, không biết lúc nào đứng một cái mặc trường bào màu đen nam tử. Tuy nhiên bốn phía một mảnh tối như mực, nhưng là La Quân thị lực đạt tới điện mục sinh mang cấp độ. Cho nên tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng hắn y nguyên đem cái này trường bào màu đen nam tử nhìn thật sự rõ ràng. Thấy rõ ràng cái kia một cái chớp mắt, La Quân có loại phía sau lưng lông tơ dựng thẳng cảm giác. Hắc bào nhân này, thật sự là quá gầy, thân hình hắn rất dài, gầy như trúc cao. Hắn mặt cũng rất là thon gầy, như bị đao khắc dìu đục.
nhưng hắn ánh mắt lại có loại nhiếp nhân tâm phách năng lực. Tựa hồ liếc một chút liền có thể xem thấu nhân tâm đang suy nghĩ gì. La Quân ở trước mặt hắn, trong nháy mắt thì có loại không chỗ che thân cảm giác. La Quân trong lòng hãi nhiên, hắn tại cái này một cái chớp mắt liền biết hắc bào nhân này vô cùng lợi hại khủng bố. Thế mà có thể tại chính mình không biết được cấp độ dưới, cận thân đến 30 mét bên ngoài, cái này đã nói rõ người áo đen chỗ lợi hại. La Quân tại cái này một cái chớp mắt tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong lòng hắn lập tức cũng khẳng định một chuyện khác. Cái kia cũng là hắc bào nhân này cùng Tư Mã, cùng Minh Đô Thành hẳn là không có quan hệ gì. Không phải vậy lời nói, hắn không phải là đem mục tiêu nhắm ngay Trần Phi Dung. La Quân hơi khẽ thở phào một cái, chỉ cần không phải Tư Mã người bên kia liền tốt. Trần Phi Dung lúc này cũng rất là khẩn trương, nàng đã trong nháy mắt trốn vào giới tu di bên trong. Nàng thông qua thần thức cùng La Quân giao lưu, nói ra, Quân ca ca, người này thật đáng sợ, làm sao bây giờ? Nếu như hắn bắt được ta, nhất định sẽ ăn ta. La Quân cười ha ha, nói ra, người lợi hại như vậy, tại sao phải sợ hắn nha? Mặc dù nhưng hắc bào nhân này đến quỷ dị, mà lại tu vi cũng là thần bí khó lường. Nhưng La Quân cũng không sợ, hắn một thân một mình, trong giang hồ nơi đó đi không được. Đánh không thắng còn có thể đào tẩu đâu, sợ cái cọng lông. La Quân chỉ có cùng Lâm Băng, Lam Tử Y cùng một chỗ thời điểm, mới sẽ đặc biệt kiêng kỵ những này tu vi lợi hại hạng người. Tựa như là tại Minh Đô Thành chỗ cửa thành, một mình hắn đối mặt Tàn Bào Pháp Sư, Thiết Thành Tư Cục trưởng Hồ Thiên Hùng, mấy trăm quỷ binh chờ một chút, hắn y nguyên có thể thản nhiên chỗ chi. Trần Phi Dung lập tức mang theo tiếng khóc nói ra, Quân ca ca, không phải như vậy. Người này là vong linh pháp sư, là ta khắc tinh. Chỉ cần hắn khóa chặt ta, liền xem như ta muốn bay đi, hắn cũng có bản lĩnh đem ta khóa lại. Ta tự thân hết thảy đều là hắn tốt nhất linh đan diệu dược. Cho nên, hắn một khi bắt được ta, thì nhất định sẽ ăn ta. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, nguyên lai còn có ngươi sợ đồ, vật a. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng này vị vong linh pháp sư lộ ra nhưng đã không kiên nhẫn. Ngươi nói đầy đủ không có. Người áo đen lạnh lùng quát. Ngươi là vong linh pháp sư. La Quân nhìn về phía người áo đen, hắn cười ha ha, nói ra, vong linh pháp sư không phải không tử tộc sao? Ngươi chạy thế nào nơi này đến? Nơi này là Minh Đô Thành, ngươi cũng dám làm càn. Người áo đen sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, ngươi thế mà biết ta là vong linh pháp sư. La Quân nói ra, ngươi xuyên thành cái này điếu dạng, ta còn cần đoán sao? Người áo đen trầm giọng nói ra, người trẻ tuổi, người rất mạnh. Bất quá ngươi không phải đối thủ của ta, ta nói chuyện luôn luôn không thích lặp lại. Ngươi bây giờ đưa ngươi cái kia tinh linh giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Nếu là, ngươi không cần nếu là, ta sẽ không đưa nàng giao cho ngươi. Ngươi có bản lĩnh liền đến đoạt đi. La Quân cắt đứt vong linh pháp sư lời nói. Vong linh pháp sư trong mắt lóe lên sắc bén tinh quang, hắn nói ra, quả nhiên là muốn chết a. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, các ngươi những này ngu ngốc, mỗi lần muốn đánh trước đó, lời kịch cũng sẽ không đổi một chút. Ca ca ta đã tìm nhiều năm như vậy chết, đến bây giờ đều còn sống. Ngươi cho rằng ngươi thì có bản lĩnh tới giết ta. Vong linh pháp sư ngay sau đó cũng không nói nhảm nữa, cái này vong linh pháp sư trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái hạt châu. Đây là Nhật Nguyệt Châu. Trần Phi Dung lập tức ở La Quân trong não vực cảnh cáo, nàng tiếp tục gấp rút nói ra, Nhật Nguyệt Châu có thể phát ra Nhật Nguyệt hai loại thần quang, như bị Nhật Quang quét chúng, lập tức bị đốt chết. Như bị ánh trăng quét chúng, lập tức chết cóng. Mà mẹ nó, La Quân cái này lúc sau đã trông thấy Nhật Nguyệt Châu phát ra một trụ Nhật Quang hình thành trùm sáng cực nhanh, trực tiếp chiếu xạ hướng La Quân, không cần ngươi nói, ca cũng biết nguy hiểm. La Quân thân thể lóe lên. Liền tránh đi Nhật Quang chiếu xạ. Cái kia vong linh pháp sư tiếp lấy tiếp tục dùng Nhật Quang bắn phá La Quân. La Quân thân hình liên tục biến hóa, tiếp lấy thiểm điện hướng vong linh pháp sư trước mặt tới gần. Mắt thấy La Quân đã đi tới vong linh pháp sư trước mặt, vong linh pháp sư sắc mặt y nguyên bình tĩnh, chỉ gặp hắn đem sau lưng áo bảo lớn vung lên. La Quân liền cảm giác mắt tối sầm lại là tiến vào một mảnh vô cùng trong bóng tối. La Quân cấp tốc hướng phía trước chạy. Một bước ở giữa chính là 10 mét, trong nháy mắt thì vọt ra trăm mét xa. Nhưng cái này hắc ám tựa như là vô cùng vô tận, căn bản là không có cách đi ra ngoài. Ngoá, là cái tiểu thế giới.
La Quân tại mê thất đại lục bên trong đối tiểu thế giới là rất quen thuộc. Tiến vào tiểu thế giới về sau, muốn dựa vào cậy mạnh lao ra là không thể nào. Nhưng là La Quân cũng biết, tiểu thế giới này đột phá nhất định phải có pháp lực cùng tinh thần dung hợp. Không phải vậy lời nói, liền sẽ vĩnh viễn bị vây ở bên trong tiểu thế giới. Quân ca ca, đây là hắc ám pháp bào, bên trong thai nghén một cái tiểu thế giới. Trần Phi Dung trốn ở giới tu di thảo luận nói. La Quân nói ra, ngươi vẫn là hiểu được rất nhiều mà. Ngay cả Nhật Nguyệt Châu cùng cái này đều biết, ngươi không phải một mực bị nhốt trong sơn động sao. Trần Phi Dung thanh âm tràn ngập sợ hãi, nàng nói ra, đã từng có một cái tu sĩ xông vào ta trong sơn động, về sau bị ta giết. Hắn trong trí nhớ đối thiên văn địa lý rất nhiều thứ đều rất rõ ràng, những vật này, ta đều là từ cái kia nhi học được. Ta trước kia thích nhất cũng là lấy người khác trí nhớ, bởi vì như vậy ta sinh hoạt hội không có như vậy buồn tẻ. Nàng đón đến, phàn nàn nói ra, quân ca ca, chúng ta là không phải muốn chết. Ta nhất định muốn bị hắn ăn hết. La Quân một bên dò xét tiểu thế giới này, một bên sông Trần Phi Dung nhạo báng nói ra, ta sớm đã nói với ngươi, bây giờ sát kiếp buông xuống, ngươi đi ra hội có nguy hiểm tính mạng, ngươi không phải không nghe à. Trần Phi Dung khóc nói ra, nhưng ta cũng không biết hội đến như vậy nhanh nha. La Quân nói ra, nếu không ta đem ngươi giao ra tính toán, hắn dù sao chỉ cần ngươi. Trần Phi Dung khóc lớn lên, nói, quân ca ca, không muốn, ta cầu ngươi không muốn. Ta thật là sợ. Ta về sau đều ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, ngươi không nên đem ta giao ra có được hay không, van cầu ngươi. Từng tiếng nước mắt a. La Quân cười ha ha, hắn nói ra, vậy được rồi, xem ở ngươi như thế đáng thương phân thượng, ta không giao ngươi ra ngoài. Trần Phi Dung lúc này mới thoáng cảm thấy an tâm. Liền cũng tại lúc này, vậy bên ngoài truyền đến vong linh pháp sư thanh âm. Ngươi trẻ tuổi. Ngươi bây giờ đáp ứng đem cái kia tiểu tinh linh giao ra cũng chưa muộn lắm. Ngươi phải biết, ngươi đã bị vây ở ta hắc ám chi bào bên trong, lúc này ta nếu đem Nhật Nguyệt Châu quét bắn vào, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi thì thổi như bước đi, hắc ám chi bào tiểu thế giới này đơn sơ cùng cực, cùng loại một cái tinh thần lĩnh vực khốn cảnh. Ngươi Nhật Nguyệt Châu một khi quét bắn vào, ta liền có thể cảm nhận được nguy hiểm. Ta như cảm nhận được nguy hiểm. Liền có thể từ nguy hiểm chân ý bên trong chạy đi. Hắn đón đến, nói, lại nói, ngươi nếu là có thể giết ta, sớm liền giết. Sẽ còn cùng ta nói nhảm sao, chỉ cần ta vừa chết, nàng mất tự nhiên là ngươi. Ta dựa vào, thì ngươi thông minh này cũng muốn lừa gạt nhà ngươi ca ca ta. Cái kia vong linh pháp sư không khỏi tức giận lên, minh ngoan bất linh. Ta liền đem tiểu thế giới thời gian quy tắc cải biến, để ngươi tại trong vòng một phút cảm thụ trăm năm tịch mịch. Đây cũng chính là nói bên ngoài một phút đồng hồ, mà bên trong tiểu thế giới lại muốn vượt qua 100 năm. Loại này vĩnh hằng trong tịch mịch, nghỉ ngơi 100 năm, cái kia là tuyệt đối tra tấn A. Sau đó, hết thảy đều an tĩnh xuống. La Quân biết, vong linh pháp sư hiện tại cũng không có cách nào đối phó chính mình, cho nên chỉ có thể ra cái này hạ sách. La Quân trong lòng trầm tĩnh vô cùng, hắn rất nhanh liền nói với Trần Phi Dung, Phi Dung, ngươi đi ra. Ta không ra, quân ca ca, ngươi không nên đem ta giao ra. Trần Phi Dung sợ hãi tới cực điểm, thanh âm đều tràn ngập run rẩy. La Quân không khỏi trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi đi ra, ta sẽ không đem ngươi giao ra. Ta không dám ra đến, ta vừa ra tới, vong linh pháp sư kia liền sẽ bắt đi ta. La Quân vô cớ đau đầu, hắn nói ra, ngươi tin tưởng ta sẽ không để cho hắn đem ngươi bắt đi. Nhưng bây giờ ta nhất định phải dựa vào ngươi trợ giúp mới có thể đột phá tiểu thế giới này. Vô luận La Quân nói thế nào, Trần Phi Dung cũng không dám ra ngoài. Thời gian nhìn tại từng giây từng phút trôi qua, nhưng trên thực tế, ngoại giới liền một phút đồng hồ đều không đi qua. La Quân sau cùng nổi nóng, nói ra, ngươi cút ra đây cho ta. Trần Phi Dung tội nghiệp nói, quân ca ca, ta cầu ngươi, ta không dám ra tới. La Quân nghe được nàng cái giọng nói này, liền biết nàng là thật sợ hãi. Trong lòng hắn không khỏi mềm nhũn, nói ra, Phi Dung, ngươi có tin hay không ta? Trần Phi Dung nói ra, ta tin tưởng ngươi, thế nhưng là ta vẫn là sợ hãi đi ra. La Quân nói ra, ta đáp ứng ngươi, nếu như ta đem ngươi mất, ta thì cùng đi với ngươi chết, có được hay không? Ta quyết không nuốt lời. Trần Phi Dung thân thể không khỏi chấn động.
Nàng trầm mặc xuống dưới, sau một hồi khá lâu, nàng tự động ra giới tu di. Nàng vẫn là áo trắng phiêu nhiên, vẫn là chân trần nha tử tại La Quân trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Quân ca ca, tiểu nha đầu điềm đạm đáng yêu nhìn lấy La Quân. La Quân liền nói ra, Phi Dung, ngươi nghe, ta không có có pháp lực. Cho nên hiện tại, ta cần phải mượn ngươi pháp lực đến đột phá tiểu thế giới này. Ngươi bây giờ hoàn toàn tiến vào ta não vực, cái gì cũng không cần nghĩ, ngươi đem chính mình biến thành thuần túy lực lượng, sau đó để ta tới chỉ huy, biết hay không? Hiểu, Trần Phi Dung nói ra. Sau đó, Trần Phi Dung thì thật tiến La Quân trong não vực. Não vực là một cái rất lợi hại thần kỳ tồn tại. Trong này nhìn như rất nhỏ, nhưng lại có thể sinh ra vô cùng vô tận pháp lực cùng tinh thần lực. Trần Phi Dung tiến vào La Quân trong não vực, nàng sẽ cảm thấy La Quân não vực rộng lớn giống như là một cái sân bóng đá một dạng. Nơi này là tinh thần cùng từ trường chờ một chút tạo thành thần kỳ thế giới. Tư tưởng rong ruổi, có thể lên trời xuống đất, có thể xuyên toa quá khứ tương lai. Tư tưởng có bao xa, chúng ta liền có thể đi bao xa. Tư tưởng là vô hạn. Trần Phi Dung tại La Quân trong óc hóa thành tinh thần lực lượng, nàng lúc này cũng không phải là tiểu cô nương kia bộ dáng, mà chính là một cỗ tinh khiết lực lượng từ trường. Tựa như là vô số mờ mịt khí tức. La Quân bản thân là không có có pháp lực, nhưng bây giờ, bởi vì Trần Phi Dung, La Quân trong não vực pháp lực dị thường bành trướng đứng lên. La Quân đắm chìm xuống dưới, hắn tu vi rất cao, rất nhanh liền làm đến chính thức dung nhập vào Trần Phi Dung cỗ này pháp lực bên trong. Cơ hồ cũng là cùng Trần Phi Dung một thể. Trần Phi Dung bảo trì tuyệt đối tinh khiết, cái gì cũng không muốn, nàng tựa như là một cỗ đơn thuần pháp lực một dạng. La Quân đầu tiên vận chuyển cỗ này tinh khiết pháp lực tiến nhập trong thân thể, đây là đang tu luyện long tộc trong ma pháp học được huyết nhục tương dung. Tinh khiết pháp lực lập tức chui vào đến La Quân huyết nhục bên trong, sau đó, vận chuyển một cái đại chu thiên sau, lại trở lại La Quân trong óc. La Quân bắt đầu lấy tự thân cuồn cuộn võ đạo tinh thần dung nhập pháp lực bên trong. Dần dần, hắn cảm thấy cỗ này pháp lực giống như cũng là hắn tự thân có được. Cái này một cái chớp mắt, La Quân chính thức có được pháp lực. La Quân cảm giác bén nhạy dị thường đứng lên. Trần Phi Dung là không biết bất kỳ pháp thuật chiêu thức, dùng võ hiệp bên trong hình dung, cái kia chính là một cỗ nội lực thâm hậu. Mà La Quân lại là võ đạo cao thủ. Mặc kệ hắn là thi triển pháp thuật vẫn là võ học chiêu thức, vậy cũng là nhất đẳng tồn tại. Cho nên lúc này, La Quân đột nhiên mở mắt, trong mắt của hắn tinh quang nở rộ. Sau đó, La Quân bỗng nhiên vung tay lên. Thâm hậu pháp lực giống như một đạo sắc bén màn sáng, đột nhiên thì bổ ra cái này hắc ám tiểu thế giới. La Quân cứ như vậy xuất hiện tại vong linh pháp sư trước mặt. Cái kia vong linh pháp sư nhìn thấy La Quân lúc không khỏi hãi nhiên thất sắc. Thế mà nhanh như vậy thì phá ta hắc ám chi bào. Vong linh pháp sư kinh ngạc không thôi, đồng thời, hắn lập tức thi triển pháp lực vận chuyển Nhật Nguyệt Châu. Nhật Nguyệt Châu bay vào không trung, đột nhiên thả ra vô cùng quang hoa. Cái này quang hoa chính là Nhật Nguyệt hai loại quang hoa. Hai loại quang hoa giao nhau lấy bắn phá hướng La Quân. Tốc độ ánh sáng lực lượng nhanh đến mức khó mà tin nổi, mà lại như thế giao nhau quét bắn tới, La Quân căn bản là muốn tránh cũng không được. Cái này Nhật Nguyệt Châu lực lượng là cực kỳ khủng bố. La Quân lần nữa cảm nhận được võ đạo lực lượng bất lực chỗ, hắn võ đạo tu vi lại cao hơn, gặp được loại pháp bảo này cùng pháp lực, vậy liền thật gọi một cái bất đắc dĩ. Cũng là tại cái này thời khắc nguy cơ, La Quân đã đầy đủ cảm nhận được bốn phía từ trường lực lượng, từ trường phần tử, thời không phần tử chờ chút. Những lực lượng này tựa như là ngũ hành nguyên tố một y hệt. Nhưng là... Muốn tính toán những lực lượng này lại so ngũ hành nguyên tố khó nhiều. Cũng nhỏ yếu nhiều. Muốn vận dụng được tốt, đó là cần đại trí tuệ. Tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, La Quân đột nhiên bước ra một bước qua. Một bước này là đạp ở quỷ dị hư không phần tử ở giữa, trong hư không, hai loại giống nhau phần tử khoảng cách 10 mét. Một bước từ giữa đó vừa tới, chính là xuyên toa hư không, đến hư không bên ngoài 10 mét. Chính thức đại pháp thuật cao thủ. Có thể trong nháy mắt hư không xuyên toa đến ở ngoài ngàn dặm. La Quân còn nộn đâu, cho nên chỉ có thể sâu chuỗi 10 mét khoảng cách. Đây cũng chính là cùng loại hư không xuyên toa, trùng động khiêu dược nguyên lý. Nếu như không có pháp lực chèo chống, người tốc độ cùng phản ứng, căn bản không có khả năng đạt tới vượt qua điều kiện.
Tựa như là hiện tại công nghệ cao, y nguyên vô pháp hoàn thành trùng động khiêu dược. La Quân một bước thuấn di đến vong linh pháp sư sau lưng, tiếp theo, La Quân thiểm điện xuất thủ, nhất trưởng khắc ở vong linh pháp sư trên lưng. Một trưởng này, La Quân có lòng tin tuyệt đối giết vong linh pháp sư. Trên thực tế, vong linh pháp sư cũng là thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp lấy cả người đột nhiên liền theo hắc bảo héo rút xuống dưới. Nhật Nguyệt Châu nhất thời cũng đình chỉ xoay tròn, hướng phía dưới rơi xuống. La Quân mắt sắc, hắn xuất thủ cũng là mau lẹ. Cấp tốc bước ra một bước, lăng không nhảy lên, liền đem Nhật Nguyệt Châu đoạt trên tay. Sau đó, La Quân lập tức lấy đại pháp lực xâm nhập vào Nhật Nguyệt Châu bên trong, đem cái kia vong linh pháp sư tinh thần ý niệm hoàn toàn mạt sát. Cũng là tại lúc này, cái kia vong linh pháp sư đột nhiên gào thét một tiếng, thế mà hóa thành một đầu màu đen quái thú. Tứ chi chạm đất, trên thân là thật dày vảy giáp màu đen. La Quân không khỏi kinh ngạc, cái này vong linh pháp sư đến là cái gì đồ chơi, làm sao còn có thể biến thành quái thú đâu. Cái kia màu đen quái thú đột nhiên hướng phía La Quân thiểm điện nhào lên. Màu đen quái thú tốc độ nhanh đến lạ thường, mà lại đối La Quân thì phun ra một ngụm hắc vụ. Cái kia hắc vụ hôi thối vô cùng, cấp tốc đem La Quân cả người vây lại. La Quân mặc dù là bách độc bất xâm chi thân, nhưng hắn cũng chỉ là đối phổ thông bình thường độc có sức chống cự. Nhưng gặp gỡ bực này khói độc, hắn là không dám đi nếm thử. Tại thời khắc mấu chốt, La Quân lần nữa lấy xuyên toa hư không bản sự đến cái kia màu đen quái thú sau lưng. La Quân trong nháy mắt đem cái kia phược long bao tay đeo lên, sau đó, một cái nhảy vọt, lập tức cưỡi tại màu đen quái thú trên thân. Con chó, coi như ngươi là tiểu quái thú, vậy lão tử cũng là ngươi thân ái ăn chăm ăn. La Quân hướng phía màu đen đầu quái thú mãnh liệt bạo đánh xuống. Mấy cái quyền bạo đánh xuống, tiểu quái thú đều bị La Quân đánh được vòng, ngao ngao cuồng kêu lên. La Quân cười ha ha, hắn hôm nay thật sự là thống khoái. Đơn giản là hắn rốt cục ủng có pháp lực, tuy nhiên cái này pháp lực cũng không phải hắn, nhưng là cái này mới hợp thể phương thức, thật mẹ nó có loại thánh đấu sĩ biến thân cảm giác. Tiểu quái thú bị La Quân hành hung đến sau cùng trung thực nằm xuống qua, tiếp lấy lại khôi phục nguyên hình, biến thành trước đó bộ dáng. Ta cầu xin tha thứ, cái kia vong linh pháp sư vẻ mặt cầu xin nói ra. Cái này còn tạm được, La Quân nói ra. Nhưng vào lúc này, vong linh pháp sư lại dậy biến hóa. Hắn bị La Quân cưỡi, nhưng là hắn thân thể bỗng nhiên biến thành một tiết cốt long roi. Cái này cốt long roi khoảng chừng hất lên, lập tức đem La Quân trói lại. La Quân hơi quằn quại, liền cảm giác cả thân thể đau đớn vô cùng. Lúc này, La Quân đã bị khóa chết, hắn liền xem như thi triển hư không xuyên toa cũng không thi triển ra được. Mà mẹ nó, La Quân thật nghĩ nói tiếng, mẹ nó, chủ quan a. Hắn lúc này tuy nhiên nguy hiểm, lại cũng sẽ không bối rối, hắn y nguyên trấn tĩnh vô cùng. Cùng lúc đó, La Quân cấp tốc câu thông cái viên kia Nhật Nguyệt Châu. Hắn tại Mê Thất Đại Lục đợi lâu như vậy, mặc dù không có cái gì quá thực chất bản sự mang về. Nhưng là đối bảo vật, đối vũ trụ ảo diệu đã giải vô cùng thấu triệt. Cho nên hắn trong nháy mắt thì hiểu thấu đáo Nhật Nguyệt Châu ảo diệu. Chỉ gặp Nhật Nguyệt Châu lập tức bay ra ngoài, phát ra nhật quang quét bắn tới. Lúc này, La Quân đã cùng Nhật Nguyệt Châu cùng làm một thể, cho nên nhật quang cũng sẽ không đốt bị thương hắn. Cái này ánh nắng bắn phá tại cốt long roi bên trên, cốt long roi lập tức liên tiếp đứt gãy, mà lại cấp tốc khôi phục nguyên hình. Cũng chính là vong linh pháp sư bản thân bộ dáng, bất quá hắn đã thành ba đoạn thân thể. Nhưng kỳ quái là, hắn cũng không chảy máu. Ánh mắt hắn còn mở to, phần eo cùng tay còn đang ngọ nguậy. La Quân lại có loại cảm giác, cái này nha đã chết. Hắn cũng không phải tốt tính người, tiến lên một chân đem vong linh pháp sư đầu đá ra 100 mét xa. Sau đó, La Quân nhanh chóng nhanh rời đi nơi thị phi này. Cái kia hắc ám chi bào theo vong linh pháp sư là một thể, tại vong linh pháp sư sau khi chết, hắc ám chi bào cũng đứt gãy thành ba đoạn, lại không bất cứ tác dụng gì. Một rời đi về sau, Trần Phi Dung cũng liền khôi phục nguyên hình, rời đi La Quân não vực. Trần Phi Dung phiêu phiêu đáng đáng, theo uống say giống như tại La Quân trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Cái kia trắng như tuyết chân vẫn là như thế sáng loáng. Quân ca ca, ta cảm giác mệt mỏi quá a. La Quân cười ha ha, nói ra, mệt mỏi ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng,
nói ra, cái kia Quân ca ca, vừa rồi ta bổng không bổng. Mới vừa rồi là ta bổng, La Quân nói ra, nếu không phải ta lợi hại, ngươi liền cũng không dám nhìn hắn đâu, cho nên là ta lợi hại. Trần Phi Dung như có điều suy nghĩ, nói ra, vậy ngươi nói giống như cũng có đạo lý. Cái gì gọi là giống như có đạo lý, đó là vốn là rất lợi hại có đạo lý a. La Quân nói ra, Trần Phi Dung hơi hơi thất vọng, nói ra, vậy ta thì một điểm công lao đều không có sao. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi vẫn còn có chút công lao, bất quá ngươi cái này pháp lực còn cần tăng cường a. Ta còn không sao cả lấy, ngươi thì mệt mỏi thành dạng này. Ngươi không thêm mạnh hơn một chút, về sau ta làm sao mang ngươi chơi đùa. Trần Phi Dung liền ngoan ngoãn nói ra, được rồi, Quân ca ca, ta biết, ta nhất định gấp rút tu luyện. Nàng đón đến, nói ra, bất quá Quân ca ca, Nhật Nguyệt Châu thế nhưng là cái thứ tốt, nếu như ta đem Nhật Nguyệt Châu thôn phệ, nhất định sẽ có ích lợi rất lớn. La Quân liền xuất ra Nhật Nguyệt Châu, hắn nói ra, nhìn ngươi hôm nay biểu hiện không tệ bộ dáng, thưởng cho ngươi. Trần Phi Dung nhất thời đại hỉ, thậm chí có chút không dám tin, nàng nói ra, Quân ca ca, ngươi thật cho ta. La Quân ngoẹo đầu nhìn về phía Trần Phi Dung, nói, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Chẳng lẽ cái này Nhật Nguyệt Châu rất quý bối? Ta có đáp ứng hay không nhanh? Trần Phi Dung nói ra, cái kia thật là rất quý bối đâu, cái này Nhật Nguyệt Châu thế nhưng là thần khí cấp bậc bảo vật. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, không thể nào, bảo vật phân linh khí, bảo khí, tiên khí, thần khí. Tiên khí liền đã có khí linh, thần khí này làm sao lại cái này điếu dạng? Cũng không có cảm giác ra có khí linh a. Trần Phi Dung lập tức nói, Nhật Nguyệt là không thể nào có khí linh, bất luận cái gì thần khí đều có thể có khí linh, nhưng là đại biểu Nhật Nguyệt chi tinh hoa Nhật Nguyệt Châu lại không thể sinh ra khí linh. Còn đến là vì cái gì, ta cũng không biết, nhưng là cái này Nhật Nguyệt Châu phẩm chất tuyệt đối là thần khí, nhưng nó cũng xác thực không có khí linh. Nàng đón đến, nói ra, cái này vong linh pháp sư tu làm căn bản không đủ, cho nên không có phát huy ra Nhật Nguyệt Châu lợi hại tới. Hắn vẻn vẹn phát ra một tầng Nhật Nguyệt Châu uy lực. Nếu như là chân chính cao thủ đến thi triển Nhật Nguyệt Châu, chỉ cần phát huy ra 5 tầng thực lực đến, vậy coi như là đến 3 cái Quân ca ca ngươi, đều là bị miểu sát hạ tràng. La Quân không khỏi bắt lấy Nhật Nguyệt Châu, hắn dò xét một phen về sau, nói ra, thật có lợi hại như vậy. Trần Phi Dung trông mong nhìn lấy La Quân, nói ra, Quân ca ca, ngươi sẽ không có ý định cho ta đi. Đương nhiên không cho ngươi. La Quân nói ra, ai bảo ngươi cái ngu ngốc như thế thành thật. Ngươi nếu là không nói cho ta biết cái đồ chơi này như thế bảo bối, ta chẳng phải cho ngươi a. Trần Phi Dung nhất thời khóc tang mặt. La Quân cười ha ha, nói ra, được rồi, đùa giỡn với ngươi, cầm đi đi. Hắn nói xong liền đem Nhật Nguyệt Châu ném cho Trần Phi Dung. Trần Phi Dung trong mắt nhất thời hiện lên dị quang. Nàng nói ra, thật cho ta. La Quân nói ra, ngươi còn dám rông dài, vậy ta thì không cho ngươi. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, Quân ca ca ngươi thật tốt. Tốt, tiền tài không để ra ngoài. Ngươi tranh thủ thời gian về ta giới tu di bên trong, vạn nhất bị người đoạt làm sao bây giờ. La Quân theo rồi nói ra. Được rồi, Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng. Rất nhanh, La Quân trở lại trong khách sạn. Hắn hiện tại cảm thấy sự tình rất là quỷ dị, vì sao lại có vong linh pháp sư xuất hiện tại Minh Đô Thành bên trong. Vong linh không phải không tử tộc sao? La Quân nghĩ không ra. Hắn cảm thấy mình có cần phải qua hỏi một chút Lam Tử Y. Nhưng vào lúc này, Trần Phi Dung nhảy ra. Trong tay nàng còn cầm Nhật Nguyệt Châu.